Chương 1623, hắn là con trai nhà quyền quý. Thúy Nhi, anh thấy em pha trà cũng có chút tài nghệ, hay là đến công tác tại nhà khách Cửu Vân Kiều trên tỉnh, em thấy thế nào? Trong nhà khách có bộ phận lễ tân, chuyên pha trà cho khách. Em yên tâm, chỉ thuần túy pha trà thôi, bọn họ đều là những người tao nhã. Tiền bâu cũng không ít đâu, tiền lương 1.000 tệ một tháng, tiền bâu một tháng cũng có thể thu được 3-4.000 tệ. Nếu tay nghề của em được nhiều người ưa thích thì thu được càng nhiều tiền bâu ơ. Diệp Phàm chợt nảy ra một chủ ý. Đúng vậy, trà nghệ của cô Thúy Nhi quả thật không tồi chút nào, hãy đi pha trà Lang Đình của các bạn đi. Trần Quân gật đầu, nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Nhà khách Cửu Vân là khách sạn 5 sao, là một nhà khách cao cấp, tọa lạc tại khu Hồng Liên của tỉnh. Diệp Phàm lại đang quản lý khu Hồng Liên. Chỉ cần anh ta gật đầu một cái thì việc sắp xếp cho em một vị trí tốt không thành vấn đề. Biết đâu làm được vài năm sẽ thăng chức làm phó giám đốc, hẳn là cũng không thành vấn đề, đến lúc đó lương mỗi tháng có thể lên đến hơn 10.000. Em không được học nhiều văn hóa lắm, điều này liệu có được không? Thúy Nhi thực sự hơi lo lắng, liếc nhìn Diệp lão đại một cái. Không phải em đã nói là tốt nghiệp trung học sao, thế là đủ rồi. Đến làm việc tại nhà khách cũng không quan trọng bằng cấp lắm, cái chính là tài nghệ của em thôi. Bọn họ cần khả năng thực sự, bằng cấp cũng không thể nói lên năng lực được. Diệp Phàm nói. Cha à, cha thấy thế nào? Thúy Nhi hỏi. Dù sao Diệp Phàm cũng làm lãnh đạo ở đó, con muốn đi thì đi đi. Dẫu sao ở cái thôn Hạo Sơn này cũng không có tương lai. Nếu sau này con có thể an cư lập nghiệp ở trên tỉnh thì càng tốt. Phạm Mãn Mãn không chút do dự, nói. Diệp Phàm, anh có thể giúp anh trai em tìm một công việc gì đó không? Anh ấy là thợ đá, cũng là thợ thủ công, những việc này đều có thể làm được. Thúy Nhi hơi ngại ngùng, hỏi. Ha ha, Thúy Nhi à, coi như em tìm đúng người rồi đấy. Khả năng của bí thư Diệp không vừa đâu. Nếu anh trai em đã làm được những việc này, vậy thì hãy vào làm ở công ty xây dựng đi. Bí thư Diệp quen biết rất nhiều tổng giám đốc của các công ty, tùy ý giới thiệu cho anh trai em một cái là được ngay. Trần Quân cười ha ha nói. Cũng được, vậy hãy đến công ty Thiên Lạc của Đức Bình hoặc tập đoàn Vũ Thánh của tổng giám đốc Hầu ở Thủy Châu đều được. Cứ như vậy đi, đợi xong việc bên này rồi các bạn hãy lên trên tỉnh. Tôi bảo Trần Quân dẫn mọi người đi chọn công ty, chỗ nào lương cao, vừa ý thì đến công ty đó làm. Diệp Phàm gật đầu. Cảm ơn. Xin cảm ơn, Diệp Phàm, anh là đại ân nhân của Phạm gia chúng tôi. Phạm Đông Trụ có chút kích động. Không sao, có thể giúp mọi người cũng chỉ là việc nhỏ thôi, có là gì đâu. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Anh làm hại đời con gái nhà người ta, đương nhiên là phải ra chút sức rồi. Trần Quân oán thầm đồng chí Diệp lão đại ở trong lòng. Khi quay trở về thôn, vẫn không có phản ứng gì. Chỉ có điều Diệp lão đại cảm thấy có chút nóng ở bụng dưới mà không có phản ứng gay gắt gì khác nên cũng thấy yên tâm. Thúy Nhi tự mình đi đun nước gọi Diệp lão đại đi tắm rửa. Em kỳ cọ giúp anh nhé. Sau khi pha nước, Thúy Nhi vẫn chưa rời đi. Không tiện đâu, đây là nhà em, sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Diệp Phàm lắc đầu. Không sao, bọn họ sẽ không nói gì đâu, anh là đại ân nhân của nhà em mà. Thúy Nhi nói. Vậy được. Trà sát thì trà sát đi. Diệp lão đại thoải mái nằm trong thùng gỗ lớn, nhắm hờ mắt hưởng thụ, Thúy Nhi nhẹ nhàng trà sát. Ở bên này giơ tay sờ nắn vài chỗ trên người Thúy Nhi, hắn cũng lấy làm thích thú. Thúy Nhi tất nhiên là cũng phản ứng gì cả, dù sao cũng đã cho Diệp lão đại hết rồi, anh thích làm gì thì làm cái đấy. Quan trọng là phải làm cho Diệp lão đại thoải mái mới được, cả nhà mình đều đặt hy vọng ở anh ta. Chuyện làm được đến đâu rồi? Kiều Báo Quốc ngồi ở trong đại sảnh, liếc nhìn đồng chí Tằng Hoa một cái hỏi. Đã đánh rồi, Diệp Phàm quả nhiên rất kích động, đánh cho tên Trương Mạo Lâm kia miệng phun ra máu tại trận, bầm dập mặt mày. Hơn nữa, lái xe của Diệp Phàm hình như càng ngạo mạn hơn, trước mặt của Tống Cương mà dám đánh chủ tịch huyện Lang Đình là Dương Lương Dân. Tất nhiên là Tống Cương bị mất mặt rồi, Dương Lương Dân suýt chút nữa tức hộc máu. Tuy nhiên, lúc đó tôi cố ý ghìm Dương Lương Dân lại. Điều này, tôi nghĩ là đàn áp càng nhiều thì phản kháng càng mạnh. Ha ha, sắp có trò hay để xem rồi. Tằng Hoa mỉm cười nói. Chắc là bây giờ Tống Cương đã đến nhà Điền Chí không khóc lóc kể lể rồi.
Tằng Thu Lâm liếc nhìn Tằng Hoa một cái, thản nhiên cười nói. Vẫn là báo quốc nghĩ chu đáo, một mũi tên trúng hai con chim, khiến cho Diệp Phàm cùng chúng ta vật tay với Điền Đại Bãi. Nghe nói Diệp Phàm ở tỉnh rất có duyên, như Phó Bí Thư Tề, Đoàn Hải Thiên, đúng rồi, còn có Lô Minh Châu của Lô Gia đều có quan hệ không tồi với Diệp Phàm. Được mấy người này bao che, Diệp Phàm làm quan chắc chắn không có vấn đề gì. Đồng chí Lão Điền, hãy để cho gã ngoan ngoãn chịu một vố đi. Tằng Hoa cười gượng một tiếng, nhìn Kiều Báo Quốc một cái, hỏi. Còn cấp dưới thì nên làm thế nào? Tống Cương vừa nhờ Điền Tháp Sơn đích thân đến đòi người rồi. Không thả, thái độ của anh càng phải cứng rắn lên một chút, để diễn cho Diệp Phàm xem. Sau này, nếu Điền Tháp Sơn ép quá, anh vẫn không được thả người. Kiều Báo Quốc thản nhiên nói. Điền Tháp Sơn dù sao cũng là một đảng viên, chuyện này hơi phiền phức một chút, tôi sợ không trụ được. Tằng Hoa có chút lo lắng. Ha ha, yên tâm, khi Phó Bí Thư Điền không có cách gì thì Điền Chí không tự nhiên sẽ nhảy vào. Chỉ cần Điền Chí không nói một câu, cậu lập tức thả người. Đến lúc đó giải thích với Diệp Phàm, người ta là ủy viên địa khu mà, cậu cũng không có cách gì phải không nào. Tin chắc rằng Diệp Phàm sẽ hiểu được nỗi khó xử của cậu. Tằng Thu Lâm thản nhiên cười nói. Diệu kế, cứ như vậy thì không phải Diệp Phàm sẽ xích mích với Điền Chí không rồi sao? Tằng Hoa nói. Xích mích một chút vẫn không được, tốt nhất là xung đột gay gắt mới được. Tuy nói về cơ bản không thể làm lung lay tận gốc rễ của Điền Chí không, nhưng ít nhất có thể khiến cho đồng chí Điền bị một vố đau. Tằng Thu Lâm nói, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ha ha, các anh không hiểu được ông em rể này của tôi rồi. Kiều Báo Quốc bất ngờ thản nhiên cười cười, nói. Tôi đoán là nếu đồng chí Lão Điền muốn đấu với Diệp Phàm đến cùng thì đồng chí Lão Điền đen đủi đến tận mạng rồi. Đến lúc Tống Cương mất chức thì chúng ta sẽ dễ dàng làm tốt hạng mục Điền Trà tại Lang Đình rồi. Hay lắm, nếu Tống Cương bị Diệp Phàm nắm được sơ hở thì đúng lúc đó chúng ta có thể lợi dụng chỗ trống này điều một cán bộ đến huyện Lang Đình nhậm chức. Chỉ cần nắm được huyện Lang Đình thì loại trà gì cũng đều phải là do chúng ta nói mới được. Nói đến đây, Tằng Thu Lâm thở dài. Trong thế giới này muốn làm chút việc không ngờ cũng khó khăn như vậy. Cũng bởi Điền Chí không mang họ Điền, đến việc phát triển Điền Trà cũng không làm được, còn phải đi đường vòng mới có thể làm được. Việc này tốt nhất đừng để cho Diệp Phàm nhận ra là chúng ta đang lợi dụng hắn, bằng không, gã này, lúc trước ông già nhà tôi suýt chút nữa bị hắn làm cho tức điên lên. Nếu hắn biết thật thì phiền phức lắm. Kiều Báo Quốc thản nhiên nói, chân mày cũng nhíu lại. Ừ, cái tính gàn dở của hắn tôi cũng đã nghe nói qua, khá nổi tiếng, ha ha. Tằng Thu Lâm cười cười, nhìn Kiều Báo Quốc một cái, nói tiếp. Về chuyện của hắn, tôi còn chút khó hiểu. Trong thể chế của quan trường thì kiểu tính cách này của hắn căn bản là không xuôi được. Nhưng hắn quả là khéo trèo kéo, thăng quan tiến chức nhanh đến mức không đỡ được. Chuyện này, tôi nghĩ nguyên nhân chủ yếu là do được Đại viện Kiều gia nâng đỡ. Tuy nhiên những chuyện phiền toái kéo theo nhất định không nhỏ đi. Thu Lâm, anh sai rồi. Kiều Báo Quốc thản nhiên lắc đầu. Sai rồi, sai. Tằng Thu Lâm miệng nói thầm một câu xong, có chút khó hiểu nhìn chằm chằm Kiều Báo Quốc. Thực ra cha của chúng ta không giúp gì nhiều cho hắn đâu. Nói ra các anh có thể cảm thấy kỳ lạ nhưng đây là lời nói thật. Chính lần này hắn đến Hải Đông nhậm chức cũng đều có người thu xếp rồi. Cha tôi cũng còn ngại hắn được thăng quan tiến chức quá nhanh nên không đồng ý. Thằng em rể này của tôi thật sự có chút khả năng. Không phải tôi tự hạ thấp mình mà vị trí này của tôi cũng nhờ hắn giúp không ít sức lực. Chuyện lần này, cha tôi và mọi người trong nhà đều không ra mặt. Đương nhiên, Đại viện Kiều gia cũng ngầm hỗ trợ một chút, tin rằng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tỉnh Nam Phúc hẳn là cũng sẽ suy xét đến. Kiều Báo Quốc thản nhiên cười cười, dù sao cũng là tình hình thực tế. Không thể nào chứ. Tằng Hoa có chút không tin, thật sự là khó có thể làm cho gã tin là thật. Ha ha, tôi đã khi nào nói dối các anh chưa? Chúng ta đều là người một nhà, cũng không nói hai lời. Thằng em rể này của tôi, khi nào các anh gặp hắn cũng nên tôn trọng một chút. Hắn chỉ cần vài năm đã có thể leo lên được vị trí như ngày hôm nay, tất cả đều là dựa vào thực lực của hắn mà đi lên được. Ví dụ như ở trên tỉnh. Các anh cũng đã thấy chút khả năng của hắn. Chẳng hạn như con trai Tề Thiên của Tề Chấn Đào, cháu ngoại Lô Vĩ của trưởng ban Lô Minh Châu cũng đều kết nghĩa anh em với hắn.
Nói là thí mạng cũng không quá chút nào, có thể nói như thế, bởi vì cả ba người bọn chúng liều mạng vì nhau thì đều có thể làm được. Hơn nữa, tuổi tác của Diệp Phàm đều nhỏ hơn bọn họ, nhưng trái lại tất cả bọn họ đều phải gọi em rể tôi là đại ca, còn cả phó trưởng ban Thiết Chiêm Hùng kia cũng thế. Cho nên, em rể tôi là người có duyên lắm, đôi khi, chính tôi cũng có chút ghen tị hắn thật là tốt số. Kiều Báo Quốc bất ngờ khen ngợi Diệp Phàm. Thật kỳ quặc, một phó bí thư ở tỉnh không ngờ lại chạy đến Nam Lĩnh của chúng ta dương oai, thực sự nghĩ rằng địa khu Nam Lĩnh của chúng ta không còn ai nữa có phải không? Đây là Nam Lĩnh, không phải Thủy Châu. Cùng với tiếng nói thì cạch một cái, chén trà bị đồng chí địa ủy Nam Lĩnh Điền Chí Không gõ mạnh một cái lên bàn. Tôi thấy thằng nhãi đó là người như thế này, căn bản là tự cao tự đại. Lão Điền, anh không thấy được dáng vẻ kiêu ngạo kia của hắn. Ở địa bàn của tôi mà hắn lại dám bảo lái xe đánh đồng chí Dương Lương Dân. Dương Lương Dân là ai? Là chủ tịch huyện Lang Đình. Một lái xe vì sao có thể ngạo mạn như thế, có thể là do chủ xúi dục cũng không chừng. Đồng chí huyện ủy huyện Lang Đình Tống Cương vẻ mặt phẫn nộ, có thể là do quá kích động nên đến giọng nói phát ra cũng ngân nga. Quái lạ, Tằng Hoa hình như có quan hệ thân thiết với hắn. Hơn nữa hễ mở miệng ra là gọi Diệp Thiếu Gia, Diệp Thiếu Gia. Thằng nhãi này chắc không phải là con cháu nhà quyền quý nào đó ở thủ đô thật đấy chứ. Nếu là sự thật thì cái chức vụ của lão Lâm quả là có chút phiền phức. Vừa rồi tôi gọi điện thoại cho đồng chí Tằng Hoa, yêu cầu hắn lập tức thả chủ tịch xã Trương. Nhưng thái độ của đồng chí Tằng Hoa rất kiên quyết, không ngờ đã từ chối thẳng thừng. Hơn nữa, còn lôi ra cả mớ lý luật, nào là phải giữ gìn tính công bằng của pháp luật, nào là dân chúng có oan thì phải giúp bọn họ cái gì đó. Tất cả đều là những lời nhảm nhí, không ra gì, khi ông đây trước kia làm bí thư đảng ủy công an thì hắn mới làm cái chức gì chứ? Chỉ là một chủ tịch huyện nhỏ nhoi thôi, bây giờ thì giỏi rồi, đến lời của tôi cũng không nghe nữa. Đồng chí phó bí thư địa ủy Nam Lĩnh Điền Tháp Sơn cũng có chút kích động, đến chuyện mất mặt như thế cũng phun ra. Chương 1624, nhân vật số 1 ra tay. Con cháu nhà quyền quý ở thủ đô cái rắm. Tôi vừa mới nhờ người hỏi thăm rồi. Diệp Phàm, chẳng qua là một thằng nhóc từng làm một chủ tịch huyện của tỉnh Cổ Xuyên mà trèo lên cao được thôi. Bố đẻ hắn nghe nói chỉ là một cục trưởng nhỏ nhoi, còn mẹ thì dạy học. Tổ tông tám đời nhà hắn cũng chưa từng qua được chức chủ tịch huyện. Hơn nữa, họ hàng thân thích cũng không có khả năng gì. Tống Cương rất ẩn thận, không ngờ đã điều tra xong cả tổ tông tám đời nhà đồng chí Tiểu Diệp. Tuy nhiên, gã này chỉ hỏi thăm chi tiết của Diệp Phàm ở Cổ Xuyên, còn quan hệ xã hội của Diệp Phàm thì là điều quan trọng nhất mà gã lại không biết được. Chuyện này đúng là kỳ lạ, không thể quá coi thường người này. Anh nghĩ thử xem, hắn mới bao nhiêu tuổi, người ta bây giờ đã là phó bí thư thành phố Thủy Châu rồi, hơn nữa còn quản lý trực tiếp khu Hồng Liên lớn như vậy. Nghe nói quan hệ giữa hắn và bí thư Đoàn Hải Thiên trên tỉnh cũng tương đối tốt. Phó bí thư địa ủy Nam Lĩnh Điền Tháp Sơn thản nhiên hừ nói. Tháp Sơn, anh có lá gan chuột nhắt từ khi nào thế? Đoàn Hải Thiên thì sao nào? Chẳng qua cũng chỉ là một ủy viên thường vụ hạng bét thôi. Điền Chí Không liếc xéo Điền Tháp Sơn một cái, thản nhiên hừ một tiếng, quay đầu nhìn Tống Cương một cái, hỏi. Đã thả người chưa? Vẫn chưa, chắc là Tằng Hoa nhận được điện thoại của anh mới được. Người này như ăn phải bả, thái độ cứng rắn chưa từng thấy. Quan hệ của hắn và Diệp Phàm chắc là khá thân thiết bởi vì khi bắt người thì hắn cũng đi cùng Diệp Phàm. Điền Tháp Sơn có vẻ hơi xấu hổ, nói. Hừ. Điền Chí Không hừ một tiếng, cầm điện thoại lên bấm gọi, nói. Tằng Hoa à, chuyện của Trương Mạo Lâm là thế nào? Chuyện là thế này, có người tố cáo đồng chí Trương Mạo Lâm nên chúng tôi đã gọi hắn đến Cục Công an hỗ trợ điều tra. Tằng Hoa thản nhiên nói. Hỗ trợ điều tra cũng không thể công nhiên tra khảo như thế, người ta tốt xấu cũng là một chủ tịch xã. Anh bảo sau này người ta làm sao còn có thể chủ trì công tác xã Trì Lâm được nữa. Đồng chí Tằng Hoa, khi đồng chí chấp pháp ở Cục Công an cũng phải chú ý giữ gìn danh dự của đối tượng chứ. Trong hồ sơ vụ án còn chưa có kết luận thì không thể vừa nghe thấy tiếng gió đã bảo là mưa. Hơn nữa, sự thật trước khi được điều tra rõ ràng thì người ta chỉ là đối tượng tình nghi phải không nào? Cho nên các anh thẩm vấn xong thì cũng tạm tạm rồi. Điền Chí Không hừ nói, còn nói thêm. Vả lại tình hình của dân chúng bây giờ, anh còn chưa hiểu được.
hơi một tí là gây chuyện, công tác của các cán bộ xã cũng khó làm lắm. Những lãnh đạo cấp trên như chúng ta càng phải thông cảm và ủng hộ công tác của bọn họ mới đúng. Bằng không, các đồng chí cấp dưới cũng không dám làm việc nữa thì công tác này làm sao còn triển khai xuống dưới được. Thưa Bí thư Điền, tôi biết rồi ạ, chuyện này vốn chỉ muốn thẩm vấn một chút rồi thả người ngay. Hình như là nói chủ tịch xã Trương thích chiếc chiêng đồng của một nông dân sơn dã mà anh nông dân kia không biết điều, cuối cùng bị đánh thương nặng. Người ta tố cáo chủ tịch xã Trương cố ý đánh người. Tuy nhiên, nếu sự thật không như vậy thì chúng tôi chuẩn bị thả người. Tằng Hoa cố ý thể hiện dáng vẻ còn chút do dự. Chỉ là mấy đồng tiền cổ thôi, làm sơ sơ rồi thôi. Còn nữa, việc đồng chí Trương Mạo Lâm động thủ có người làm chứng không? Điền Chí không có chút tức giận rồi, giọng đó hình như là hừ từ trong khoang mũi ra vậy. Điều này, dù sao có phải là đồng chí Trương Mạo Lâm tự mình tấn công hay không, tình tiết này đang được điều tra và chứng thực xong tôi sẽ báo cáo với anh. Tằng Hoa thản nhiên nói. Điều tra cũng không thể nhùng nhằng mãi như thế, công tác của xã Chỉ Lâm không thể đợi mãi được. Anh làm như vậy là để mấy chục nghìn dân chúng xã Chỉ Lâm ra rìa rồi. Điền Chí không lại hừ một tiếng rồi nói. Tôi có việc bận, việc này cứ như thế đi. Sau khi nói xong, Điền Chí không chuẩn bị cúp máy. Tằng Hoa vội vàng nói. Vâng, tôi lập tức chấp hành chỉ thị của Bí thư Điền. Cái anh Tằng Hoa này, ha ha, tôi đâu có đưa ra chỉ thị gì cho anh đâu. Điền Chí không bất ngờ thản nhiên cười nói. Ha ha, tôi biết rồi ạ, Bí thư Điền không có chỉ thị. Tằng Hoa cũng thản nhiên cười. Còn nữa, nghe nói đồng chí Dương Lương Dân của Cục Công an huyện Lang Đình khi chấp hành nhiệm vụ đã bị người ta đánh. Là cấp dưới của anh là bí thư quản lý Cục Công an lẽ ra phải bảo vệ quyền lợi cho cấp dưới của mình mới đúng. Đối với hành vi của một số kẻ ác, chúng ta tuyệt đối không thể dung túng. Có thể mấy người có tiền thì hay kiêu ngạo. Không ngờ lại dám đánh cả trưởng phòng công an huyện, công nhiên không coi luật pháp ra gì. Các anh làm gì thế? Các anh cần phải cho những thanh niên này biết cái gì được gọi là luật pháp, cái gì gọi là công chính liêm minh. Pháp luật không đo bằng tiền. Điền Chí không hừ nói. Tôi biết rồi. Tằng Hoa nói. Buổi tối, Diệp Phàm cũng thực sự mệt mỏi, sau khi hưởng thụ Thúy Nhi trà sát lưng cho một hồi liền đi ngủ. Còn ở quán ba huyện Lang Đình thì náo nhiệt vô cùng, trong một phòng VIP, một đám người đang ăn uống hả hê. Chủ tịch xã Trương, để cho anh bị sợ hãi rồi. Lúc này, một gã có nốt ruồi đen bên mép vẻ mặt nịnh hót cười. Sợ hãi. Đồng chí Trương Mạo Lâm vừa được thả ra liếc xéo gã kia một cáo, tỏ vẻ không hài lòng. Tư Khải à, lời nói vừa rồi của anh là nói sai. Trưởng phòng công an huyện Lang Đình Dương Lương Dân chỉnh cấp dưới, cũng chính là đồng chí Lâm Tư Khải, đội trưởng đội cảnh sát hình sự phòng công an huyện Lang Đình. Nói sai rồi, cục trưởng Dương. Xin anh giải thích một chút để cho em biết sai ở chỗ nào. Điều này, biết sai để mà sửa phải không nào? Đội trưởng Lâm lập tức lấy vẻ mặt tươi cười, nói. Đúng đúng đúng, biết sai để sửa, còn gì tốt hơn? Lúc này, một người trung niên có cái bụng to như bụng La Hán, kiểu cương trực, thẳng như ruột ngựa nói. Chủ tịch huyện Mã, anh hãy kiểm điểm hắn đi. Dương Lương Dân cười nói. Chủ tịch huyện Mã, xin ra chỉ thị. Đội trưởng Lâm lại khẩn trương nói. Ha ha ha. Đồng chí Mã Phó Chủ tịch huyện Lang Đình có vẻ hơi đắc ý liếc mắt nhìn các đồng chí trong phòng một lượt nói. Các anh có thể không biết rằng Cục Công an địa khu chỉ là mời Chủ tịch xã Trương đi làm khách thôi. Người ta giữ Chủ tịch xã Trương ở đó, trà ngon, thức ăn ngon đều phục vụ đầy đủ, nào có phải chịu khổ sở gì đâu. Nhìn thấy chưa, còn chưa đầy mấy tiếng không phải đã phải cung kính mời Chủ tịch xã Trương đi ra hay sao? Hơn nữa, còn phải dùng xe đưa chủ tịch xã Trương đến tận Lang Đình. Các anh không biết đấy thôi, đồng chí đội trưởng cảnh sát hình sự Vương về cơ bản sau khi đích thân lái xe đến Lang Đình còn phải tạ lỗi với chủ tịch xã Trương nữa kìa. Lại còn nhét đầy mấy cây thuốc lá Trung Hoa vào túi của chủ tịch xã Trương. Ha ha, chủ tịch huyện Mã đã quá lời rồi. Căn bản lúc đó đồng chí Vương chỉ đưa cho một cây thuốc lá Trung Hoa thôi. Cũng không nhiều như vậy đâu phải không nào. Chủ tịch xã Trương khá đắc ý liếc mắt nhìn các đồng chí trong phòng một lượt nói tiếp. Hơn nữa nhiều quá cũng không hút hết được, loại thuốc này, vẫn là hút ít thôi còn giữ được cái mạng nhỏ mà công tác. Nhìn thấy chưa,
không phải mấy bao mà là một bao. Vẫn là thể diện của chủ tịch xã Trương lớn, bình thường chúng ta đều tặng rượu và thuốc lá cho các đồng chí cục công an. Đến hôm nay đổi lại, người ta là đội trưởng cảnh sát hình sự còn phải tặng quà. Chủ tịch huyện Mã cười ha hả. Đó đó, anh Trương là người như thế nào, là người hoành tráng nhất Lang Đình của chúng ta. Đội trưởng Lâm mặc kệ cảm giác phát buồn nôn, quay sang nịnh hót. Anh lại sai rồi, chủ tịch xã Trương chẳng những là người hoành tráng nhất Lang Đình mà là người hoành tráng nhất Nam Lĩnh của chúng ta. Đừng nói là Lang Đình, chủ tịch xã Trương đi đến đâu cũng có người phục vụ. Người ta gọi là gì nhỉ, cái này gọi là số mệnh. Chủ tịch huyện Mã pha trò cười, lập tức một tràng cười ha hả vang lên. Những người ngồi tại phòng VIP này hôm nay đều là anh em của Trương Mạo Lâm tôi. Nào nào nào, cùng cạn một ly. Tôi chúc các đồng chí sức khỏe dồi dào, chức quan ngày càng to. Trương Mạo Lâm nâng ly lên, trong phòng lại vang lên một tràng tiếng chạm cốc. Rượu quá 3 tuần, đồ ăn hơn 5 món. Một gã mặt gầy đột nhiên hỏi. Anh Trương, chẳng lẽ chuyện này chỉ đến đây thôi, vậy thì dễ dàng cho thằng nhóc kia quá. Một thằng nhãi ngoại tỉnh, chẳng lẽ để cho hắn được ngạo mạn như thế à? Thôi à, cục trưởng Dương à, anh nói chỉ như vậy là thôi sao? Trương Mạo Lâm cũng tương đối thâm, biết Dương Lương Dân bị Trần Quân tát cho một cái ngay tại trận, nội âm ức này tuyệt đối sẽ bung ra, bây giờ cố tình nhắc tới chuyện này chỉ là việc khơi mào thôi. Anh nói xem, chủ tịch xã Trương. Dương Lương Dân không thể mất thể diện được, lạnh lùng hừ nói, trong lòng thầm mắng con chó Trương Mạo Lâm, mày việc gì không nói lại đưa ra việc này. Chuyện như thế này sao có thể đưa ra nói công khai trên mặt bàn như thế này được. Anh Trương, chuyện này không thể để như vậy được, còn nữa cục trưởng Dương, anh em chúng ta cùng đồng lòng đòi lại mới được. Lúc này, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Lâm tìm được một cơ hội kích động tốt, lập tức hừ nói. Thằng nhóc kia hiện đang ở đâu? Cục trưởng Dương quay đầu hỏi đội trưởng Lâm. Ở trong nhà lão già tố cáo kia, chính là ông lang già ở trong xóm núi xã Chỉ Lâm kia. Chắc là thằng nhóc đó có ý với con gái lão Phạm. Bằng không thằng nhóc đó sẽ không tốn công sức như thế, tôi có chết cũng không tin. Đàn ông bây giờ không có một ai tốt cả, bao gồm cả anh và em phải không nào? Đội trưởng Lâm hừ nói, xem ra gã này vẫn có mắt. Ha ha ha. Đúng lúc lắm, chúng ta hãy đi chụp lại tấm hình đi. Gã mặt gầy kia cười nói. Đúng đúng đúng, đăng lên trên đài truyền hình phơi bày hắn ra trước ánh sáng, sáng mai đem hình ảnh hắn đang cởi chuồng cũng đăng lên báo. Mẹ kiếp, dám chọc vào anh Trương và cục trưởng Dương của chúng ta, sống không yên được nữa rồi. Đội trưởng Lâm mắng. Khoảng 8 giờ tôi, điện thoại của Diệp Phàm reo lên. Vừa nhận điện thoại, từ loa đã vang lên giọng nói. Diệp thiếu gia, thật ngại quá, chuyện này, thật ái ngại quá. Ái ngại gì, bí thư Tằng, có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Diệp Phàm thản nhiên nói, dự cảm được điều gì. Chuyện này, Trương Mạo Lâm được thả rồi. Việc này, tôi cũng không có cách nào. Bí thư Điền đích thân gọi điện thoại tới. Tằng Hoa nói, việc này cứ như thế thôi vậy, chẳng lẽ Điền Chí không lại không làm việc theo pháp luật. Diệp Phàm đã bắt đầu nổi giận. Giọng điệu nặng nề thêm không ít. Không ngờ gã Tằng Hoa này lại vô dụng như thế, đến chuyện này cũng không làm chủ được. Lần trước mình giúp gã đúng là uổng công rồi. Chuyện này, Diệp thiếu gia, anh cũng biết tôi dù sao cũng còn phải công tác ở Nam Lĩnh phải không nào. Việc này, vốn dĩ là Tống Cương đã gọi nhiều người đến nói giúp nhưng vẫn bị tôi đuổi về. Nhưng là chính bí thư Điền Chí không trực tiếp gọi điện thoại, xin lỗi Diệp thiếu gia. Thật ngại quá, việc này... Thật sự là không tiện làm căng. Tằng Hoa một câu thật ngại quá, hai câu thật ngại quá. Thôi vậy. Diệp Phàm lạnh một tiếng rồi cúp máy, biết không trông chờ gì ở gã Tằng Hoa này được. Hơn nữa, việc này, Diệp Phàm cảm thấy có chút kỳ lạ. Biết không chừng Kiều Báo Quốc đã sớm biết được, vì sao vẫn chưa ra tay. Chẳng lẽ có mưu mẹo gì ở đây? Diệp Phàm suy nghĩ một hồi, gọi điện thoại cho Triệu Thiết Hải ở trên sở tỉnh. Đem chuyện này thuật lại cho anh ta nghe. Chương 1625, công an là kẻ trộm. Triệu Thiết Hải vừa nghe lập tức mắng. Anh Diệp hãy yên tâm, tôi lập tức dẫn người xuống dưới. Nếu địa khu Nam Lĩnh làm ngơ thì đội cảnh sát hình sự trên sở tỉnh chúng tôi sẽ tiếp nhận vụ này. Mẹ kiếp, cái loại không ra gì, tôi thấy Tằng Hoa cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Uổng công anh Diệp đã ra tay giúp hắn,
không ngờ đến chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Điền Chí Không thì đã làm sao? Nghe nói Trương Mạo Lâm và Cục trưởng Dương đều kêu là sẽ cho Diệp Phàm trắng mắt ra. Chủ tịch địa khu, anh xem việc này chúng ta có nên đề phòng một chút không? Nếu như bọn họ thực sự làm em rể anh bị thương thì làm thế nào? Đến lúc đó chắc là cô Viên Viên sẽ tức giận lắm, như vậy sẽ không tốt chút nào. Tằng Hoa ngồi đối diện Kiều Báo Quốc, có chút lo lắng nói. Làm hắn bị thương, không cần lo lắng, ai làm gì cũng không làm hắn bị thương được đâu. Kiều Báo Quốc thản nhiên lắc lắc đầu, vô cùng tự tin. Cái gã thanh niên bên cạnh hắn tên là Trần Quân hình như là một cao thủ. Lúc này, Tằng Thu Lâm nói. Ừ, ngày hôm đó Dương Lương Dân của Lang Đình bị hắn đá cho một cước, suýt nữa đã đứt hơi rồi. Dương Lương Dân xuất thân từ cảnh sát hình sự. Tuy nói những năm gần đây rượu chè be bét cũng rượu dã đi nhiều nhưng nền tảng thì vẫn còn. Tằng Hoa nhìn Tằng Thu Lâm một cái, nói. Trần Quân là cấp dưới thân cận của em rể tôi, thực ra chính là một tay sai đắc lực, trước kia từng làm hòa thượng ở Ngũ Đài Sơn, luyện được võ công giỏi. Một cước đá xuống có thể đánh vỡ năm phiến gạch lớn. Kiều Báo Quốc thản nhiên nói. Lợi hại, thật đúng là cao thủ võ lâm. Tằng Thu Lâm thở dài. Nhìn Kiều Báo Quốc một cái, nói. Như vậy là tốt rồi, võ công của Trần Quân càng giỏi thì càng tốt, càng có trò náo nhiệt để xem. Ha ha, tôi cũng không có cách nào. Kiều Báo Quốc thản nhiên cười cười. Diệp Phàm dựa nghiêng vào đầu giường hút thuốc. Lúc này, cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện Thúy Nhi mặc váy ngắn bước vào. Còn chưa ngủ à? Diệp Phàm cười cười. Bí thư Phàm, em... Thúy Nhi mắt đã đỏ lên, lệ nhạt nhòa. Sao thế, lại đây. Diệp Phàm vẻ mặt kinh ngạc, tay vẫy vẫy về phía Thúy Nhi. Thúy Nhi nhẹ nhàng đi đến, trèo lên giường ngồi. Có phải đã nghe được điều gì rồi không? Diệp Phàm đưa tay nâng cầm Thúy Nhi lên hỏi. Chủ tịch xã Trương được thả rồi. Thúy Nhi nói đến đây, nước mắt cuối cùng đã trào ra, nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Nhất định là bí thư Tống của Lang Đình đòi người ra rồi. Hai, bọn họ quyền cao chức trọng, sau này nhà em phải làm sao đây? Đừng khóc nữa, anh cũng mới biết chuyện này. Không cần phải sợ, hãy để cho thằng chó Trương Mạo Lâm ấy đắc ý một buổi tối trước. Đã có người thả hắn ra thì anh sẽ cho người bắt hắn lại. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng. Bắt hắn lại, bắt thế nào? Thúy Nhi vẻ mặt đáng thương nhìn Diệp Phàm. Ha ha, việc này em không cần lo lắng, anh tự có biện pháp. Diệp Phàm thản nhiên cười cười liếc nhìn Thúy Nhi một cái, vuốt má cô nói. Chúng ta đi ngủ trước, ngày mai sẽ ổn ngay thôi. Thúy Nhi nhìn Diệp lão đại một cái, ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ vài thao tác nhẹ nhàng, quần áo của cô nhẹ nhàng bị gạt xuống. Thúy Nhi, cơ thể của em thật là. Diệp lão đại cười cười, hai tay trượt trên người Thúy Nhi. Thúy Nhi vẻ mặt ửng hồng, miệng mím chặt lại. Có phải sợ người trong nhà nghe thấy nên không dám hé răng? Diệp lão đại thản nhiên cười cười. Em, mẹ em chắc là đã biết, vừa rồi có hỏi qua em. Thúy Nhi khẽ nói. Chuyện mắc cỡ này, đã để cho em bối rối rồi. Diệp Phàm nói, nhìn Thúy Nhi một cái, cười nói. Em nói với mẹ như thế nào? Em nói là em tự nguyện, bí thư Phàm là người tốt. Thúy Nhi xấu hổ gục mặt dán chặt vào ngực Diệp Phàm không dám ngẩng đầu lên. Em chắc là xấu hổ lắm. Diệp Phàm nói. Không đâu, mẹ chỉ thở dài không nói gì. Thúy Nhi nói, nhìn Diệp Phàm một cái, nói tiếp. Chỉ có điều, mẹ nói là nếu có thể làm tốt chuyện anh trai em thì càng tốt. Yên tâm đi, đợi sau khi xong việc này, anh trai em và chúng ta sẽ cùng đi Thủy Châu, anh sẽ giới thiệu công ty cho anh ta. Diệp Phàm nói. Cảm ơn. Thúy Nhi nói. Cảm ơn như thế nào? Diệp Phàm cười gượng một tiếng, tay giật giật trong vùng kín của Thúy Nhi, phát hiện có dịch ươn ướt chảy ra. Không lâu sau trong phòng vọng ra tiếng hít thở khá sâu. Làm thế nào bây giờ? Thằng nhãi kia chắc đã ngủ rồi nhỉ? Dương Lương Dân nói. Ngủ rồi, trong phòng không thấy có ánh đèn rồi. Đội trưởng Lâm nói. Lẻn vào, bí mật đập cho một trận trước rồi tính sau. Dương Lương Dân nói, đợi chút nữa bật đèn rồi chụp ảnh thằng nhãi đó lại, đang khỏa thân thì càng hay. Đội trưởng Lâm trên mặt hiện lên nét cười ngầm. Ở trong phòng, hai cơ thể đang quấn vào nhau, Thúy Nhi cũng đạt tới đỉnh cao hưng phấn.
Diệp lão đại đang thoải mái nhưng một tiếng động nhỏ vẫn bị đôi tai thính của hắn phát hiện được. Quái, chẳng lẽ là tiếng chuột? Diệp lão đại buồn bực trong lòng, dừng hoạt động lại một chút, thi triển đôi mắt chim ưng và đôi tai rơi. Mẹ kiếp, sao lại đến nhiều như vậy? Chẳng lẽ là người của Trương Mạo Lâm? Diệp Phàm giật mình, trốn vào trong chăn gọi điện thoại cho Trần Quân. Để em, anh Diệp, nếu bọn họ muốn rình mò chui vào làm kẻ trộm thì chúng ta sẽ làm người bắt trộm một cách vinh quang rồi. Trần Quân cười thầm, buông điện thoại xuống. Thúy Nhi, đợi tí nữa nghe thấy tiếng động thì em lập tức kêu thất thanh là bắt trộm rồi đi nhé. Diệp Phàm khẽ giải thích. Có trộm thật à? Thúy Nhi kinh ngạc mặc quần áo vào. Em kêu to lên rồi đi ngay nhé. Diệp Phàm cười nói. Không lâu sau, trong phòng thấy có âm thanh lách cách rồi vang lên những âm thanh lộn xộn chói tai. Đừng đánh, chúng tôi là công an. Lúc này, một đồng chí bị công an Trần Quân đánh gần gãy lưng, thật sự chịu không nổi cú đấm của Trần Quân, kêu lớn lên. Nhưng đồng chí Trần Quân còn mắng to hơn. Một lũ trộm cắp lại còn dám giả mạo là công an. Đánh cho lũ trộm cắp chúng mày một trận. Thúy Nhi vừa nghe thấy đã nghe khẩn trương vọt ra bên ngoài kêu lớn lên nói. Bắt trộm đi, bắt trộm đi. Người nhà Phạm gia nghe được tiếng la của Thúy Nhi cũng kêu lớn lên. Diệp lão đại vừa đi xuống dưới lầu, tuy nói không đèn nhưng mắt vẫn tinh, đang muốn ra đòn thì phát hiện cơ bản phòng khách nhà Phạm gia đầy bùn. Thầm nhủ gã Trần Quân này xuống tay cũng nhanh quá, lại không chừa lại cho ông đây một chút. Thật khó khăn mới phát hiện dưới gầm cầu thang còn hai tên bị dọa cho nằm sấp ngồi xổm. Diệp lão đại kêu lên. Còn muốn trộm cái gì, ra đây cho ông. Cùng với tiếng nói là một cước xuống, bình bịch vài tiếng, hai vị công an đồng chí còn không đỡ được liền lăn như hổ lô. Còn người nhà Phạm gia sau khi hô hào dân làng trong thôn toàn bộ cầm gậy gộc chạy đến. Lúc này, cách đó không xa, Dương Lương Dân và đội trưởng Lâm đang muốn kêu to, chúng ta là công an đây. Tuy nhiên, Trần Quân sao có thể để cho gã kêu thành tiếng được. Thân mình lướt qua trước mặt hai người, quét một chân qua, hai đồng chí lập tức ngã xuống đất. Ở đây còn có mấy người, mau tới đây. Trần Quân hét lớn. Đánh chết lũ trộm cắp này, mẹ nó, bò của nhà ông chắc cũng bị bọn nó ăn trộm mất. Lúc này, một người dân bị mất bò liền đập cái chổi xuống, quét lên người cục trưởng Dương và đội trưởng Lâm. Những người dân đã từng mất đồ vật này nọ đều xuống tay không khách khí. Dẫm rồi lại đá, cục trưởng Dương và đội trưởng Lâm chỉ có thể ôm đầu kêu đau, cho nên đến súng cũng quên rút ra. Nhóm thôn dân tấn công vào trong phòng, đánh một trận như tử mới bật đèn lên. Trần Quân lấy một chiếc ghế trúc cho Diệp Phàm ngồi xong lại đưa điếu thuốc lên. Sau khi điểm mặt hơn 10 đồng chí, Diệp lão đại liếc mắt nhìn một lượt, hừ nói. Nói đi, muốn trộm cái gì? Lần trước trong thôn mất trộm gì đó có phải do chúng mày trộm hay không? Đám thôn dân vốn có thể nhận ra đại danh cục trưởng phòng công an huyện Lang Đình. Dương Lương Dân, nhưng bây giờ thì không giống nữa rồi. Khuôn mặt kia đã bị Trần Quân đánh thành đầu heo, mà máu mũi lại bị Trần Quân bôi lên khắp mặt. Cho nên tạm thời thôn dân đều không nhận ra cục trưởng Dương rồi. Ông đây là cục trưởng Dương Lương Dân, chúng mày dám đánh ông đây, bắt tất cả lại. Dương Lương Dân vừa nhìn thấy đèn liên oai phong lên, muốn từ dưới đất bò dậy, miệng hét lớn. Hắn là cục trưởng Dương sao? Trần Quân cố ý chỉ vào Dương Lương Dân hỏi những thôn dân trong phòng. Không giống, cục trưởng Dương sao có thể là kẻ trộm được? Hơn nữa mặt mũi bầm dập thế này, tuyệt đối không phải. Mấy người dân không nhận ra, lắc đầu. Mẹ nó, to gan lớn mật, đã trộm đồ vật này nó còn dám giả mạo cục trưởng công an. Chán sống rồi phải không? Trần Quân liền đá xuống một cước, chỗ đá phải hình như là hạ bộ của cục trưởng Dương khiến gã này lập tức bịt tay ôm xuống dưới ngồi xổm, kêu hét thảm thiết như lợn bị giết. Mày, mày dám đá tao? Đá mày đấy, phường trộm cắp. Trần Quân vừa mắng lại vừa đá mấy cú nữa, đều hướng về phía người cục trưởng Dương. Đương nhiên, Trần Quân xuống chân cũng có chừng mực, tuy đau nhưng tuyệt đối sẽ không bị trọng thương. Bằng không mấy cước kia chắc đã sớm hóa kiếp cho hắn rồi. Anh ấy thực sự là cục trưởng Dương. Lúc này, một cảnh sát cảm thấy lúc này là thời cơ giải bày tốt nhất, cho nên, chịu đựng đau hét lớn. Mẹ nó, mày cũng không phải cái thứ tốt đẹp gì, còn dám lừa ông. Trần Quân biết gã này khẳng định có quan hệ không tồi với Trương Lương Dân, nên cũng chiếu thẳng chân đá qua,
tên cảnh sát kia chỉ còn nước kêu đau. Thưa bà con, mọi người nhà nào mất đồ đạc này nọ tất cả đều báo lên, tôi sẽ ghi lại. Sáng mai sẽ đem đám người này áp giải lên sở, đòi bọn chúng bồi thường tiền cho các vị mới đúng. Diệp lão đại ngồi vểnh chân lên, thản nhiên nói. Tôi đã mất một con bò. Một người đàn ông lớn tuổi nói. Gà nhà chúng tôi bị mất trộm đến mười mấy con, đều là gà đang đẻ trứng đấy. Một ông lão kêu to lên. Không lâu sau, Thúy Nhi lấy vở ra ghi chép tất cả lại. Cho vào nhà củi đóng cửa lại, sáng mai đưa lên sở. Diệp Phàm hắng giọng nói. Lúc này, toàn bộ cảnh sát đều không dám hé răng nửa lời. Bọn họ biết, lần này nhất định là trúng kế rồi. Ai lên tiếng nhất định sẽ bị ăn đòn như tử, thảm cảnh của cục trưởng Dương vừa rồi là một ví dụ điển hình. Mà đội trưởng Lâm cũng ngoan ngoãn, dứt khoát không dám hé răng. Dương Lương Dân cũng chu mồm thẻ lưỡi, không dám hé môi vì đồng chí Trần Quân đang nắm tay giơ lên khoe. Trời vừa tăng tảng sáng, Triệu Thiết Hải dẫn theo một đội cảnh sát hình sự vội vàng chạy tới thôn Hạo Sơn. Vừa đến, chưa nói hết hai câu đã trực tiếp áp giải đám người cục trưởng Dương lên xe, hơn nữa còn tiếp nhận đơn tố cáo của nhóm thôn dân, tất nhiên là vụ án trộm cắp rồi. Anh em, các anh từ đâu tới vậy? Tôi thật sự là cục trưởng phòng công an huyện Lang Đình Dương Lương Dân. Anh hãy đến đầu thôn thử xem, xe cảnh sát của chúng tôi vẫn còn ở đó. Đồng chí Dương Lương Dân hét lớn. Chương 1626, tôi tự có biện pháp. Xe cảnh sát là cái thá gì, bây giờ cái gì chẳng có hàng giả. Giả xe cảnh sát ở đâu mà chẳng có. Triệu Thiết Hải hừ một tiếng, nhìn Dương Lương Dân một cái, mắng. Còn dám hé răng, không thành thật như vậy, bọn trộm cắp thời đại này gan to bằng trời rồi. Để ông cho vài chiêu để gã im lặng một chút, thật là phiền quá đi. Một cấp dưới của Triệu Thiết Hải vừa nghe thấy liền bước lên phía trước đánh cho đồng chí Dương Lương Dân vài quả không khách khí. Mỗi người trong nhóm cảnh sát hình sự ở trên sở tỉnh đều là người giỏi, xuống tay vô cùng tàn nhẫn, hơn nữa tất cả đều là ở những chỗ không nên xuống tay. Sau một trận thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nhóm cảnh sát huyện Lang Đình rốt cuộc không ai dám hé răng nữa. Thiết Hải, anh đi hỏi cục trưởng Tằng Hoa của Nam Lĩnh, điều tra ra chứng cứ xác thực rồi tiếp nhận vụ này. Diệp Phàm nói, em đã cử người đi lấy rồi, chuẩn bị cả hai tay mà, điều này, muốn chỉnh người cũng cần phải có chứng cứ đầy đủ phải không nào? Cái này gọi là gì nhỉ, chúng ta đều làm việc theo pháp luật mà. Triệu Thiết Hải cười trộm nói, thật có năng lực, không uổng công ở trên sở tỉnh. Diệp Phàm liếc xéo cái gã đang tự đắc một cái, cười nói. Đó là đương nhiên, trưởng phòng Triệu của chúng tôi bây giờ trên sở tỉnh rất oai phong rồi. Là trụ cột của đội cảnh sát hình sự mà. Lúc này, một cấp dưới liếc Diệp Phàm một cái, nịnh bợ Triệu Thiết Hải. Rất tốt, có tiến bộ. Triệu Thiết Hải giơ tay vỗ vai gã cảnh sát hình sự kia, chỉ vào Diệp Phàm giới thiệu cho đội cảnh sát hình sự. Tất cả mọi người hãy nhớ kỹ cho ông đây, vị này chính là đồng chí phó bí thư thành ủy Diệp Phàm, cũng là đại ca của Triệu Thiết Hải tôi. Các anh em sau này nhìn thấy bí thư Diệp thì phải kính trọng biết chưa? Phải kính trọng hơn cả đối với tôi mới được. Vâng. Đội cảnh sát vừa nghe là bí thư Diệp của tỉnh thành liền lập tức đứng nghiêm, chào theo tiêu chuẩn của cảnh sát, miệng hô. Xin chào thủ trưởng. Ha ha, hạ xuống đi, ở đây cứ thoải mái một chút. Diệp Phàm xua xua tay, tuy nhiên vẫn bắt tay với các đồng chí, miệng nói các anh vất vả rồi. Mấy thằng đần độn, một chút việc nhỏ cũng làm không xong, những 10 người còn không làm gì nổi hai thằng. Ngu ơi là ngu. Đồng chí bí thư huyện ủy Lang Đình Tống Cương tức giận đến nỗi suýt chút nữa nói không rõ ràng. Cũng thật là, không biết Dương Lương Dân làm cái gì nữa. Đường đường là một cục trưởng, cuối cùng còn bị người ta tra khảo, trở thành tên trộm bị người ta đánh, mặt mũi bầm dập còn không chỗ khiếu nại. Phó chủ tịch huyện Mã Phó thản nhiên hừ nói. Y nhìn Tống Cương một cái nói. Nhưng, việc này cũng lạ. Đội cảnh sát hình sự sở tỉnh làm sao lại tới đúng lúc như vậy? Phải chăng Dương Lương Dân trúng kế, người ta sớm răng bẫy rồi. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch huyện Mã khi nói những lời này vẫn có nét gì đó vui vẻ lộ ra bên ngoài. Tuy nói y, Dương Lương Dân và Tống Cương đều là thành viên cốt cán của tổ chức nhưng bên trong cũng tồn tại mâu thuẫn. Việc này cũng có chút kỳ quái, tuy nhiên, nếu nói bọn họ đã răng bẫy từ trước thì không thể nào. Chẳng lẽ thằng nhóc kia lại có thể biết bấm đốt ngón tay tính trước hay sao,
chắc là không có khả năng. Nhưng có người để lộ tin tức thì cũng là điều khó nói. Tống Cương cau mày, hừ nói. Để lộ tin tức à, hẳn là không có khả năng. Diệp Phàm ở tỉnh thành, đất Nam Lĩnh này chắc mới đến lần đầu, làm sao có thể có tai mắt cài trong mạng lưới của chúng ta được. Đồng chí Mã Phó lắc đầu. Y nhìn Tống Cương một cái, nói. Tuy nhiên bây giờ nói những lời này đều vô dụng, Dương Lương dân không đỡ được trận này rồi. Triệu Thiết Hải của sở tỉnh rõ ràng là đến để chống lưng cho Diệp Phàm. Có bọn họ nhúng tay vào thì việc này sẽ khó làm. Việc cấp bách vẫn là khẩn trương cứu Trương Mạo Lâm ra mới được. Bằng không, tôi nghe nói mỗi người trong đám trên sở tỉnh đều như sói như hổ. Những cảnh sát hình sự này, đến chuyện giết người cũng dám làm thì còn có việc gì mà không dám làm. Nếu đánh Trương Mạo Lâm thành tàn phế thì phiền phức to. Cứu ra như thế nào? Mặt mũi Tống Cương tôi trên tỉnh tính cái dám gì? Tống Cương tức giận hừ một tiếng. Bí thư Tống, dù sao cũng phải nghĩ cách gì đó phải không nào? Thật sự không được thì tôi thấy để bí thư Điền ra tay mới được. Suy cho cùng, dù sở tỉnh có như thế nào thì cũng phải nể mặt bí thư Điền phải không nào? Cường Long cũng khó đấu địa hổ mà. Phó Chủ tịch huyện Mã nói. Không thể tiếp tục tìm bí thư Điền nữa, người ta là lãnh đạo lớn, sao có thể chuyện gì cũng đi làm phiền ông ta được. Tống Cương lắc đầu. Tôi thấy việc này chủ yếu là ở ông già họ Phạm ở thôn miền núi kia. Nếu bọn họ không gây chuyện nữa thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Phó Chủ tịch huyện Mã nói. Anh nói là đi thuyết phục Phạm ra sao? Tống Cương có vẻ suy nghĩ, gật đầu. Tuy nhiên, hắn ngẫm nghĩ một chút còn nói thêm. Chỉ e không dễ làm đâu, Diệp Phàm ở trong nhà hắn. Người nhà họ Phạm dám làm như thế, chẳng qua là có Diệp Phàm làm chỗ dựa. Bằng không, tôi còn không tin cái lão già kia lại dám thả dám kia. Mặc kệ là được hay không được, cứ phải đi thử trước đã. Thật sự không được thì cũng phải dọa bằng được lão già họ Phạm ấy mới được. Lẽ nào lại không được, người nhà Phạm gia bọn họ dù sao cũng phải ở lại lâu dài tại huyện Lang Đình của chúng ta, đắc tội với thổ địa đất này, tôi xem bọn họ thật có gan chó đấy phải không? Phó Chủ tịch huyện Mã sẵn giọng nói. Việc này anh bảo lương dân đi làm là được rồi. Tống Cương gật đầu. Chúng ta đến giảng hòa trước. Nếu ông già Phạm ra đó không nghe, chẳng phải trên huyện có mấy vị đại ca sao, điều một người đi đến nhà lão Phạm một lần không phải là ok rồi à? Dân chúng bây giờ sợ nhất là mấy tay anh chị loại này. Phó Chủ tịch huyện Mã nhếch một bên mép cười đều. Ha ha ha, cũng vẫn là anh chàng họ Mã này giỏi tháo vát. Tống Cương chợt cười lên, nhìn Phó Chủ tịch huyện Mã một cái, nói. Lương dân đến hỏi đồng chí trên sở tỉnh đòi người là đúng rồi. Bởi vì vụ án này phát sinh ở huyện Lang Đình, do phòng công an huyện Lang Đình thụ lý vụ án cũng là hợp pháp hợp lý. Diệu kế, đúng đúng, bảo Dương Lương dân dẫn người đi đòi người. Sở tỉnh chỉ đến có mười mấy người, còn chúng ta bên này người đông áp đảo. Phó Chủ tịch huyện Mã cười nói. Đương nhiên, ông già Phạm gia có Diệp Phàm chống lưng cho nên vẫn một giọng điệu kiên quyết không chịu hòa giải. Còn mấy tay anh chị mà Dương Lương dân cử xuống huyện dẫn theo một đám người du thủ du thực vừa tới nhà Phạm gia nạp mạng thì lại bị Trần Quân thi triển một phen quyền cước. Đại ca, chỉ mấy tên vớ vẩn này không có vị gì cả. Trần Quân thản nhiên lắc lắc đầu. Những người này chỉ là mấy tên lâu la đánh tiên phong thôi. Diệp lão đại thản nhiên hừ một tiếng. Anh nói là còn có người làm chủ à? Gạch nối. Trần Quân cũng không ngu, đảo mắt là hiểu ra ngay. Bọn chúng muốn ép lão Phạm cho xong việc. Diệp Phàm hừ nói. Cả ngày quấy nhiễu thế này cũng không tốt. Trần Quân nhíu mày lại. Hừ, nham hiểm thật, nếu bọn chúng đã dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy, hãy ra tay không thương tiếc giết một con gà cho tất cả mọi người cùng xem. Tôi muốn các tay anh chị ở Lang Đình này biết rằng lão Phạm ở thôn Hạo Sơn này không dễ bắt nạt. Trên mặt Diệp Phàm hiện lên nét độc ác. Dọa khỉ. Trần Quân gật gật đầu. Giao cho Thiết Hải làm, những người này đều lăn lộn ở thị trấn, nhất định có tiền án tiền sự. Còn nữa, điều tra thử xem, tất cả tội trạng tổng hợp lại tính trên đầu bọn chúng, cho mấy đứa vào tù để tôi xem bọn chúng còn dám đến gây rối nữa hay không. Diệp Phàm nói sẵn, giọng đầy hách dịch. Tốc độ làm việc của Triệu Thiết Hải đúng là không chậm chút nào, mới chưa đến nửa ngày đã đưa một vị đại ca vào nhà đá bóc lịch. Theo chứng cứ thu thập được. Hai kẻ cầm đầu đúng là hạng chuyên đi ức hiếp người khác,
chỉ cần dựa vào những chứng cớ này thì cho đi ăn cơm tù vài năm đều không thành vấn đề. Cứ như thế, những tên du thủ du thực ở huyện Lang Đình đều hiểu được điều này, vì thế lão Phạm trở nên nổi tiếng rồi. Chắc hẳn sau này người nhà Phạm gia ra đường đều có thể đi ngang được rồi. Tuy nhiên, buổi sáng ngày hôm sau Dương Lương Dân dẫn theo mấy chục cảnh sát hỏi Triệu Thiết Hải đòi người. Triệu Thiết Hải tất nhiên sẽ không thả người, không ngờ hai bên lại rằng có tại nhà khách cảnh sát sở tỉnh. Ha ha, rất hay, rất náo nhiệt. Ở chỗ Kiều Báo Quốc, Tằng Hoa thản nhiên cười nói. Nhìn thấy khả năng của em rể tôi chưa? Kiều Báo Quốc liếc xéo Tằng Hoa một cái, thản nhiên mỉm cười. Có chút thủ đoạn, chắc là Tống Cương không xong rồi, không thể không đi tìm Điền Chí Không. Tằng Thu Lâm sẵng giọng nói. Không xong thì càng tốt, chỉ sợ hắn không đi làm thôi. Tằng Hoa thản nhiên nói. Nhất định sẽ đi. Kiều Báo Quốc nói. Không lâu sau, điện thoại của Tằng Hoa reo lên, vang lên giọng nói của Diệp Phàm. Bí thư Tằng, phòng công an huyện Lang Đình các anh thật sự muốn can thiệp vào việc chấp pháp của sở tỉnh phải không? Chuyện gì vậy, thưa bí thư Diệp, tôi chưa được rõ ạ. Xin bí thư Diệp cứ nói cụ thể ạ. Tằng Hoa nhìn Kiều Báo Quốc một cái, nói. Sau khi nghe xong lời Diệp Phàm nói, Tằng Hoa nói. Tôi lập tức gọi điện thoại cho Dương Lương Dân, bảo hắn thu người về. Bảo anh ra lệnh phải không nào? Kiều Báo Quốc nói. Ừ, tôi lập tức đuổi lũ người của Dương Lương đi. Tằng Hoa nói. Chỉ là một con nhặng, đuổi đi cũng tốt. Kiều Báo Quốc thản nhiên hừ một tiếng. Không lâu sau, Dương Lương Dân nhận được điện thoại của Tằng Hoa. Thằng nhãi này sau khi lầm bầm vài câu đành rút người về. Điền Chí Không quả nhiên ra tay, yêu cầu Triệu Thiết Hải đem hồ sơ vụ án giao cho phòng công an huyện Lang Đình xử lý. Triệu Thiết Hải tất nhiên không chịu. Tuy nhiên, Điền Chí Không cũng rất có năng lực, không ngờ đã khiến đồng chí phó bí thư đảng ủy công an tỉnh Bách Hiểu Lý gọi điện thoại cho Triệu Thiết Hải. Nhìn thấy Triệu Thiết Hải nhăn nhíu mặt mày, Diệp Phàm đột nhiên nói. Đồng ý với Bách Hiểu Lý chuyển Trương Mạo Lâm cho phòng công an huyện Lang Đình xử lý. Đương nhiên, tài liệu và chứng cứ các anh không cần chuyển cho bọn hắn. Như vậy sao được, bọn chó này, chúng ta lập tức trình lên viện kiểm sát. Triệu Thiết Hải lắc lắc đầu, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói tiếp. Và lại, làm như vậy thì chúng ta mất mặt quá. Không nên không nên, đắc tội với Bách Hiểu Lý thì đắc tội, Triệu Thiết Hải này sao phải sợ hắn. Không sao đâu, cậu đồng ý với hắn ta là được, tôi tự có biện pháp. Diệp Phàm hừ mấy tiếng. Có biện pháp. Triệu Thiết Hải vẻ mặt khó hiểu nhìn Diệp Phàm. Đúng vậy, tôi muốn làm cho Điền Chí Không đích thân đưa Trương Mạo Lâm vào nhà giam. Diệp Phàm sẵn giọng nói. Sao như thế được, Diệp lão đại, Điền Chí Không nhất định sẽ ra tay giúp Trương Mạo Lâm cho thấy là có người thông đồng với hắn. Điền Chí Không dù sao cũng là bí thư địa ủy. Là một lãnh đạo cấp cao vùng biên giới, ở tỉnh ủy nhất định cũng có lãnh đạo ủng hộ. Trừ phi bí thư Diệp có thể khiến bí thư Tề lên tiếng thì còn được. Điều này lại càng không thể, một việc nhỏ như vậy lại đi làm phiền bí thư Tề, thật không đáng. Triệu Thiết Hải một mực lắc đầu. Ha ha, Thiết Hải đừng nóng vội như thế, cậu đi chuyển người trước, chứng cứ của tôi đợi lát nữa sẽ đến ngay rồi, Trương Mạo Lâm sẽ không chạy thoát được đâu. Diệp Phàm thản nhiên cười cười. Nói rõ hơn đi, Diệp lão đại, cái này, bằng không sẽ sốt ruột lắm. Triệu Thiết Hải nói. Đã nói với cậu sẽ đến ngay thôi mà, chắc là buổi tối là đến. Diệp Phàm cười nói. Chương 1627, đây là anh đang uy hiếp. Triệu Thiết Hải đành phải gật đầu đem người chuyển giao cho Cục Công an huyện Lang Đình. Khi Trương Mạo Lâm đi thì nhìn thấy Diệp Phàm, thằng nhãi này kiêu ngạo kêu lên. Họ Diệp kia, chúng ta đã kết oan ra chắc rồi. Trương Mạo Lâm tao có thể trở về Lang Đình, tin hay không, Trương Mạo Lâm tao chỉ đến tối là có thể được thả ra. Mày hãy đợi mà xem con ạ. Cái loại mày lại còn muốn kết oan ra với đại ca tao, thật sự là quá đề cao chính mình rồi. Loại người như mày không biết trời cao đất rộng, những kẻ không ra gì thì toàn nói những lời không ra gì. Cút đi. Trần Quân mắng. Mày tên Trần Quân. Trương Mạo Lâm tao nhớ kỹ rồi. Trương Mạo Lâm vẻ uy hiếp nói. Ha ha, hay là chúng ta tìm hiểu nhau một chút. Trần Quân múa nắm tay, Trương Mạo Lâm sợ tới mức co rụt cổ lại, vội vàng trèo lên xe cảnh sát rồi đi. Buổi tối, Phạm Cương vào phòng Diệp Phàm. Làm được chưa?
Diệp Phàm hỏi. Được rồi, có cái này Tống Cương nhất định ngồi không yên ở vị trí đó rồi. Gã này to gan lớn mật thật, để tặng cho Điền Chí Không khu Long Mộ, hắn đã dám cưỡng ép người dân cả một thôn rời đi. Sau đó để xây một khu mộ lớn, nghe nói còn tiêu tốn hơn 1 triệu, lại còn cả 1 triệu chuyên dùng để mở nhánh đường quốc lộ nhỏ đến khu mộ kia. Mẹ kiếp, quá xa xỉ rồi. Phạm Cương căm giận nói. Tiền của nhà nước cả thôi, bọn nó lại không phải bỏ tiền túi ra nên căn bản chỉ là giấy. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng rồi hỏi. Có Long Mộ thật không? Long Mộ cái rắm, chẳng qua là thầy địa lý nói vớ vẩn. Cái gọi là Long Mộ chẳng qua là vùng núi có hình dạng hơi giống con rồng, thực ra so với rắn thì cũng chẳng có gì khác biệt. Loại núi có hình dạng như thế khá phổ biến, thế mà lại trở thành Long Mộ bởi mồm ông thầy địa lý. Phạm Cương sẵng giọng nói. Tống Cương đã bỏ ra một khoản kinh phí lớn như vậy, trong khi tình hình tài chính huyện Lang Đình căng thẳng như thế còn bỏ ra mấy triệu cho nông dân xây Long Mộ. Khoản tiền này ở đâu ra? Diệp Phàm hỏi. Tống Cương quá to gan rồi, tiền xây dựng Long Mộ không ngờ là cắt xén từ khoản tiền chi cho nông nghiệp của tỉnh cấp xuống. Số tiền này vốn là tiền của phòng xóa đói giảm nghèo ở tỉnh cấp xuống chi dùng cho nông nghiệp như trợ cấp phân bón cho nông dân. Huyện Lang Đình quá nghèo, phòng xóa đói giảm nghèo ở tỉnh hàng năm đều cấp cho hơn 10 triệu để ủng hộ nông dân phát triển kinh tế nông thôn. Chẳng hạn như nuôi lợn, trồng các loại cây đặc sản. Khoản tiền này là phải chia nông dân, nhưng Tống Cương áp dụng biện pháp ăn bớt ăn xén đi. Vốn dĩ mỗi hộ có thể được trợ cấp 400 thì Tống Cương chỉ chia cho họ 200 tệ, bớt xén đi một nửa. Phạm Cương nói, hút máu của dân để xây Long Mộ cho cá nhân Điền Chí Không, mẹ kiếp, chẳng trách Điền Chí Không lại ưu ái Tống Cương như vậy. Diệp Phàm hừ một tiếng, mày mặt nhăn nhó như ông già. Tống Cương mượn rất nhiều lý do. Lấy danh nghĩa xây dựng nghĩa trang để xây Long Mộ cho Điền gia. Ha ha, thực ra nghĩa trang kia chỉ chôn người của nhà họ Điền thôi. Phạm Cương thản nhiên nói. Nói như vậy, nếu muốn xuống tay thật thì chắc là cũng phải xử Điền Chí Không tội gì đó rồi. Nhưng Tống Cương và Điền Chí Không có giao dịch bằng tiền không? Cậu đã điều tra chưa? Diệp Phàm hỏi. Tạm thời còn chưa tra ra được, thời gian gấp gáp quá. Phạm Cương lắc lắc đầu. Nhìn Diệp Phàm một cái nói. Đại ca, hay là giao chỗ tài liệu này cho chủ tịch địa khu Kiều, đây cũng là một tài liệu hay để đối phó với Điền Chí Không. Anh ta ra tay sẽ càng hiệu quả hơn. Hừ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Chuyện gì thế đại ca? Không phải là Kiều báo quốc có vấn đề gì đấy chứ? Phạm Cương vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Mấy ngày nay tôi luôn suy nghĩ, Tằng Hoa vốn nợ tôi một ân tình lớn. Gã này lúc mới đầu biểu hiện rất tích cực, thế nào mà sau khi bắt người rồi lại bất ngờ thả người. Hắn đã biết quan hệ căn bản của tôi và Kiều gia mà còn làm như thế, chẳng lẽ đại viện Kiều gia còn không bằng một gã Điền Chí Không hay sao? Cho nên, từ chi tiết này, tôi nghĩ phải chăng Tằng Hoa đã sớm báo cáo chuyện này với Kiều báo quốc. Còn Kiều báo quốc thì giả vờ ngây ngô, chẳng qua là muốn mượn tay tôi để đối phó với Điền Chí Không thôi. Hơn nữa, Kiều báo quốc cũng biết tôi có chút quan hệ với tỉnh ủy tỉnh Nam Phúc. Nếu thực sự tôi và Điền Chí Không đấu đá thật thì chính là có trò hay để xem. Diệp Phàm nói, Kiều báo quốc thật quá đáng, hai người là anh em cột chèo cơ mà. Không ngờ lại muốn lợi dụng anh, mà cái gã Tằng Hoa này cũng đúng là đồ lòng lang dạ sói, thật không ra gì. Uổng công đại ca giúp hắn bắc cầu quan hệ với Lý Sương Hải. Một kẻ tiểu nhân. Phạm Cương mắng. Thế đấy. Việc này chúng ta trực tiếp tìm Điền Chí Không giải quyết cho gọn luôn, làm sập ý muốn của Kiều báo quốc. Vốn dĩ lần này xuống dưới tôi đang tìm cơ hội xem có thể giúp đỡ Kiều báo quốc được chút gì không vì Viên Viên cứ luôn luôn lải nhải bên tai tôi. Tuy nhiên, qua sự việc này, tôi thấy không cần thiết nữa. Kiều báo quốc vẫn có định kiến với tôi. Con cháu của đại gia tộc, tranh quyền đoạt lợi trong nội bộ, chuyện hạ độc thủ cũng không hiếm thấy. Tuy nhiên, Kiều báo quốc anh muốn xuống tay với ai hay lợi dụng ai thì tùy nhưng với tôi thì đừng mơ. Diệp Phàm tôi ghét nhất chính là loại người này. Cho nên từ nay trở đi, chuyện của Kiều báo quốc ở Nam Lĩnh tôi sẽ mặc kệ. Hắn tự đi mà giải quyết, mẹ kiếp. Diệp lão đại tức giận nói. Vậy tài liệu này làm sao để đến tay Điền Chí Không được? Phạm Cương hỏi. Đi đường thẳng thôi, sáng mai tôi đi gặp Điền Chí Không. Diệp Phàm nói.
8 giờ sáng ngày hôm sau, hai người Diệp Phàm và Trần Quân đi đến địa ủy Nam Lĩnh. Trần Quân mang theo tập công văn, trông như thư ký của Diệp Lão Đại. Hai người đi thẳng đến phòng làm việc của Điền Chí Không, vừa mới tới cửa phát hiện một người đàn ông đeo kính đang ngồi trước bàn làm việc. Gã liếc nhìn hai người một cái, thản nhiên nói. Bí thư Điền bây giờ không rảnh. Ông ấy không rảnh, tôi càng không rảnh. Anh nói với ông ta một tiếng. Diệp Phàm ở thành ủy Thủy Châu đến thăm hỏi, gặp hay không gặp tùy ở ông ta. Diệp Phàm kiên quyết mang vẻ mặt hách dịch. Đối với loại thư ký có thái độ thế này, Diệp Lão Đại cũng không cần khách khí. Hơn nữa, đây thường là biện pháp hữu hiệu nhất tiếp cận mục tiêu. Quả nhiên như vậy. Anh chính là Diệp Phàm. Gã thư ký đeo kính cũng có vẻ hơi ngạc nhiên, lại cẩn thận nhìn kỹ lại Diệp Phàm, quay người đi vào trong phòng. Xem ra, gã này cũng nghe nói qua đại danh của Diệp Lão Đại. Không lâu sau, gã thư ký mắt kính đi ra, nói. Bí thư Điền ở bên trong, các anh có thể vào. Diệp Phàm cũng không thèm để ý đến gã này, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bí thư Diệp, hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này. Diệp Phàm vừa mới bước vào, không ngờ câu nói chạm trán đầu tiên lại là câu này. Hắn vừa ngẩng đầu lên thì thấy một ông già dáng người khá cao lớn đang ngồi ở trên ghế, vẻ mặt khinh thường nhìn chằm chằm mình. Là bí thư Điền phải không? Diệp Phàm cố ý hỏi. Cậu đã tới địa bàn của tôi còn không biết tôi sao? Điền Chí Không lạnh lùng liếc mắt Diệp Phàm một cái, hừ nói. Ha ha, mấy ngày nay bận chút việc nên chưa tới thăm bí thư Điền được, thật thất lễ. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, cũng không khách khí, cứ đặt mông an vị trên chiếc ghế đối diện bí thư Điền. Tôi nói rồi, chỗ tôi đây là nhà tôm, không chứa được rồng như bí thư Diệp đây. Điền Chí Không hừ nói, đến trà cũng không có ý mời. Bí thư Điền, anh cũng biết mục đích tôi tới đây. Đồng chí Trương Mạo Lâm phạm pháp, địa ủy Nam Lĩnh cũng không thể bao che một phần tử phạm tội như vậy. Đây là công khai chống đối pháp luật, bí thư Điền là người hiểu biết. Việc này, tôi hy vọng bí thư Điền có thể ủng hộ tính công bằng pháp luật. Diệp Phàm thản nhiên nói. Công bằng, Điền Chí Không tôi từ trước đến nay đều là người công bằng, không giống một số đồng chí, công nhiên xui khiến cấp dưới đánh người thi hành công vụ. Làm sằng làm bậy, tôi không rõ là ai cho phép những đồng chí đó dám làm ẩu làm càng như thế. Tuy nhiên, Điền Chí Không tôi muốn cho một số đồng chí hiểu được một điểm chính là anh ở nơi khác làm gì tôi không quản được. Nhưng, ở đây là địa khu Nam Lĩnh, không phải Thủy Châu. Điền Chí Không ngậm máu phun người, ám chỉ Diệp Phàm. Về chuyện đánh người tất nhiên chính là chuyện Trần Quân đánh trưởng phòng công an huyện Lang Đình Dương Lương Dân và Diệp Phàm ra tay đánh Trương Mạo Lâm. Ý của bí thư Điền là nhất định phải can thiệp vào tính công bằng của pháp luật có phải không? Diệp Phàm giọng điệu cũng trở nên nặng nề, hai mắt nhìn chằm chằm Điền Chí Không, lạnh lùng hừ nói. Tôi nói rồi. Ở đây là Nam Lĩnh. Điền Chí Không cũng là nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không chớp mắt, bật ra những lời cứng như đá. Được. Diệp Phàm gật gật đầu, đem tài liệu trong tập văn kiện ra nhẹ nhàng đặt trên bàn, giơ tay khẽ đẩy sang. Có ý gì, tôi chưa bao giờ nhận đồ vật này nọ. Điền Chí Không liếc nhìn cái gói to kia một cái, nói. Gã còn tưởng rằng Diệp Lão Đại muốn đưa tiền. Nhất định bí thư Điền sẽ thấy hứng thú. Nếu không xem thì tôi sẽ cầm đi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Điền Chí Không linh tính được gì đó, mở gói tài liệu lật ra xem. Tài liệu bên trong rất tỉ mỉ chi tiết, chẳng những có ảnh mà còn có. Cậu muốn làm gì, uy hiếp tôi có phải không? Không lâu sau, Điền Chí Không đã xem xong, đập mạnh tay xuống mặt bàn, hai mắt tức căm tức nhìn chằm chằm Diệp Phàm, sẵng giọng nói. Tôi đây trước nay đều không uy hiếp ai cả. Nhưng cũng không sợ bị ai uy hiếp. Diệp Phàm thản nhiên nói, liếc nhìn Điền Chí Không miệng chun lại vẻ run sợ một cái, nói. Nhưng Diệp Phàm tôi cũng muốn cho một số đồng chí hiểu được, nếu như không biết điều thì sẽ thẳng tay trừng trị. Cậu! Điền Chí Không giơ tay chỉ vào Diệp Phàm, tắc nghẹn lại. Nếu 5 phút trôi qua mà bí thư Điền còn không quyết định nhanh thì tôi phải đi rồi. Gần đây khu Hồng Liên có nhiều việc cần làm, tôi phải đi rồi. Diệp Phàm thản nhiên hắng giọng nói, rút ra một điếu thuốc rồi châm để hút. 5 phút đồng hồ trôi qua, Điền Chí Không rốt cục không kìm nổi, nét mặt có chút bẽ bàng, đặt mông lên ghế ngồi, hỏi. Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì, xin cứ trực tiếp đề xuất.
tôi không muốn uy hiếp ai cả. Diệp Phàm tôi cũng không thừa hơi dỗi việc để đi chỉnh một người nào. Chỉ có một điều kiện, tôi muốn yêu cầu Bí Thư Điền đánh tiếng đưa đồng chí Trương Mạo Lâm vào tù. Nhớ kỹ là đưa vào nhà tù khiến hắn ăn vài năm cơm tù. Dựa vào tội trạng mà hắn ta phạm phải thì ăn cơm tù vài năm đã là quá nhẹ rồi. Còn nữa, phải bồi thường tổn thất kinh tế của nhà thầy lang Phạm Mãn Mãn thôn Hạo Sơn xã Chỉ Lâm. Chân lão thầy lang đã bị đánh thành tật, nghe nói đến Thủy Châu điều trị cần mấy trăm nghìn tệ. Nói đến đây, Diệp Phàm liếc xéo cái mặt ỉu xìu tối sầm lại như trời sắp mưa của Điền Chí không một cái, nói. Hơn nữa còn có một đề xuất nhỏ nữa. Đem khoản tiền chi cho nông nghiệp giải quyết cho êm đẹp, nên trả lại cho dân chúng bao nhiêu thì hoàn trả cho họ từng đấy. Với lại tôi thấy gã Tống Cương này, ha ha, nếu Bí Thư Điền muốn tiếp tục dùng hắn thì nên chú ý một chút kẻo. Diệp Phàm nháy mắt hai cái với Điền Chí Không, cười khan hai tiếng, cầm lấy túi tài liệu rồi xoay người đi luôn. Khốn nạn! Vừa đi đến đầu cầu thang thì tai Diệp Phàm nghe thấy từ trong phòng làm việc của Điền Chí Không vọng ra âm thanh đập chén, cũng bởi vì Diệp lão đại có cái lỗ tai quá thính thôi. Chương 1628, đi trước một bước. Như vậy là xong rồi sao? Ở hành lang, đồng chí Trần Quân vẻ mặt nghi hoặc nhìn Diệp lão đại. Không như vậy thì còn muốn thế nào? Diệp Phàm nhún vai, hai tay buông xuống, cười nói. Thôi bỏ đi, chuyện này không cần suy nghĩ phức tạp làm gì, chỉ đơn giản như vậy thôi, hiểu không? Trong quan trường đều là những người thông minh, chỉ cần một chút vậy là hiểu ra ngay rồi. Ồ, Trần Quân gật gật đầu, trong lòng mắng hiểu cái rắm. Diệp Phàm vừa mới đi ra khỏi tòa nhà địa ủy thì bất ngờ gặp Tằng Hoa. Gã này từ xa đã niềm nở chào hỏi. Bí thư Diệp đến địa ủy sao không sớm nói một tiếng, đến phòng làm việc của tôi ngồi một chút nhé, thế nào hả? Diệp Phàm cố tình liếc mắt nhìn đồng chí Tằng Hoa một cái, thản nhiên cười nói. Vừa nãy đi thăm Bí thư Điền, mấy ngày nay không rảnh, tôi phải mau chóng quay về rồi. Đã xong việc chưa? Tằng Hoa giả vờ vô tình hỏi. Tôi nghĩ chắc cũng tạm ổn rồi. Mấy ngày nay đã thiệt thòi cho Bí thư Tằng rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Diệp Phàm gật đầu với Tằng Hoa, tỏ vẻ ôn hòa cảm ơn một tiếng rồi quay người đi. Quái lại, làm thế nào mà thu xếp ổn thỏa nhanh như vậy? Làm sao Điền Chí Không lại mất mặt chịu thua như vậy được? Đồng chí Tằng Hoa ở tại chỗ thì thào vài câu, nhanh chóng đem chuyện này báo lại với Kiều Báo Quốc. Không thể nào, loại người như Điền Chí Không đâu phải kẻ có thể chịu thua người khác được. Kiều Báo Quốc nói, tôi thấy Diệp Phàm nói có vẻ rất chắc chắn. Nếu không làm được thì hắn không thể nào nói những lời này. Tằng Hoa nói, việc này thật là quái lạ, chúng ta quan sát tình hình rồi tính tiếp. Kiều Báo Quốc vẻ mặt buồn bực cúp điện thoại. Không lâu sau, đồng chí Tằng Hoa bị Điền Chí Không gọi vào phòng làm việc. Điền Chí Không vẻ mặt nghiêm túc đưa cho Tằng Hoa tài liệu liên quan của vụ án thầy lang Phạm Mãn Mãn ở thôn Hạo Sơn, xã Chỉ Lâm. Sau đó, Bí thư Điền vẻ mặt chính nghĩa, nói. Tôi hy vọng Cục Công an địa khu lập tức hành động ngay, nên làm thế nào thì hãy làm như thế, không thể để dân chúng có nỗi thống khổ mà không có chỗ khiếu nại, có oan mà không có chỗ tố cáo. Những người làm lãnh đạo như chúng ta, nhất định phải đem nỗi khó khăn của nhân dân khắc ghi ở trong lòng, thành tâm thành ý vì dân phục vụ làm đầu. Làm người chấp pháp, các cậu càng phải quan tâm đến dân chúng. Việc này tôi cũng vừa mới biết rồi, đồng chí Trương Mạo Lâm đã thật quá đáng. Mấy hôm trước chúng tôi đã điều tra qua, tuy nhiên về việc xử lý phải chăng nên giao cho viện kiểm sát. Tằng Hoa cố ý thăm dò ý định thật sự của Điền Chí Không, bởi vì gã lo lắng Điền Chí Không có thể chỉ đang thử mình hoặc là đang giả vờ giả vịt. Tôi không phải đã nói rồi sao? Nên làm như thế nào thì hãy làm như thế, tất cả lấy pháp luật làm chuẩn. Đối với những phần tử hủ bại như thế này, ỷ vào danh nghĩa chính phủ, phá hoại nghiêm trọng hình tượng của đảng ta, hủy hoại danh dự của đảng. Tạo nên ảnh hưởng nghiêm trọng trong quần chúng nhân dân. Cứ để như vậy, sau này ai còn dám tin tưởng vào đảng và chính phủ của chúng ta nữa. Cho nên, nhất định phải thẳng tay trừng trị, phải nghiêm trị, vả lại, tôi nói rõ ràng với cậu, việc này mặc kệ liên quan đến người nào, tất cả đều phải bị xử lý tất. Điền Chí Không sẵn giọng nói. Tằng Hoa vừa nghe đã hiểu ra ngay, biết là Trương Mạo Lâm trốn không thoát rồi. Gã kia trở thành vật hy sinh đáng thương trong tay Điền Chí Không. Thực ra, gã còn chẳng được coi là quân cờ nữa. Đương nhiên,
Điều Tằng Hoa còn băn khoăn chính là Diệp Phàm dựa vào cái gì mà có thể thuyết phục được Điền Chí không? Tôi lập tức trở về tiến hành. Tằng Hoa cầm lấy túi văn kiện gật đầu. Tôi cho cậu thời gian 2 ngày để xử lý xong chuyện này. Điền Chí không nói với theo sau lưng. Đồng chí Tằng Hoa ghi nhớ chỉ thị của Bí thư Điền, hành động rất nhanh chóng, lập tức cho người đi bắt đám người của chủ tịch xã Trương, bởi vì có trước chứng cớ trong tay nên cơ bản là không cần phải suy xét gì, lập tức làm xong tài liệu chuyển giao cho Viện Kiểm sát địa khu. Mà đồng chí ở Viện Kiểm sát chắc là cũng nghe được tin đồn gì đó nên lập tức tiếp nhận, nhanh chóng đưa Trương Mạo Lâm lên tòa án hình sự. Sau khi mọi chuyện bên này đã ổn thỏa, Diệp Phàm cùng Trần Quân về tới Thủy Châu. Hạ Hải Vĩ lập tức đã tới Sở Thiên Các Diệp Phủ, nói là đã tìm được Vu Hồng Liên rồi, tuy nhiên người đàn bà này không ngờ đã bị điên rồi. Lão Hạ, là điên thật hay điên giả vậy? Diệp Phàm nhìn Hạ Hải Vĩ hỏi. Em đã mời riêng một chuyên gia từng chuẩn đoán bệnh rồi, chắc chắn là điên thật vì đầu bị cái gì đó đập vào làm mất trí nhớ. Chuyện này phiền phức thật rồi. Vu Hồng Liên bị thế hẳn là có ai đó cố ý gây ra. Cứ như vậy thì chúng ta muốn điều tra được điều gì đó từ Vu Hồng Liên thì không có khả năng rồi. Cậu tạp chủng, manh mối quan trọng nhất này bị cắt đứt rồi. Đối thủ của chúng ta xuống tay vừa nhanh vừa hiểm độc thật. Hạ Hải Vĩ thở dài. Không phải là Cố Nhất Võ làm thì chính là người nhà Phượng gia làm. Khả năng Cố Nhất Võ ra tay càng lớn hơn. Diệp Phàm gật gật đầu nhìn Hạ Hải Vĩ một cái, nói. Tuy nhiên chúng ta còn có một manh mối khác, chính là con trai riêng của Vu Hồng Liên và Cố Nhất Võ. Việc này nghe nói Vu Hồng Liên không hề nói cho Cố Nhất Võ biết. Có lẽ Cố Nhất Võ bây giờ cũng không biết rõ chuyện này đâu. Ngay cả chúng em cũng không điều tra ra được đứa bé này. Hạ Hải Vĩ lắc lắc đầu. Chẳng lẽ Cố Nhất Võ cũng đã biết nên đem Vu Kiệt giấu đi, giết người diệt khẩu rồi. Diệp Phàm hừ nói. Có khả năng lần này Vu Hồng Liên đi tìm Cố Nhất Võ đã đem chuyện đứa nhỏ nói ra rồi nên mới mắc họa sát thân, chỉ là không bị đâm chết thôi. Còn đứa bé chính là một quả bom hẹn giờ. Nếu nói Cố Nhất Võ diệt khẩu chắc là không đâu, khả năng giấu đi là rất lớn. Chỉ có điều trái đất lớn như vậy mà muốn giấu một đứa bé thì làm sao chúng ta có thể điều tra ra được. Hạ Hải Vĩ vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc. Việc này đến em trai mình mà Vu Hồng Liên còn chưa tiết lộ, thật đúng là không còn manh mối nào. Dù sao đứa trẻ này, chúng ta phải điều tra từ chỗ bạn bè và người thân của Vu Hồng Liên xem có thể tìm ra chút manh mối gì. Mặc dù chỉ còn chút hy vọng, chúng ta cũng phải tìm cho ra. Diệp Phàm nói, em đã sớm cử người đi điều tra rồi, tuy nhiên, anh trai của Vu Hồng Liên cũng là một nhân chứng quan trọng. Chúng ta tiếp tục khai thác, có lẽ sẽ tìm ra được điều gì đó. Hạ Hải Vĩ nói, trước mắt cứ như vậy đi. Diệp Phàm gật đầu. Trong thời gian vẻn vẹn có nửa tháng, Nam Lĩnh bên kia đã có tin tức. Điền Chí không kiên quyết hạ quyết tâm di rời phần mộ tổ tiên đến một nghĩa trang nhỏ, phạm vi khoảng vài mét. Đó cũng chính là trung tâm khu Long Mộ, những cái khác đều bị dỡ thành những nghĩa trang nhỏ. Nghĩa trang treo biển bán chính thức. Dưới sự lãnh đạo của Điền Chí không, rất nhiều cán bộ của địa ủy đều đem phần mộ của người nhà chuyển đến bên cạnh khu mộ, nhiều nhan nhản như vệ tinh quanh nghĩa trang của Điền gia. Khoản tiền thu được thật ra không ít, bồi thường cho nông dân cũng đến nơi đến chốn. Hơn nữa, Tống Cương đang yên đang lành bất ngờ bị Điền Chí không chuyển công tác, điều chuyển đến mặt trận tổ quốc của địa khu làm một trưởng phòng hữu danh vô thực. Còn Kiều Báo Quốc rốt cục cảm giác được hành động bất thường của Điền Chí không với Tằng Hoa nên ra sức điều tra, khi tra ra được thì đã quá muộn. Chứng cứ cơ bản đã bị hủy trong tay Điền Chí không, hơn nữa phần mộ tổ tiên người ta cũng đã chuyển đến khu nghĩa trang công cộng nên không còn gì để nói. Theo phong tục Nam Lĩnh thì tất cả mọi người không thích nghĩa trang công cộng mà thích tự mình tìm và xây mộ trên núi. Nhưng bí thư địa ủy đi đầu làm gương nên cũng có tác dụng tích cực. Về phần trợ cấp nông nghiệp, chỉ có thể nói là Tống Cương mới tham ô một ít tiền của các địa phương. Nếu muốn điều tra đến tận ngọn thì nặng nhất cũng chỉ có thể xử Tống Cương ghi một lỗi nặng mà thôi. Cũng chẳng làm được việc gì, hơn nữa, Tống Cương bây giờ đã như một phế nhân. Loại chó dấp nước này thì dù có đánh cũng chẳng có tác dụng gì. Ngược lại còn gây sự thù ghét của quan chức trong thể chế, nói anh là loại người táng tận lương tâm, đến kẻ gì gì đó cũng không buông tha. Diệp Phàm thật quá đáng, rõ ràng đã điều tra ra được Điền Chí không và Tống Cương có câu kết giao dịch gì đó, tại sao lại không giao cho anh?
tôi thấy thằng nhãi này căn bản là không để tâm đến đại viện Kiều gia. Ở chỗ Kiều Báo Quốc, đồng chí Thằng Thu Lâm ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt phẫn nộ, nói. Chuyện này, có thể hắn đã phát giác được gì đó. Phải chăng chuyện của chúng ta đã bị hắn phát hiện rồi? Tằng Hoa vẻ mặt hổ thẹn nói. Hai, tính sai rồi. Kiều Báo Quốc có vẻ hơi hối hận, lắc lắc đầu. Hắn trẻ tuổi như vậy đã phát giác được gì đó, người này về sau sẽ càng là nhân vật khó chơi. Tằng Thu Lâm nói. Cho nên chuyện hắn được đề bạt không phải ngẫu nhiên, thằng em rể này của tôi đã trưởng thành rồi. Hắn đã không còn là người có khả năng lại chịu lấy quả hồng nhũn rồi. Kiều Báo Quốc trên mặt không ngờ lộ ra nụ cười đau khổ. Hai, việc này, tôi làm có chút không thỏa đáng. Tằng Hoa nét mặt càng hổ thẹn. Trong khoảng thời gian này ở khu Hồng Liên, các hạng mục kiến thiết của Vệ Sơ tỉnh tạm giữ quyền chủ tịch quận dốc toàn lực tiến hành đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, những đồng chí có khả năng đều triển khai một cuộc chạy đua mới nhằm vào vị trí chủ tịch quận của Trương Lăng Nguyên sau khi bị bắt giam. Về phần vụ án của Trương Lăng Nguyên, Lão Hạ vẫn luôn theo sát lùng. Gã răng lưới, Lô Vĩ và mấy đồng chí Triệu Thiết Hải ở Sở Công an tỉnh cũng dốc toàn lực phối hợp lực soát tìm cho ra đứa con trai Vu Kiệt của Vu Hồng Liên. Còn chuyện bàn luận liên quan đến việc phê bình Diệp Phàm và chuyện đồng chí bí thư quận ủy đã không quản lý tốt cấp dưới cũng bắt đầu rậm dịch trở lại. Thậm chí có đồng chí dám công nhiên cho rằng chuyện của Trương Lăng Nguyên thì Diệp Phàm cũng phải chịu trách nhiệm của một người lãnh đạo. Tuy nhiên, dưới sự phối hợp chặt chẽ của ba người Tề Chấn Đào, Thiết Thác và Đoàn Hải Thiên cùng với trưởng ban Lô Minh Châu cứng rắn tác động nên chuyện này cũng tạm thời lắng xuống. Thời gian cứ thế yên ắng đến Quốc Khánh năm 2002. Diệp Phàm ngồi trong phòng làm việc đang xem tài liệu có liên quan đến hoạt động Quốc Khánh mà đồng chí trưởng ban thư ký quận ủy Phạm Đông Bằng đưa tới. Lúc này, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Vào đi. Diệp Phàm thuận miệng kêu lên. Không lâu sau, Lý Ngọc nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Là Lý Ngọc à, ngồi đi. Diệp Phàm chỉ vào chiếc ghế xoay đối diện nói, liếc nhìn Lý Ngọc một cái, cười nói. Cô bây giờ đã quen với nhà khách dân tộc Cửu Vân rồi phải không? Rất tốt ạ, cảm ơn bí thư Diệp. Lý Ngọc hơi có vẻ ngượng ngùng, nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Cảm ơn gì, cô có năng lực nên người ta mới cần cô. Nếu cô không có tài nghệ pha trà này thì dù cho tôi có mở miệng thì người ta cũng chỉ coi cô là thứ rác rưởi thôi. Hơn nữa, chuyện của cô, tôi cũng đâu có nói giúp gì đâu. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Bí thư Diệp, lần này tôi mang trà ngon đến, pha cho anh uống thử một chút. Lý Ngọc vừa nói vừa lấy ra một hộp trà rất tinh xảo từ trong túi ra. Được đấy. Đã lâu rồi không được thưởng thức trà đạo của Lý Ngọc. Diệp Phàm cười cười, Lý Ngọc tự giác làm, bắt đầu rửa chén trà. Không lâu sau, một tách trà thơm phương phức đã được bày ra trước mặt Diệp lão đại. Diệp Phàm nhấp một ngụm, thuận miệng cười nói. Tay nghề pha trà của cô có tiến bộ nhiều đấy. Cảm ơn bí thư Diệp đã động viên. Lý Ngọc nói, đứng bên cạnh cẩn thận rót trà cho Diệp Phàm. Không phải là cô chỉ đến đây để biểu diễn trà đạo đấy chứ. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, liếc mắt nhìn Lý Ngọc một cái. Tôi, Lý Ngọc miệng thì thào như có chuyện gì mà nói không nên lời, mặt càng thêm ửng hồng lên một chút. Chương 1629, đàn bà thông minh ra tay có thể lấy mạng người ta. Có gì cứ nói thẳng, không sao đâu. Diệp Phàm cổ vũ nói. Anh trai tôi muốn mời bí thư Diệp ăn một bữa cơm đạm bạc. Lý Ngọc cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để nói ra những lời này. Anh trai cô, Diệp Phàm miệng nhắc tới hai từ này nhìn Lý Ngọc, thực sự không biết anh trai của Lý Ngọc là ai. Anh trai tôi tên là Lý Mộc, hiện đang làm thư ký tại phòng thư ký của văn phòng tỉnh ủy. Lý Ngọc kiên trì nói ra gốc gác của anh trai mình. À, Diệp Phàm khẽ gật đầu, cuối cùng đã hiểu ra. Chuyện là vì mình vẫn chưa bổ nhiệm thư ký chính thức cho nên có rất nhiều đồng chí cùng muốn trở thành thư ký chính thức của mình. Nhưng Diệp Phàm biết rằng mình sẽ không ở lại lâu tại khu Hồng Liên này nên việc này vẫn bị gác lại. Cơm thì miễn cho, gần đây tôi rất bận. Diệp Phàm nhìn Lý Ngọc đang hơi cúi gầm mặt xuống, thản nhiên nói. Tôi biết rồi. Lý Ngọc khẽ nói xong, cố gắng kìm nén nhưng vẫn không thể che đi được nét thất vọng trên gương mặt. Rất thất vọng phải không? Diệp Phàm nhìn Lý Ngọc một cái, thản nhiên cười nói.
Không, không phải đâu. Lý Ngọc lắc lắc đầu. Để tôi tìm hiểu trước một chút xem thế nào. Nếu anh trai Lý Mộc của cô thật sự phù hợp thì chưa chắc nhất định phải làm thư ký phải không nào? Diệp Phàm nhìn cô gái một cái, cười nói. Ý của bí thư Diệp là anh trai tôi vẫn còn có hy vọng phải không? Lý Ngọc hai mắt tròn xoe bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhất thời quên cả sợ hãi. Cô nói xem. Diệp Phàm chợt nổi tính trẻ con, giơ tay lên vuốt hiu đôi mắt to tròn của Lý Ngọc một cái. Lý Ngọc lập tức mặt ửng hồng tới rồi tận cổ, vô cùng xấu hổ nhìn Diệp Phàm. Hơn nữa, chắc là Lý Ngọc đã nghĩ sai lệch đi, tưởng rằng Diệp lão đại vì lấy công việc của anh trai cô làm điều kiện muốn đề nghị cô phải làm gì gì đó. Bí thư Diệp, chẳng lẽ anh và những người làm lãnh đạo khác đều giống nhau sao? Rất lâu sau Lý Ngọc mới thì thào thốt ra được những lời này với bộ dạng rất khổ sở, đáng thương. Chẳng lẽ tôi không giống với bọn họ? Diệp Phàm giả vờ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Lý Ngọc. Lúc ban đầu tôi cảm thấy không giống như vậy. Lý Ngọc bất ngờ thành thật gật đầu. Bây giờ thì thất vọng rồi phải không? Diệp thản nhiên cười liếc nhìn Lý Ngọc một cái. Tôi không biết nữa. Lý Ngọc có chút ngỡ ngàng, lắc đầu. Ha ha ha. Diệp lão đại đột nhiên phá lên cười nhìn Lý Ngọc một cái, nói. Chuyện của anh trai cô cứ để tôi lo. Tuy nhiên nếu anh ta là loại vô dụng không đỡ nổi như A Đầu thì tôi cũng sẽ không dùng hắn. Xin cảm ơn bí thư Diệp. Lý Ngọc cuối cùng đã mỉm cười, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, lại có chút lo lắng. Cô đi về trước đi. Diệp Phàm nói. Trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, Diệp Phàm liền trốn ở Sở Thiên Các Diệp Phủ chuyên tâm điều chế thịt chăn xanh, kết hợp với phương thuốc lôi âm cửu long hoàn, mất rất nhiều công sức, công phu mấy ngày trời cũng đã bào chế thành công. Nhưng điều rất đáng tiếc chính là chỉ chế được vẻn vẹn có hai viên thuốc, hơn nữa tinh chất thịt chăn xanh được qua tinh luyện cũng dùng hết rồi. Mẹ kiếp, công lực này của mình hồi phục không nổi rồi. Chế mấy viên thuốc mệt như chó chết rồi mà còn không có tác dụng gì. Diệp lão đại nhìn hai viên thuốc, tức tối chửi một câu. Đương nhiên Diệp Phàm cũng biết loại thuốc viên này có thể giúp cho cao thủ đỉnh cao bậc tam đẳng cao thủ đột phá đến tứ đẳng, từ bậc tứ đẳng trở lên thì không có tác dụng nhiều. Đối với bản thân mình thì loại thuốc này căn bản là một chút tác dụng cũng không có. Khi hắn đang thở ra thì điện thoại reo, vừa nhận điện thoại thì vang lên tiếng cười to của Túc Nhất Tiêu. Ông em, xin chúc mừng. Chúc mừng tôi, mừng cái gì? Lão Túc không phải đang đùa đấy chứ? Diệp Phàm thản nhiên cười nói, thầm nhủ phải chăng chuyện đi Hải Đông đã truyền đến tai Lão Túc rồi. Bởi vì Túc Nhất Tiêu có ông cậu Kiều Chí Hòa là trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Việc này, nếu đã truyền tới tỉnh ủy thì Kiều Chí Hòa có thể nhận được tin tức là chuyện bình thường. Nếu đến anh ta cũng biết thì chắc là chẳng bao lâu sau chuyện này sẽ lan ra. Mà đồng chí Túc Nhất Tiêu sắp đi nhậm chức phó giám đốc sở của ban giám sát thường vụ sở tỉnh, ở tỉnh Nam Phúc coi như là nhân vật có quyền lực nhất rồi. Còn giả vờ ngớ ngẩn với tôi à, chuyện ông em đi Hải Đông là thế nào thế? Túc Nhất Tiêu cười khan càng cạc như vịt già, nói. Anh Túc nghe được từ đâu thế? Diệp Phàm cố ý nói. Cậu của tôi. Túc Nhất Tiêu cũng là không giấu giếm, dù sao Diệp Phàm cũng biết mối quan hệ này. Có phải là bên tỉnh ủy cũng có tin tức rồi phải không? Diệp Phàm hỏi, gần đây dù sao cũng ít nhiều quan tâm tới chuyện liên quan tới Hải Đông. Tối qua tôi đi sang nhà cậu tôi chơi, ông ấy nhắc đến chuyện của cậu. Lúc nghe rồi, tôi rất ngạc nhiên, sao có thể có chuyện này được? Tốc độ thăng quan tiến chức của cậu nhanh chóng mặt rồi phải không nào? Túc Nhất Tiêu nói. Ha ha, hình như là hơi nhanh một chút, nghe nói chỉ là thay quyền chủ tịch thành phố. Diệp lão đại cười gượng một tiếng ngẫm nghĩ một chút nói. Cậu của anh sau đó còn nói gì nữa không? Tiết lộ một chút để cho tôi còn chuẩn bị cho tốt phải không nào? Hơn nữa, việc này còn chưa có quyết định chính thức nên vẫn chưa cho là thật được. Ông anh cũng biết. Chuyện ở trong quan trường nếu ban tổ chức cán bộ còn chưa chính thức công bố thì đều chưa phải là thật. Thay đổi trong nháy mắt cũng không thể ngờ được, có thể anh tưởng rằng chuyện đã chắc chắn như ván đã đóng thuyền rồi, nhưng đột nhiên lại xảy ra biến cố bất ngờ khiến mọi chuyện thất bại cũng là chuyện thường. Ông em nói cũng có lý, tuy nhiên cậu tôi đã nói rồi, là chỉ thị của bí thư Phí nên chuyện này của cậu thành công đến 80% rồi. Túc Nhất Tiêu cười nói. Diệp Phàm vừa nghe, trong nháy mắt đã hiểu ra ngay. Hóa ra là Kiều Chí Hòa đã mượn cháu ngoại Túc Nhất Tiêu để chuyển lời cho mình,
ý là việc này bí thư Phí Mãn Thiên đã gật đầu. Còn các phương diện khác thì mình phải tự cố gắng thu xếp, như thế việc này mới có thể ổn thỏa được. Chẳng hạn như Phí Mãn Thiên biết mình và Tề Chấn Đào, Đoàn Hải Thiên, Thiết Thác quan hệ cũng khá thân thiết nên ba người này sẽ do chính bản thân mình đi thuyết phục. Đến lúc tỉnh ủy thảo luận chọn chủ tịch thành phố Hải Đông thì có ba người này ủng hộ, bản thân Phí Mãn Thiên cũng sẽ không cần bỏ ra nhiều sức lực để thu xếp. Đây chính là điểm lợi hại của những quan lớn trên tỉnh ủy, mượn gió bẻ măng là được rồi. Bản thân mình không cần bỏ nhiều công sức mà ngược lại còn ban ơn không ít. Đến lúc thành công tôi sẽ mời anh Túc đi uống rượu. Diệp Phàm cười nói và đồng thời cũng thừa nhận. Lần trước gặp được Lão Hạ, hắn nói với tôi chuyện Trương Lăng Nguyên của khu Hồng Liên các cậu thì mới biết gã Cố Nhất Võ này thật chẳng ra gì, không ngờ lại giở trò với ông em. Chúng ta là anh em, có người giở trò với cậu chính là trở mặt với tất cả anh em chúng ta. Cho nên, việc này, sau này tôi sẽ lưu ý, thường xuyên liên lạc với Lão Hạ. Lần trước Lão Hạ nói vẫn chưa thể có tiến triển, vụ án vẫn đang bế tắc. Hắn còn nói sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu, cũng chính là ảnh hưởng đến chuyện ở Hải Đông, tất nhiên là sợ có kẻ lấy chuyện này ra để gièm pha. Có một số việc, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Trong thời điểm nhạy cảm có liên quan đến tiền đồ thì chuyện rắm gì người ta cũng có thể xé ra to như trời như biển vậy. Tuy nhiên trong lúc vô tình tôi lại phát hiện ra một manh mối lớn. Túc Nhất Tiêu cười nói. Nói mau đi, manh mối lớn gì? Diệp Phàm dục, đoán rằng việc này thể nào cũng có liên quan đến vụ án của Trương Lăng Nguyên. Đã tìm được đứa con Vu Kiệt của Vu Hồng Liên rồi. Túc Nhất Tiêu vừa mới hé ra một câu, Diệp Lão Đại trong lòng lập tức rất đỗi vui mừng và bất ngờ. Cảm ơn anh Túc, Vu Kiệt hiện đang ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Cảm ơn thì không cần nói nữa, tôi phải cảm ơn cậu trước mới đúng, bằng không chức phó giám đốc sở giám sát này cũng đâu đến lượt tôi. Ông em được thăng chức rồi, các anh em đi sau cậu cũng được thơm lây, sau này có cơ hội thì được theo chân cũng tốt. Túc Nhất Tiêu cười rồi quay sang nói tiếp. Vu Kiệt đang ở trong tay tôi, hơn nữa tôi đã lấy được máu của Cố Nhất Võ để tiến hành giám định. Không sai, kết quả giám định của Vu Kiệt chính là con trai riêng của Cố Nhất Võ. Tốt. Tốt. Diệp Lão Đại mở rộng lồng ngực hét to lên hai chữ tốt này, hỏi. Anh Túc này, lúc trước Vu Kiệt được giấu ở đâu? Cậu tuyệt đối không ngờ được đâu. Đơn vị cũ của Vu Hồng Liên có một người phụ nữ tên là Thái Quyên. Hai người đàn bà này trước nay đều không hợp nhau. Hai người từng vì một chuyện nhỏ mà cãi chửi nhau ở căng tin, trước mặt mọi người suýt chút nữa còn xé quần nhau ra. Mọi người đều nói hai người này là oan gia của nhau. Trùng hợp thế nào mà Vu Kiệt lại được giấu trong nhà của Thái Quyên? Cậu nói xem chuyện này là ngẫu nhiên hay không ngẫu nhiên? Mắt của mọi người trong thiên hạ đều bị lừa rồi. Túc Nhất Tiêu cười nói. Xem ra, người đàn bà Vu Hồng Liên này cũng không hề đơn giản. Diệp Phàm như thoáng có chút suy nghĩ nói. Tuyệt đối không đơn giản, vì đứa con Vu Kiệt mà hao tổn bao tâm tư. Ai có thể ngờ được Vu Hồng Liên sẽ đem con trai Vu Kiệt của mình giấu trong nhà đối thủ. Đến bố đẻ Cố Nhất Võ chắc chắn cũng không thể nghĩ ra được. Đàn bà thông minh mà ra tay thì có thể lấy mạng người ta được. Loại đàn bà này, Cố Nhất Võ chia tay cô ta coi như là cực kỳ đen đủi rồi. Túc Nhất Tiêu thở dài, ngẫm nghĩ một chút nói. Ông em, xử lý Vu Kiệt như thế nào, cậu sắp xếp đi. Cố Nhất Võ đã hạ độc thủ với tôi mà chúng ta tạm thời không lấy được chứng cứ gì về hắn bởi vì Vu Hồng Liên đã điên rồi. Vậy thì hãy dùng chuyện đứa con riêng bêu xấu hắn. Một khi giới truyền thông công bố ra thì kẻ gây ra bệnh điên của Vu Hồng Liên sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng rồi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Tôi cũng nghĩ chỉ có thể như vậy thôi, Cố Nhất Võ không chết thì cũng phải khiến hắn như bị lột da mới được. Tuy nói gia tộc thằng cha đó ở thủ đô cũng có chút quan hệ nhưng khi chuyện này vỡ lở ra, chắc là hắn sẽ không ở được tỉnh Nam Phúc nữa. Cút đi cũng tốt. Bằng không cả ngày cứ vo ve như muỗi cũng quá phiền. Túc Nhất Tiêu nói. Ừ, làm cho hắn cút càng xa càng tốt. Về chuyện của tôi nghĩ đợi có manh mối của Vu Hồng Liên rồi sẽ tính sổ với hắn sau. Tôi nghĩ chỉ cần hắn đã làm chuyện đó thì chắc chắn sẽ có sơ hở, muốn người ta không biết trừ phi mình không làm mà. Diệp Phàm nói. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phàm lập tức bố trí Trần Quân đến chỗ Túc Nhất Tiêu đưa vật chứng và nhân chứng trở về. Tiếp đó lại gọi điện thoại cho Mai Phán Nhi.
Mai Phán Nhi nghe nói Cố Nhất Võ bày mưu hãm hại Diệp Phàm, người phụ nữ này cũng lập tức sốt sắng thái quá khiến ông xã ra mặt đòi lại công bằng cho Diệp Phàm. Sáng ngày hôm sau, báo Đô Thị Giang Nam đăng tin Phó Chủ tịch thành phố Thủy Châu Cố Nhất Võ có con riêng với Vu Hồng Liên, hơn nữa còn kèm theo mấy bức ảnh lẫn bác sĩ đều chứng minh vô cùng chân thực, đầy đủ chi tiết. Buổi chiều, đồng chí Cố Nhất Võ đã bị Đoàn Hải Thiên gọi vào phòng làm việc. Chuyện này là thế nào? Hy vọng cậu có thể giải trình được. Đoàn Hải Thiên vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Cố Nhất Võ, đem mấy tờ báo quẳng lên bên cạnh bàn của y. Lão Đoàn đương nhiên là tức điên lên rồi, đến tờ báo cũng ném. Chương 1630, lão Cố đã khai rồi. Hoàn toàn là vu cáo, thưa bí thư Đoàn, lẽ nào anh lại tin những chuyện này? Cố Nhất Võ sắc mặt trắng bệch lại càng trở nên tái nhợt, thiếu chút nữa thì gào lên. Vấn đề không phải là tôi tin hay không mà là chuyện báo chí đăng có phải là sự thật hay không. Cậu nghĩ thử xem, chuyện này vừa xảy ra đã khiến cho thành ủy Thủy Châu chúng ta bị động biết bao nhiêu, ảnh hưởng xấu thế nào hả? Nói khó nghe một chút, chuyện của cậu bây giờ đã trở thành tin tức lớn nhất của thành phố Thủy Châu rồi. Đoàn Hải Thiên khẽ đập bàn, liếc nhìn Cố Nhất Võ một cái, giọng lạnh lùng nói. Tôi lấy tư cách đảng viên ra cam đoan, chuyện này tuyệt đối không có. Đây là có người cố ý vu cáo tôi, có người muốn chỉnh tôi thưa bí thư Đoàn. Hơn nữa tôi nghi ngờ người này có dụng tâm ác độc, hẳn là muốn lấy đây làm quân cờ để làm rối loạn cả cục diện phát triển của thành phố Thủy Châu. Cố Nhất Võ rất căm phẫn, tuy nhiên thằng cha này cũng khá thâm, đã đem việc này quàng lên người Đoàn Hải Thiên, muốn lấy toàn bộ lực lượng thành ủy Thủy Châu ra đối phó chuyện này. Nhưng, Đoàn Hải Thiên là ai? Người ta là thủ lĩnh tỉnh thành, lão cáo giả thành tinh trên quan trường rồi, tất nhiên sẽ không bị mắc lừa. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Cố Nhất Võ đang hoang mang một cái, hừ nói. Việc này cậu đừng nói với tôi, hãy đi giải thích rõ ràng với đồng chí Trương Hòe ấy. Cố Nhất Võ vừa nghe, sắc mặt lập tức trở nên vàng bệch, bởi vì Trương Hòe được thành ủy Thủy Châu phân công làm phó bí thư quản lý ủy ban kỷ luật. Đoàn Hải Thiên nói như thế, chẳng phải nói là ủy ban kỷ luật đã nhúng tay vào việc này rồi. Bí thư Đoàn, phải làm như vậy thật sao? Cố Nhất Võ vẻ mặt đáng thương nói. Không phải tôi cứng rắn mà là phải như thế, chuyện này của cậu, thành ủy Thủy Châu của chúng ta có thể không hỏi đến sao? Người ta đã lén đâm vào lưng chúng ta rồi, lẽ nào muốn khi ủy ban kỷ luật tỉnh tham gia vào thì chúng tôi mới hành động? Tạm thời cậu chỉ có thể đi giải thích rõ ràng với ủy ban kỷ luật, chứ cũng không có ý gì khác. Đi đi, hãy khéo léo giải bày với bí thư Trương chuyện này. Người nào làm thì người đó hiểu rõ nhất. Đoàn Hải Thiên thản nhiên hắng giọng nói. Bí thư Đoàn, anh thực sự không để lại một chút tình cảm và thể diện nào cho tôi sao? Cố Nhất Võ phẫn nộ, lạnh lùng nói, giọng điệu nặng nề thêm không ít. Đừng dài dòng nữa, đi đi. Đoàn Hải Thiên đang nhẫn nhịn, mày mặt nhăn nhó như khỉ. Họ Đoàn kia, tôi biết anh đã sớm gai mắt với tôi, còn trách tôi không làm cho khu Hồng Liên phát triển thịnh vượng. Cậu tự bôi do chát chấu vào mặt. Lại còn trách tôi được sao? Vốn dĩ cục diện đã rối rắm lắm rồi, bây giờ làm cán bộ thành phố, cậu là bí thư tỉnh thành chẳng những không đứng ra bác bỏ tin đồn, bảo vệ cấp dưới ngược lại còn gây thêm chuyện thị phi. Mắt Cố Nhất Võ tôi còn chưa hoa, xem anh sẽ làm gì được tôi. Không phải là muốn nhân cơ hội này đá tôi đi đấy chứ? Cố Nhất Võ thật sự không kiềm chế được, bộ dạng như đang điên tiết lên, bất ngờ chỉ tay vào Đoàn Hải Thiên gào lên. Thằng cha này ỷ vào gia thế ở thủ đô, ngang nhiên coi thường Đoàn lão đại quyền uy ở tỉnh thành. Dĩ nhiên Cố Nhất Võ cũng chịu áp lực về tinh thần quá lớn, y đã bị suy sụp rồi. Một tiếng rầm vang lên, quả nhiên Đoàn Hải Thiên đã nổi điên lên, chỉ tay vào Cố Nhất Võ quát lên. Cậu còn mặt mũi để mà nói chuyện này à? Cậu nghĩ lại xem khu Hồng Liên tốt đẹp là thế bị cậu biến thành bộ dạng như thế nào? Lão Đoàn tôi lúc trước đã không thích cậu đến khu Hồng Liên. Tuy nhiên, là tôi phải chấp hành quyết định của lãnh đạo cấp trên. Kết quả thế nào, khu Hồng Liên đã thật sự trở thành mớ bòng bong. Đồng chí Diệp Phàm bây giờ tiếp nhận mớ bòng bong đó đã làm cho hưng thịnh trở lại. Nhìn thấy chưa, người ta đã đạt được bao nhiêu thành tựu. Cậu nhìn lại xem cậu đã làm được cái gì, có bản lĩnh cái dám nên biết quái gì. Không làm nổi một chuyện tốt nào mà chỉ biết mang thêm phiền phức cho thành ủy chúng tôi. Cậu ấy à? Đúng là đồ ăn hại, cậu còn dám ở đây mà phát ngôn bừa bãi, ăn nói hàm hồ,
cậu còn có tư cách của một đảng viên nữa không, còn có liêm sỉ của một đảng viên nữa không? Tôi biết Diệp Phàm là nhân viên cưng của anh thì anh yêu ái hắn. Hắn thì làm được cái gì, chẳng qua chỉ biết vòi tiền như thằng ăn mày thôi. Mẹ kiếp, Cố Nhất Võ tôi vốn đã không may mắn thì thôi, cả đám người các anh không một ai ủng hộ tiền tài vật chất, người cũng không thì tôi làm sao mà có thể phát triển khu Hồng Liên lên được. Diệp Phàm là cái dám gì, một tên côn đồ chui ra từ chỗ quê mùa cũng dám nói là phát triển khu kinh tế Hồng Liên à. Tôi dám cá rằng khu Hồng Liên nhất định sẽ mục nát, mục nát. Đến lúc đó, đồng chí Đoàn Hải Thiên Anh sẽ hối hận cả đời. Đồng chí Cố Nhất Võ như bị dẫm phải đinh, suýt chút nữa dậm chân lên. Tôi thấy cậu điên thật rồi, điên rồi. Đoàn Hải Thiên vừa đập bàn vừa gào ra bên ngoài. Lôi ra ngoài, lôi ra. Người bên ngoài nghe thấy tiếng gào liền đẩy cửa vào, đồng chí chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Trương Hòe vẻ mặt nghiêm túc đứng trước mặt Cố Nhất Võ, vung tay lên nói. Đưa đi. Cố Nhất Võ là một con cá lớn, nhất định phải khiến hắn khai ra mới được, chỉ có như thế mới tóm được cả ổ của hắn. Bằng không, chỉ dựa vào lời nói không có mấy căn cứ. Diệp Phàm nói. Nếu là ủy ban kỷ luật tỉnh chúng ta ra mặt muốn làm cho hắn khai cũng phải một chút thời gian. Tôi lo lắng thời gian này không nhanh được đâu, dù sao Cố gia ở thủ đô cũng có chút vai vế. Đến lúc đó cấp trên áp chế xuống thì chúng ta dù có cứng rắn cũng không trụ được. Hạ Hải Vĩ có vẻ hơi lo lắng nói. Ừ, dù có thể chứng minh Cố Nhất Võ có con riêng nhưng cũng không thể chứng minh Vu Hồng Liên bị điên là do hắn làm, còn chuyện chủ mưu chắc là cũng không thể làm gì hắn được. Nếu Cố Nhất Võ có năng lực thì cùng lắm cũng chỉ ghi một lỗi lớn. Thằng cha này trở lại thủ đô không cần 2 năm là có khả năng đứng dậy được ngay. Đánh rắn phải đánh dập đầu, nếu không hắn hồi tỉnh lại đến tìm chúng ta thì sẽ phiền phức khôn lường. Diệp Phàm gật gật đầu. Ông em à, cách lần trước có thể dùng lại được hay không? Nếu có thể dùng được thì tôi dẫn người đến chỗ Trương Hòe hỗ trợ bọn họ điều tra một chút. Hạ Hải Vĩ nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi. Ý anh muốn nói là phân cân thác cốt thủ phải không? Cách này tôi không thể dùng nữa rồi, kinh lực không đủ. Tuy nhiên Vương Triều có thể tiếp cận và dùng được, nếu anh thật sự cần thì tôi sẽ bảo hắn trực tiếp ngồi máy bay từ Bắc Kinh bay sang. Diệp Phàm nói, lập tức bảo hắn bay qua đây, buổi tối chúng ta sẽ ra tay. Chậm ắt sinh biến, đến lúc đó bằng chứng rành rành, Cố Nhất Võ có làm thế nào cũng sẽ không xoay chuyển được tình hình. Nếu muốn đánh thì phải đánh chết cũng được, coi như đánh chết một con sâu của Cố gia mà thôi. Hạ Hải Vĩ trong mắt hiện lên một ánh nhìn thâm độc. Được. Diệp Phàm gật đầu gọi điện thoại cho Vương Triều. Hạ Hải Vĩ tới thành ủy Thủy Châu, tìm Bí thư Trương Hòe yêu cầu hỗ trợ điều tra. Bí thư Trương Hòe và Đoàn Hải Thiên quan hệ khá tốt, liền đem việc này báo cáo cho Bí thư Đoàn. Đoàn Hải Thiên vừa nhìn thấy Hạ Hải Vĩ là biết ngay việc này chắc hẳn có quan hệ đến Diệp Phàm, thầm mắng rằng đồ lắm chuyện, sau cùng vẫn gật đầu. Đương nhiên. Lão Đoàn ở trong lòng vẫn thương hại thay cho Cố Nhất Võ. Buổi tối đồng chí Vương Triều liền chạy tới Thủy Châu. Đến nửa đêm, trong một phòng đặc biệt, cả ba người Diệp Lão Đại, Vương Triều và Hạ Hải Vĩ cùng đi vào phòng. Sao lại là mày? Sao lại là mày? Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, Cố Nhất Võ đang ngồi trên giường lộn xộn một đống đồ đạc không biết là cái gì, lập tức kêu lớn lên, gương mặt bình tĩnh lộ ra vẻ phẫn nộ lẫn sợ hãi. Sao lại không phải là tôi? Diệp Lão Đại thản nhiên liếc xéo Cố Nhất Võ một cái. Bên này, Vương Triều đã mang một cái ghế đến. Diệp Lão Đại cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống, nhìn chằm chằm Cố Nhất Võ nói. Anh có thể bày kế hãm hại tôi, sao tôi lại không thể phản kích, lẽ nào ngồi chờ chết? Cố Nhất Võ ơi là Cố Nhất Võ, không ngờ anh tán tận lương tâm đến như vậy. Vì thù hận cá nhân mà anh không thèm để ý đến cả sự phát triển của khu Hồng Liên nữa. Nói láo. Tao không làm, tao vô tội, không có gì để nói. Họ Diệp kia, mày nói bữa cũng quá non nớt rồi, không có tác dụng. Cố Nhất Võ nói cứng. Tao thấy mày mới đang nói láo, đừng nghĩ đã làm gì thì người khác đều không biết. Đến kẻ bị thịt như mày cũng dám bày mưu hãm hại đại ca tao, không muốn sống nữa rồi, mẹ kiếp, vả miệng nói cho ông. Vương Triều liền bước lên, định vả cho mấy cái tát liền. Đừng đánh vào mặt. Hạ Hải Vĩ nói, hiểu rồi, lão Hạ. Vương Triều cười khan một tiếng, đưa tay đánh nhẹ vào ngực Cố Nhất Võ, nhìn như không tốn chút sức lực nào. Thực ra,
chỉ có Diệp Phàm biết rằng Vương Triều đã đánh một trưởng cách sơn đả Ngưu Thâm Độc, tin chắc là nội tạng của Cố Nhất Võ đã bị tổn thương. Loại chiêu thức cách sơn đả Ngưu này, nghe nói tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh thì chỉ cần một trưởng đánh trên khối đậu phụ có thể đánh vỡ cả một cái bàn bằng đá. Nghĩ thử xem trưởng này khi đánh vào người thì để lại hậu quả như thế nào. Tất nhiên, Vương Triều vẫn chưa thể đạt tới trình độ này. Trình độ đó chắc là chỉ có cao thủ từ cửu đẳng trở lên mới làm được. Ma huyền y.ai ra. Cố Nhất Võ thảm thiết kêu lên một tiếng, mặt mày nhăn nhúm như khỉ, quả nhiên là rất đau. Hắn lườm Nguyệt Vương Triều một cái. Muốn ăn thịt người à, ông đây tên là Vương Triều, đang làm ở bộ công an. Tao đợi cái đồ bị thịt mày xuất chiêu đây, chỉ cần một cái lông ông mày cũng có thể đánh đổ cả nhà Cố gia chúng mày. Đừng tưởng rằng Cố gia có tiền là một tay che trời nhé. Loại như chúng mày, ở khắp thủ đô đều nhiều nhan nhản. Bị phê à, bảo ông già Cố gia ra oai nhiều hơn một chút cũng chẳng dám gây sự với lão đại của chúng tao. Vương Triều đánh vào ngực, thản nhiên nói giọng đầy hách dịch như đại vương Phỉ Khí Sơn. Tất nhiên là Vương Triều cũng nói khoa trương một chút. Tao sẽ cho chúng mày biết sự lợi hại của Cố gia chúng tao. Cố Nhất Võ không ngờ lại rất bình tĩnh. Xem ra là mày không muốn nói có phải không? Diệp lão đại thản nhiên hừ nói. Ha ha, tao không nói chuyện với kẻ tiểu nhân. Cố Nhất Võ nói. Ha ha. Diệp lão đại thản nhiên cười, liếc mắt nhìn Vương Triều một cái. Vương Triều gật đầu bước tới. Mày muốn làm gì? Dùng hình bức cung là phạm pháp. Cố Nhất Võ bị Vương Triều đánh cho một trưởng nên sợ hãi kêu lớn lên. Chúng tao không chơi cùng một kiểu. Quá muộn rồi, chúng ta sẽ chơi một chiêu mới. Chiêu này có thể khiến cho mày sống dở chết dở cơ. Vương Triều thản nhiên lắc đầu cười, một trưởng đánh xuống. Theo thế tay của Vương Triều chạy trên người Cố Nhất Võ, toàn thân hắn bắt đầu run rẩy, cuối cùng run bần bật lên như rắn trườn vậy, ngoác miệng kêu thảm thiết. Hạ Hải Vĩ quay mặt đi, hình như có chút không đành lòng. Cố Nhất Võ cố chịu đựng 5 phút đồng hồ, cuối cùng cũng cúi đầu. Nói đi, nếu còn muốn thưởng thức mùi vị này tiếp thì mày có thể câm miệng. Diệp Phàm thản nhiên nói, nhìn khắp người Vương Triều một cái, biết rằng Vương Triều vì thi triển thủ pháp phân cân thác cốt thủ này đã dùng toàn lực. Nếu làm một lần nữa thì chắc là phải nửa tháng sau mới có thể hồi phục được. Loại phân cân thác cốt thủ này, tuy nói có mê lực đối với các phần tử tội phạm nhưng khi thi triển kỹ thuật này sẽ gây ra cho thân thể một số tổn thương. Vì thế, trừ phi là trong trường hợp đặc biệt, nếu không Diệp Phàm sẽ không bảo Vương Triều ra tay. Chương 1631, Lão Cố vào tù. Ả Vu Hồng Liên này thực ra trông cũng thường thôi. Lúc trước tôi để mắt đến cô ta chẳng qua là vì thích cô ta. Hơn nữa, ngoại hình cô ta cũng rất khá, chắc hẳn đám đàn ông đều phải động lòng. Cố Nhất Võ nói. Cho nên lúc đầu mày đã có chủ tâm, sớm đã có ý dùng cô ta để đối phó với đối thủ của mày. Nhưng đối thủ này không nhất thiết là tao, bởi vì lúc ấy tao còn ở Việt Đông. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Cố Nhất Võ một cái, thản nhiên nói. Ừ, đàn bà dùng xong rồi, vô dụng thì còn giữ làm gì? Cô ta cũng không phải vợ tao, và lại làm người tình lâu rồi thì cũng phát chán, đồ ăn không còn vị gì nữa, có thể ném đi thì ném, đương nhiên trước đó có thể lợi dụng một chút. Những lời Cố Nhất Võ phun ra có thể làm phần lớn các đồng chí giật mình. Mày đúng là đồ lòng lang dạ sói. Hạ Hải Vĩ không kìm nổi lạnh lùng hừ nói. Lòng lang dạ sói, những kẻ độc ác hơn Cố Nhất Võ tao trên thế giới này còn nhiều lắm. Lợi dụng một con đàn bà đã là gì? Có người đến vợ cũng đem đi tặng, so sánh với bọn họ, tao còn được coi là lương thiện chán. Cố Nhất Võ nói quan điểm của mình. Cố Nhất Võ thú nhận, Vu Hồng Liên thực sự là do hắn giật dây đi quyến rũ Trương Lăng Nguyên. Còn chuyện lạm dụng công quỹ cũng là trò bẩn thỉu của Cố Nhất Võ, tất nhiên là muốn hủy hoại sự phát triển của khu Hồng Liên. Mày cũng quá độc ác đi, đàn bà lợi dụng xong rồi muốn đâm chết người ta, không đâm chết cũng làm cho người ta bị đâm thành kẻ điên. Người ta nói lòng dạ sắt đá còn không bằng mày được. Diệp Phàm thản nhiên nói. Tao không đâm cô ấy, cũng không hại cô ấy. Cố Nhất Võ bỗng nhiên gào lên, rất kích động, môi run lên bần bật. Là đàn ông, Cố Nhất Võ mày cũng có ở đúng quần đấy chứ hả? Dám làm sao không dám chịu hả? Có phải muốn nếm thêm mùi vị của quả đấm nữa không? Hạ Hải Vĩ giật mình, miệng hết sức khinh bỉ. Cái rắm,
Cố Nhất Võ, tao không làm thì nói không làm. Không làm thì sao phải thừa nhận, mày có đánh chết tao cũng sẽ không nhận. Cố Nhất Võ nói giọng cứng rắn chưa từng thấy. Diệp Phàm cũng cảm thấy chuyện này phải chăng có ẩn khúc gì, thản nhiên hỏi. Không phải mày làm thì ai làm? Vu Hồng Liên cũng không phải giả vờ điên. Chẳng lẽ còn có người làm chuyện xong lại giấu tên à? Tao nào có biết, chúng mày có bản lĩnh thì tự đi điều tra cho rõ là được rồi. Cố Nhất Võ hừ lạnh nói. Trong 60 triệu kia nghe nói mày cũng tham ô được mấy triệu rồi. Diệp Phàm đột nhiên nói ra, thi triển bí thuật hoa âm. Cái mà nhà Cố Nhất Võ tao có chính là tiền, cần gì phải cố tình phạm pháp chứ? Cùng lắm là chúng mày nói tao bao gái, tao bao thật, giật dây Vu Hồng Liên thì cũng đã khai rồi. Những chuyện đã làm Cố Nhất Võ tao đều nhận hết, tin chắc là Cố Nhất Võ tao cũng chẳng thể bị làm sao. Cố Nhất Võ hắng giọng nói. Tuy nhiên, sau khi bị Vương Triều đánh cho vài cái vào ngực thì gã cũng cúi đầu, giọng điệu mềm mỏng hơn. Chỉ có điều đối với hành vi phạm tội thì thằng cha này có chết cũng không nhận. Sau khi ra khỏi phòng, Diệp Phàm nhìn Hạ Hải Vĩ một cái, hỏi. Lão Hạ, anh thấy Cố Nhất Võ có phải đang nói dối không? Theo trực giác thì tôi thấy hắn không giống như đang nói dối, có lẽ chuyện này còn có ẩn khúc gì đó. Xem ra, đối thủ của cậu không chỉ có một gã Cố Nhất Võ này. Chúng ta càng phải cẩn thận hơn mới được. Kẻ thù đang đứng trong bóng tối còn đáng sợ hơn Cố Nhất Võ nhiều. Chỉ có điều, không có chút manh mối nào thì việc điều tra sẽ tương đối khó khăn. Nhưng sau chuyện của Cố Nhất Võ này, kẻ thù chưa lộ diện kia chắc sẽ tạm thời thu mình lại, chỉ sợ bị bại lộ cái gì đó. Còn chuyện sau này hắn có tiếp tục giở trò hay không thì cũng khó nói trước được. Hạ Hải Vĩ vẻ mặt nghiêm túc nói. Em cũng cảm nhận được Cố Nhất Võ đã khai rồi. Suy cho cùng. Loại người như hắn không thể chịu đựng được thủ pháp của em. Vương Triều nói đến đây liền liếc nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói tiếp. Cao nhân chưa lộ diện kia phải chăng là người nhà Phượng gia ở Thủy Châu? Chẳng phải đại ca đã nói bọn chúng đã sai khiến Diệp Hưng Căn lừa tiền của Vu Lâm sao, mà tiền của Vu Lâm chính là tiền của Khu Hồng Liên. Có thể là Phượng gia, nhưng tôi cảm giác hình như không phải. Hạ Hải Vĩ lắc lắc đầu. Đúng rồi lão Hạ. Chuyện nhà máy điện cơ Hưng Thái Long của Diệp Hưng Căn và ổ mại dâm Phượng Tháp của Phượng gia điều tra đến đâu rồi? Diệp Phàm hỏi. Diệp Hưng Căn mất tích rồi, còn chuyện Phượng Tháp thì anh trai tôi đang điều tra. Cậu trực tiếp hỏi anh ấy là được. Hạ Hải Vĩ nói, nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Sau khi Cố Nhất Võ nhận tội, ít nhất là sau này không kẻ nào có thể lấy chuyện này ra làm ảnh hưởng đến mũ quan của cậu nữa rồi. Cho nên về chuyện của Phượng gia, tôi thấy cứ để từ từ đã. Chúng ta từ từ điều tra, âm thầm điều tra. Hạ Hải Vĩ khá điềm đạm, chín chắn, cảm thấy chuyện quan trọng nhất với Diệp Phàm trước mắt chính là phải ngồi chắc chắn lên vị trí chủ tịch thành phố Hải Đông trước rồi tính sau, những việc khác đều là chuyện nhỏ. Ừ, việc này nhất thời không vội được, cứ để từ từ vậy. Vì Diệp Phàm có tính toán khác nên cũng không vội. Người nhà Cố gia hành động quả thực rất nhanh. Chiều ngày hôm sau đã có người có địa vị cao nhất đến Thủy Châu bên này chào hỏi rồi. Vì thế, bản án liên quan như Cố Nhất Võ chủ mưu và xui khiến người khác điển thủ tiền. Được Ủy ban Kỷ luật tỉnh chuyển giao cho tỉnh Nam Phúc. Buổi sáng ngày thứ ba, Lão Hạ đã làm thủ tục chuyển giao. Tuy nhiên, cao thủ mà Cố gia mời đến lần này cũng hơi bị mất hiệu lực. Kiểm sát trưởng tỉnh Nam Phúc tên là Hoa Bắc Thạch. Con trai Hoa Tiêu Diêu của người này có quan hệ thân thiết với Lô Vĩ Nhất. Bên này Diệp Phàm sớm đánh tiếng với Lô Vĩ, hơn nữa còn đích thân cùng Lô Vĩ đi thăm hỏi kiểm sát trưởng Hoa Bắc Thạch. Cho nên thái độ của đồng chí Hoa Bắc Thạch lần này cứng rắn chưa từng thấy, không cho vị cao nhân mà Cố gia mời đến có chút thể diện nào. Hơn nữa, tỉnh sau khi tiếp nhận vụ án này cũng hành động rất mau lẹ, đã làm rõ ràng chân tướng sự việc một cách rất nhanh chóng rồi trình lên tòa án tỉnh. Nếu tòa án tỉnh nghiêm khắc phán xét theo luật pháp thì Cố Nhất Võ nhất định sẽ phải ăn cơm tù trong 2 hay 3 năm rồi. Tuy nhiên, hiển nhiên là sau khi nhận được sự thăm hỏi của đồng chí cấp trên có máu mặt, tòa án tỉnh cũng mềm mỏng hơn. Sau vài ngày đã thả ra, bọn họ muốn để mặc chuyện này như để lâu cứt châu hóa bùn, không ai truy cứu nữa. Buổi tối, Diệp Phàm thăm hỏi Tề Chấn Đào. Thứ nhất là muốn nhờ ông ta ra tay dàn xếp tòa án tỉnh. Thứ hai là bẩm báo qua với ông ta về chuyện đi Hải Đông, để đến lúc thảo luận chuyện này cũng có được sự ủng hộ từ ông ta. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm,
Tề Chấn Đào tức giận hắng giọng nói. Thằng nhóc này bây giờ có bản lĩnh rồi phải không? Bản lĩnh, lời này là có ý gì thưa chú Tề? Cháu mà dám có bản lĩnh trước mặt chú Tề sao? Diệp Phàm giả bộ vô dụng như hòa thượng Trương Nhị, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tề Chấn Đào. Giả vờ, lại còn giả vờ. Tề Chấn Đào liếc xéo Diệp Phàm một cái, nói sẵn nhưng vẫn chỉ vào cái ghế trúc có thể nằm, ra hiệu Diệp Phàm ngồi xuống trò chuyện tiếp. Cháu thật sự không hiểu, thưa chú Tề. Xin chú chỉ bảo cho một chút. Diệp Phàm khẩn trương nói. Chuyện Hải Đông là thế nào? Cậu đừng nói với tôi là cậu không làm gì mà cấp trên vì nhìn thấy thành tích, tài năng của Diệp Phàm cậu nên mới chọn cậu nhé. Chính vì thế mà tôi nói đồng chí Diệp Phàm cậu có bản lĩnh. Không ngờ lại có thể làm cho cấp trên thấy được tài năng, thành tích của cậu một cách rõ ràng, Diệp lão đại thật là giỏi đấy. Tề Chấn Đào nói với giọng điệu châm chọc. Chuyện này cháu thật sự chưa từng nói với cấp trên, bởi vì căn bản là cháu không dám đề cập đến chuyện này. Nói đến đây, Diệp Phàm nhìn Tề Chấn Đào một cái và nói tiếp. Chú Tề thử nghĩ mà xem, thời gian cháu đến Thủy Châu nhậm chức còn không đến một năm, kinh nghiệm và tuổi tác đều còn non nớt. Diệp Phàm vừa mới nói đến đây, Tề Chấn Đào đã cắt lời. Cậu còn biết tự lượng sức mình đấy, xem ra còn chưa hồ đồ. Điều cháu hiểu rõ ràng nhất chính là bản thân mình, hơn nữa, chuyện này cháu lúc đầu còn tưởng rằng là bố vợ tương lai của cháu nhắc đến. Lần đến ăn cơm ở Đại viện Kiều Gia, cháu có thuận miệng nhắc đến chuyện này, bố vợ cháu đã trực tiếp lắc đầu, hơn nữa còn nói ông ấy không đồng ý chuyện đi Hải Đông. Việc này thật kỳ lạ, cháu cũng không hiểu ra sao cả. Diệp Phàm nói, quái lạ thật, trưởng ban Kiều cũng nói là kỳ lạ, vậy chuyện này đúng là quái lạ thật. Tề Chấn Đào cũng có chút mơ hồ, nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Không phải là Phượng Gia ở thủ đô âm thầm ra tay giúp cậu đấy chứ? Chắc là không phải đâu, gần đây cháu còn chưa đi thăm Phượng Gia. Bọn có hảo tâm làm chuyện tốt như vậy mà còn giấu tên sao? Phượng Gia là gia đình như thế nào, chẳng lẽ chú Tề lại không rõ? Diệp Phàm nói. Thằng nhóc này nói cũng có lý, chuyện lạ rồi đây. Chắc chắn là Phí Gia khơi mào rồi. Xem ra, Phí Gia và cậu quan hệ rất sâu sắc. Nhưng Phí Gia bảo cậu đi Hải Đông thì chứng minh cục diện Hải Đông có chút rối rắm rồi. Cho nên, lần này cậu xuống đó, gánh trên vai trọng trách cũng không nhẹ đâu. Tề Chấn Đào nhíu mày nói. Cháu cũng không rõ lắm, nhưng hôm qua có người nhắn nhủ ý tứ đến, nói đây là ý của bí thư Phí, cho nên còn nhờ chú Tề khi nào mở hội nghị thường vụ thảo luận thì có thể trợ giúp một phen. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Tề Chấn Đào một cái, nói. Xem ra, thật sự là ý của bí thư Phí rồi, tuy nhiên có chút không hợp với lẽ thường. Người nhà Phí ra ánh mắt tuyệt đối sẽ không mù mờ, bọn họ sao có thể làm những chuyện bị người ta chỉ trích như thế này. Cậu mới được bao nhiêu tuổi, làm chủ tịch thành phố Hải Đông, thật không thể tin nổi. Phí ra làm như thế, lẽ nào không sợ mọi người phê phán Phí ra một tay che trời sao? Tề Chấn Đào còn có chút nghi hoặc. Việc này cũng không phải do cháu nói. Có lẽ bí thư Phí làm như vậy là có lý lẽ riêng của ông ấy. Biết đâu bảo cháu đến Hải Đông để kích thích tinh thần của lãnh đạo địa phương một chút. Bọn họ đều biết cháu là người rất dễ bị kích động, tính khí không tốt. Diệp Phàm thuận miệng buông lời nói dối, đương nhiên không thể nói ra là chủ tịch Trấn Sơn Hà vì bù đắp cho mình đã lập chút công lao ở tổ đặc nhiệm A và còn dẹp yên đám người lang phá thiên nữa. Cũng có thể. Tề Chấn Đào gật đầu, nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói. Thằng nhóc này chắc không phải đến vì chuyện này đấy chứ. Thực ra dù cậu không đến thì tôi và Lão Thiết, Lão Đoạn chắc chắn quyết định ủng hộ cậu. Ha ha, việc này cháu hiểu. Chú Tề là ai, còn cần cháu phải bẩm báo sao? Đương nhiên còn có một việc nhỏ cháu muốn phiền chú Tề một chút. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Việc nhỏ. Thằng nhóc như cậu sẽ đến tìm tôi vì một việc nhỏ sao? Nói dối cũng không biết đường nói. Việc này, khẳng định là cậu không có cách nào làm được nên mới đến nhờ Tề đại pháo tôi phải không nào? Tề Chấn Đào trêu chọc cười nói. Chính là chuyện phó chủ tịch thành phố Thủy Châu Cố Nhất Võ. Diệp Phàm dù sao cũng có dự định nói hết với Tề Chấn Đào một lượt. Chuyện này của cậu quả thật có chút phiền toái, tôi thấy như thế. Nói chung, tòa án vẫn là do Đảng ủy Công an tỉnh quản lý. Tề Chấn Đào nói, liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Chương 1632, quyền lợi của Phó Tư lệnh Diệp.
cháu đã quên nguồn gốc của chuyện này rồi. Diệp Phàm cười nói tào lao vài câu đã muốn cáo từ. Tề Chấn Đào cũng nhíu mày lại, hỏi. Diệp Phàm, đám Tề Thiên phải chăng đã xảy ra chuyện rồi? Xảy ra chuyện, không thể nào. Tề Thiên đang yên ổn như vậy thì có thể gặp chuyện gì được. Diệp Phàm giật mình, biết Tề Chấn Đào đã cảm giác được điều gì. Tuy nói tổ đặc nhiệm A là tổ chức cơ mật nhất nhưng nếu Tề Thiên nhàn rỗi quá, chỉ e lại đi buôn chuyện khiến Tề Chấn Đào nhận ra một số manh mối. Gần đây Tề Thiên hình như nhàn rỗi quá, nhàn đến nơ người ra. Thằng nhãi này có việc giấu tôi đã hỏi mà nó không chịu nói. Chỉ nói là lần trước tham gia hoạt động đặc biệt gì đó nên bây giờ tổng bộ phê chuẩn cho nó nghỉ ngơi. Dù thế nào tôi cũng không tin báo săn có thể dỗi hơi đến như vậy mà phê chuẩn cho nó nghỉ phép, trước kia đều bận đến mức mông không dính đất được cơ mà. Đến ngay cả vợ mình, nó cũng còn không có thời gian ở bên cạnh nữa, bỗng nhiên được nhàn dỗi đến mức ngày ngày ôm vợ rồi. Chuyện lạ đấy. Tề Chấn Đào nói, còn ánh mắt ngầm nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Bởi vì ông ta biết bí mật của Tề Thiên thì Diệp Phàm biết được đến 80%. Có thời gian nghỉ ngơi không phải là rất tốt sao, ôm vợ lâu thì có thể sẽ sinh cháu cho chú bé, chẳng phải là càng tốt sao. Hơn nữa, vinh hạnh này có thể là do lãnh đạo báo săn suy xét đến chuyện cậu ấy luôn nỗ lực công tác. Cho nên lần này thả cho nghỉ phép dài hạn, chăm sóc tốt cho Diệp Thu một chút. Bằng không, bà xã không ai chăm sóc cũng không tốt phải không nào. Diệp Phàm cười nói, muốn làm đỏ đen lẫn lộn. Nghỉ ngơi là chuyện tốt, tuy nhiên, đàn ông có sự nghiệp của đàn ông. Nghỉ ngơi trong thời gian dài quá ắt sẽ sinh lười nhác rồi thì làm sao công tác tốt được. Tề Chấn Đào hừ một tiếng, nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Cậu không cần giả vờ ngây ngô để qua mặt tôi đã sớm tìm hiểu rõ ràng rồi. Tề Thiên không còn công tác ở báo săn rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ cậu còn giấu giếm chú Tề hay sao? Tề Chấn Đào tôi vẫn còn tỉnh táo. Nhưng nếu không phải thì cậu hãy nói cho tôi biết, nếu không thì đã quá thất đức rồi, chú Tề đây cũng chưa từng bạc đãi cậu. Chú Tề, chú hiểu lầm rồi. Chuyện của Tề Thiên cháu cũng biết một chút. Khi chấp hành nhiệm vụ bí mật lần trước bị thương nhẹ nên Tề Thiên vẫn đang tĩnh dưỡng. Cháu nghe anh Thiết nói là ban lãnh đạo tổng bộ rất khen ngợi cậu ấy. Cho nên không phải như thế đâu mà là điều chỉnh cương vị công tác cho Tề Thiên. Trong khoảng thời gian này, rốt cuộc ban lãnh đạo tổng bộ có chỉ thị đi đến chỗ nào không thì cháu thật sự không rõ lắm. Diệp Phàm nói nửa thật nửa giả. Điều chỉnh công tác thì không có gì ngạc nhiên, tuy nhiên, tôi phát hiện vẻ mặt của Tề Thiên hơi là lạ, không phải là phạm phải sai lầm gì nên bị phạt, sau này không được công tác ở báo săn nữa, chắc là còn phải bị xung quân đến xó xỉnh chó ăn đá. Gà ăn sỏi nào đó công tác rồi chứ. Những chuyện như thế này ở trong quan trường nhìn mãi quen mắt, ở quân đội cũng không phải chuyện mới mẻ gì, ở đâu cũng có. Nếu thật sự không ổn thì chắc phải chuyển đến quân đội bình thường, hoặc là phải chuyển nghề quay về địa phương công tác. Ít nhất cũng còn có tôi để ý nên sẽ thuận lợi hơn. Tề Chấn Đào vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chuyện này liên quan đến tiền đồ của con trai nên ông ta đương nhiên phải quan tâm. Hơn nữa, Tề Chấn Đào là lãnh đạo lão thành, việc này, ông ta cũng đoán được 8-9 phần. Như thế này đi chú Tề, cháu sẽ nhờ anh Thiết hỏi lại một lần nữa. Nếu sự thực đúng như vậy thì không cần chú Tề phải lên tiếng, bọn cháu cũng sẽ tự nghĩ cách. Nếu không phải như vậy thì là bình thường, thực ra chuyện tổ chức đó chú cũng nghe thấy là không thể tùy tiện rút lui được. Hơn nữa có thể gia nhập cũng là một chuyện vinh quang, và lại Tề Thiên cũng thích ở đó. Chú ép cậu ấy rút lui. Biết đâu cậu ấy sẽ trở mặt với chú thì sao? Diệp Phàm khuyên nhủ. Vậy được, cậu tìm hiểu trước rồi lập tức gọi điện thoại cho tôi. Về chuyện của Cố Nhất Võ thì cậu hãy đến chỗ bên Lý Sương Hải trước. Nếu không ổn thì tôi sẽ gọi điện thoại giúp cậu. Nếu vẫn không xong thì hãy gọi điện thoại cho Lão Thiết, hắn là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Về phương diện chấp pháp thì sức ảnh hưởng còn mạnh hơn tôi nhiều lắm. Tề Chấn Đào nói. Thấy thời gian vẫn chưa muộn nên Diệp Phàm đi sang nhà của Lý Sương Hải. Tuy nhiên, lần này hiển nhiên là đã có người sớm đánh tiếng với Lý Sương Hải, gã cũng mang vẻ mặt khó coi nói. Bí thư Diệp, việc này là chuyện của Tòa án Nhân dân. Tuy rằng tôi là bí thư công an đảng ủy nhưng cũng không tiện can thiệp vào công tác bình thường của tòa án phải không nào. Nếu tòa án tỉnh không công bằng thì bí thư Lý sao có thể không can thiệp được. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói.
việc này còn cần điều tra phải không nào? Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, nếu các anh cho rằng tòa án tỉnh không công bằng thì hoàn toàn có thể kháng án lên tòa án nhân dân tối cao. Lý Sương Hải bất ngờ lửng lơ con cá vàng. Diệp Phàm biết rằng, nói tiếp cũng vô dụng, quan hệ của mình và Lý Sương Hải cũng không tốt cho lắm, chỉ có thể coi là quan hệ vì chút lợi ích thôi. Nếu có ích lợi trao đổi thì có lẽ Lý Sương Hải mới có thể hành động. Không có lợi ích khiến gã ngả lòng nên lúc này Lý Sương Hải đều toàn nói càn. Cho nên, Diệp lão đại trong lòng cứ việc phẫn nộ, khinh bỉ con người của gã nhưng không có cách gì, mấy câu sau chỉ thuận miệng hỏi thăm gia cảnh của Lý Sương Hải. Diệp Phàm gọi điện thoại cho Thiết Thác, anh ta nói đã sớm biết từ trước rồi, hơn nữa còn nói rằng việc này anh ta nắm chắc rồi. Nếu tòa án tỉnh không tuân theo luật pháp xử cố Nhất Võ thì anh ta sẽ tự mình ra tay. Thiết Thác và kiểm sát trưởng Hoa Bắc Thạch trên tỉnh liên kết thúc ép, tòa án tỉnh đồng ý đẩy nhanh tiến độ điều tra, cố gắng trong thời gian nhanh nhất sẽ phán xử vụ này. Diệp Phàm đi tới căn cứ Vịnh Lam Nguyệt. Đây là lần Diệp Phàm từ sau khi nhận lệnh của quân ủy trở thành tư lệnh của căn cứ Vịnh Lam Nguyệt, đi đến Vịnh Lam Nguyệt lần thứ hai. Lần trước là cùng lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu và lãnh đạo quân ủy đi xuống để tuyên bố bổ nhiệm, sau khi đến vội vội vàng vàng ăn cơm rồi đi ngay. Lần này xuống đây tất nhiên là để giải quyết chuyện của Kiều Thế Hào ở quân khu Việt Châu và sư đoàn Hồng Kiếm muốn dùng sân huấn luyện của báo săn. Kiều Thế Hào có chút sốt sắng, ngay cả Kiều Hoành Sơn cũng gọi điện dục Diệp Phàm hai lần. Trước kia Diệp Phàm không có quyền hành trong tay, chắc là nói xin hộ với đồng chí Trịnh Phương ban lãnh đạo báo săn không ăn thua gì. Lần này sử dụng tinh chất thịt chăn xanh để bào chế ra hai viên thuốc lôi âm cửu long hoàn, Diệp Phàm tin rằng thể nào Trịnh Phương cũng ngã lòng. Tư lệnh Diệp, cậu quả là người bận công to việc lớn đấy, ha ha ha. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, tư lệnh căn cứ Lâm Hoành đã vươn bàn tay to lớn ra, cười nói. Đương nhiên phải bận rộn rồi, tư lệnh Diệp còn quản lý hơn triệu nhân khẩu của khu Hồng Liên cơ mà. So với thủ trưởng của quân đoàn tôi đây thì mấy triệu binh lính cấp dưới khí thế hơn nhiều lắm. Đồng chí Hầu Bình của tập đoàn quân thứ hai cũng vui tươi hớn hở pha trò cười. Tư lệnh Lâm. Quân đoàn trưởng Hầu cứ nói đùa, nói về cấp bậc kinh nghiệm và tuổi tác, hai vị đây đều là lãnh đạo của tôi. Nhưng gần đây thật sự là bận rộn, các anh cũng nghe nói qua rồi, công việc của địa phương rất phiền phức, so với việc của quân đội thù các phức tạp. Chuyện dân chúng ăn uống rồi gây sự cũng kéo tới tìm chính quyền chúng tôi, ngay cả chuyện ký túc xá quân đội làm không tốt, chính quyền khu Hồng Liên cũng phải xử lý. Diệp Phàm cười nói. Sai rồi, sai rồi. Hầu Bình đột nhiên chỉ tay vào Diệp Phàm phá lên cười. Sai cái gì, không sai mà. Diệp Phàm có chút ngơ ngác, không biết sai ở chỗ nào. Tư lệnh Diệp, anh sai thật rồi. Anh nghĩ thử xem anh bây giờ giữ chức vụ gì. Lâm Hoành nháy mắt Diệp Phàm một cái, thản nhiên cười nói. Tư lệnh viên của căn cứ Sư A mà, hình như còn mang cái chức cố vấn đặc biệt của Bộ Tổng Tham mưu hữu danh vô thực gì đó nữa. Thực ra, những chức đó đều là hư danh thôi, tôi là một tư lệnh lười nhác chẳng quản chuyện gì. Thật ngại quá, còn chuyên lĩnh lương mà không chịu làm việc như thế này. Diệp Phàm cười, giải thích nói. Vì thế anh sai rồi thì chính là sai thôi rồi, tập đoàn thứ hai chúng ta do căn cứ quản lý. Cho nên nếu tính ra thì anh là lãnh đạo của tôi, hơn nữa, anh còn đảm nhiệm chức cố vấn đặc biệt của Bộ Tổng Tham mưu. Nói anh là lãnh đạo của tư lệnh Lâm cũng không ngoa. Anh là thủ trưởng từ Bộ Tổng Tham mưu xuống mà, chuyện copy từ. Hầu Bình vừa cười vừa nói. Tôi nói này, quân đoàn trưởng Hầu, không thể giải thích như vậy được. Tư lệnh Lâm là viên tư lệnh hàng trung tướng, là thủ trưởng cao nhất của Vịnh Lam Nguyệt chúng ta. Anh bảo một thiếu tướng nhỏ nhoi như tôi trèo lên đầu tư lệnh Lâm, thật chẳng phải là không ngửi được hay sao? Cái hư danh của Bộ Tổng Tham mưu kia căn bản không là gì hết. Nếu có là gì thì cũng chỉ là cố vấn đặc biệt chuyên đi lau nhặt bóng thôi. Cũng là cố vấn nhưng so với cố vấn chân chính thì còn khác xa. Giờ hãy nói về anh đi, anh tuy nói đóng ở Vịnh Lam Nguyệt, nhưng anh là bộ đội trực thuộc Đại quân khu Lĩnh Nam. Muốn quản lý thì cũng phải là tư lệnh Kiều đến quản, còn tư lệnh Lâm dù sao cũng là lãnh đạo công tác của anh. Tôi thì không thể được, chỉ có thể mang cái danh hiệu tư lệnh của căn cứ Sư A thôi. Ha ha, không nói nữa. Không nói nữa. Lâm Hoành xua xua tay, nét mặt liền trở lại bình thường, nói với Diệp Phàm. Đồng chí Diệp Phàm, công việc của anh rất nhiều, chúng tôi cũng biết điểm này.
nhưng anh là tướng mà quân ủy bổ nhiệm, dù sao cũng phải làm chuyện gì đó cho quân đội phải không nào? Chính anh cũng nói không thể chỉ lấy lương mà không làm việc phải không nào? Cho nên trong một số trường hợp đặc biệt, căn cứ quyết định anh chuyên tâm phụ trách cùng báo săn điều phối một số công tác. Được ạ, thưa tư lệnh Lâm, tôi xin phục tùng quyết định của chính quyền căn cứ đảng ủy. Diệp Phàm đứng lên rồi chào theo nghi thức quân đội, vẻ mặt trang trọng nói. Đây là phương án kế hoạch liên quan đến việc mượn sân huấn luyện của báo săn mà Ban huấn luyện tác chiến bộ Tổng tham mưu mới gửi xuống gần đây. Sau này hãy trò chuyện với người phụ trách Trịnh Phương của báo săn về chuyện này. Mặc kệ như thế nào, dù sao gần đây báo săn cũng thực sự cần sân huấn luyện, nhưng các quân đội khác cũng cần vậy. Hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ, bớt chút thời gian cho anh em bộ đội quân khu sử dụng một chút. Tư lệnh Lâm vẻ mặt nghiêm túc, nói. Được, tôi sẽ xem qua trước. Diệp Phàm tiếp nhận tài liệu. Dương Trì, anh dẫn tư lệnh Diệp văn phòng đi. Lúc này, Lâm Hoành gọi với ra ngoài. Dương Trì là thư ký riêng của Diệp Phàm ở Bộ Tổng Tham mưu, bây giờ đã được điều chuyển đến Vịnh Lam Nguyệt, chuyên môn phụ trách công tác liên lạc của Diệp Phàm. Dương Trì khá thật, còn được thăng thiếu tá nữa. Diệp Phàm cười ha hả, giơ tay vuốt vuốt quân hàm thiếu tá của Dương Trì. Báo cáo thủ trưởng, tất cả những điều này đều là nhờ công của thủ trưởng. Nếu không có thủ trưởng, Dương Trì vẫn chỉ là một thượng úy. Dương Trì đứng nghiêm, vô cùng cung kính chào theo nghi thức quân đội. Ha ha, đây chính là kết quả của sự cố gắng của cậu, tôi chỉ giúp thêm một chút mà thôi. Chỉ nói vài câu thôi mà, không cần cảm ơn. Diệp Phàm thản nhiên cười, không lâu sau, hai người đi tới văn phòng. Việc này thật sự làm khó cho đồng chí Diệp Phàm, hai. Lâm Hoành nhìn theo bóng dáng Diệp Phàm đã đi xa, không kìm nổi thở dài nói. Chương 1633, quyền hạn của anh không thể vào được. Hai, có biện pháp gì? Lỗ Tiến và Bộ Tổng Tham mưu quan hệ ngày càng căng, hơn nữa, gã Lỗ Tiến này hoàn toàn không giống với Trấn Đông Hải. Phong cách làm việc, phương pháp công tác, thái độ với người khác đều không giống. Báo săn bây giờ đều thay đổi tất cả cán sự đến tận đáy rồi. Những người có quan hệ thân thiết với Diệp Phàm như Trương Cường, Tề Thiên đều bị lạnh nhạt chuyển đi một cách vô duyên vô cớ, nghe nói bây giờ vẫn đang ăn trực nằm chờ. Lại nói đến gã Lỗ Tiến này thỉnh thoảng cũng có phần quá cứng nhắc, vì sĩ diện mà để mất đi đại cục. Hầu Bình bình thản nói. Ha ha, anh có thể tha thứ dễ dàng cho những cấp dưới đã từng liên kết lại gây khó dễ cho mình sao? Lâm Hoành cười khoan dung, nhìn Hầu Bình bằng ánh mắt ôn hòa. Đứa nào dám chứ, dám tạo phản hay sao? Đồng chí Hầu Bình đột nhiên trợn mắt. Vậy là đúng rồi, anh phải chú ý thay đổi lập trường mà suy nghĩ mới đúng chứ. Lỗ Tiến kết oan ra với Diệp Phàm. Hiển nhiên sự việc lần trước có liên quan đến Diệp Phàm rồi. Lâm Hoành tôi không thể không khâm phục, Diệp Phàm quả là có tài, không ngờ có thể làm cho ủy viên quân ủy, đường đường là thủ trưởng cao nhất của tổ đặc nhiệm A Lỗ Tiến phải ngầm cúi đầu nhận thua. Lẽ dĩ nhiên, hậu quả chính là mấy đồng chí tốt của Diệp Phàm bị mời vào lãnh cung ngay. Nhưng tôi tin rằng bọn họ ăn trực nằm chờ cũng không lâu đâu. Dù sao, tổ cũng chẳng có bao nhiêu nhân tài, mấy người này đều là tinh hoa của tổ. Không thể nào lạnh nhạt mãi được. Lỗ Tiến sắp xếp như thế, đơn giản là tạm thời làm cho bọn họ giảm bớt tính chống đối đi. Sau này khi làm nhiệm vụ thì bọn họ có thể cứ như thế mà làm. Chỉ có điều, sau này chắc là mấy người bọn họ sẽ nhận những nhiệm vụ nặng nề có nhiều áp lực hơn thôi. Lâm Hoành thản nhiên nói. Anh nói là làm vật hy sinh à. Hầu Bình liếc nhìn tư lệnh Lâm một cái, nói. Ha ha, anh hiểu sai rồi. Tổ chỉ có mười mấy người tinh nhuệ, mỗi người đều là anh hùng, là tinh hoa của quốc gia. Mất đi một người bất luận là ai đều chính là tổn thất lớn của quốc gia, sao có thể làm vật hy sinh được. Đơn giản là cử đến nơi có điều kiện rất gian khổ làm việc thôi, nào còn được thoải mái ở báo săn tại Thủy Châu, hơn nữa, quyền lực rất lớn, cuộc sống tất nhiên ung dung hơn nhiều. Nhiệm vụ của tổ nặng nề nhưng cũng không phải quá nhiều. Chắc là có những đồng chí đến 2 năm mà còn không quá một lần làm nhiệm vụ. Đương nhiên, nhiệm vụ của tổ đều là đại sự, chúng ta không thể so bì được. Lâm Hoành thản nhiên lắc lắc đầu. Anh chàng Diệp Phàm này thực ra rất cừ, Tổng tham mưu trưởng Tống đều đem những chuyện khó giải quyết giao cho hắn, thật sự là quá khó giải quyết. Đến lúc Trịnh Phương không nhường bộ Diệp Phàm mà Diệp Phàm vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ. Điều này,
kết quả không thể tưởng tượng được đâu. Nếu đổi lại trước kia khi Diệp Phàm còn công lực, Trịnh Phương có lẽ sẽ sợ hắn. Bây giờ ý à, trước khác nay khác. Diệp Phàm, nói khó nghe thì chẳng qua chỉ là một phế nhân thôi. Tôi lại có chút lo lắng hắn chịu không nổi tính khí của Trịnh Phương, đến cuối cùng hai người lại đánh nhau thì phiền phức to. Đến khi ấy tin thủ trưởng báo săn đấu đá với vị tướng của bộ tổng tham mưu thì thật đáng chê cười. Cứ như vậy, nhất định có thể gia tăng mâu thuẫn của tổ với bộ tổng tham mưu. Hầu Bình vẻ mặt lo âu. Ha ha, không đáng sợ như tưởng tượng của anh đâu, lòng dạ của tổng tham mưu trưởng Tống và Lỗ Tiến có xung đột thì chúng ta sẽ không thể đoán trước được đâu. Nếu như bọn họ xung đột với nhau thì đã không thể trở thành nhân vật có máu mặt ở trong quân ủy như bây giờ. Mâu thuẫn nhỏ là có, nhưng phương hướng giải quyết thì tuyệt đối không thành vấn đề. Đối diện với cục diện quân sự, phương diện chiến lược toàn cục thì hai vị chủ tịch sẽ cùng duy trì sự nhất trí thôi. Điểm này căn bản là anh không cần lo lắng. Còn chuyện Diệp Phàm và Trịnh Phương có đánh nhau không, điều này cũng có thể. Trịnh Phương tuy nói lão thành, nhưng ông ta có lập trường của riêng mình. Diệp Phàm tuổi trẻ, cậu ta cũng có nhiệt huyết của riêng mình. Hơn nữa, điều rất quan trọng là Diệp Phàm từng là thủ trưởng tối cao của báo săn, đây chính là điểm mấu chốt. Nói đến đây, Lâm Hoành nhìn Hầu Bình một cái, nói. Anh nói xem Trịnh Phương có thể nào không nể mặt Diệp Phàm hay không? Không thể nào, mặt mũi của anh và tôi trước mặt Trịnh Phương mà nói thì đều giống như tờ giấy trắng. Diệp Phàm tuy từng làm ở tổ nhưng hắn và Trịnh Phương hình như còn chưa từng chạm mặt nhau. Nếu bàn về phương diện giao tình mà nói thì chắc là còn không quen biết với Trịnh Phương nhiều bằng chúng ta. Hầu Bình một mực lắc đầu, nhìn Lâm Hoành một cái, nói. Cho nên, tôi mới có chút lo lắng này. Đến lúc Diệp Phàm vì muốn hoàn thành nhiệm vụ sẽ gây ra cái gì, không khéo lại thành cuộc chạy đua giữa hai tập thể. Cứ lẳng lặng mà xem tình hình thôi. Nếu hai người thật sự làm ầm ĩ lên thì hai người chúng ta càng khổ hơn hai người họ. Việc khó nhằn dù sao vẫn cần có người đi làm phải không nào? Tư lệnh Lâm trên mặt lộ ra vẻ chua xót, thản nhiên cười cười. Có cách gì không, dù sao cũng phải hòa giải. Hầu Bình gật đầu, cũng cau mày lại. Sau khi xem xong tất cả tài liệu, Diệp Phàm trầm ngâm ngồi trên ghế xoay hồi lâu, thản nhiên hừ một tiếng nói. Có người dự đoán rằng quan hệ của tôi và Trịnh Phương sắp như sao chổi va vào trái đất. Ha ha, cũng có thể, bọn họ sẽ được mở rộng tầm mắt, trong thời khắc mấu chốt của việc tái cơ cấu tổ nòng cốt số 8 này, một viên thuốc cửu long hoàn chính là một cao thủ của tổ. Trịnh Phương có thể chịu được sao? Tôi tin chắc rằng, hắn nhất định sẽ phải cúi đầu. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng hiểu được, cháu phải húc vòng quanh, việc cũng phải xử lý dần dần từng chuyện một. Yêu cầu Trịnh Phương ngay lập tức phải thu xếp huấn luyện bộ đội đặc chủng cho mình là không thể nào. Cho nên chuyện cần giải quyết trước mắt chính là chuyện sư đoàn hồng kiếm của Kiều Hoành Sơn, bởi vì Kiều Hoành Sơn đã đồng ý trước mặt mình rằng nếu đi Hải Đông thì hắn sẽ đích thân đi đánh tiếng với tư lệnh quân khu thành phố Hải Đông. Về thành phố Hải Đông thì đến bây giờ Diệp Lão Đại vẫn chưa hiểu mô tê gì, bởi vì hắn cảm giác thời gian chuyển sang Hải Đông chắc là còn mấy tháng nữa. Sớm nhất chắc là cũng phải đợi đến đầu tháng 1 sang năm. Ít nhất, tính đến thời điểm mình đến làm tại khu Hồng Liên cũng được một năm rồi. Diệp Phàm mang theo giấy tờ tài liệu vào căn cứ của tổ nòng cốt số 8, tuy nhiên đến cổng Sơn Động cũng bị thiếu úy gác cổng ngăn giữ lại. Thấy Diệp Phàm cả người mặc thường phục nhưng thiếu úy giữ cổng biết những nhân vật có thể đi lung tung ở căn cứ thường có lai lịch khá lớn. Bởi vì, căn cứ Vịnh Lam Nguyệt là không có mấy người ăn mặc thường phục ra ra vào vào. Bình thường đều là màu xanh của quân phục. Cho nên, vị thiếu úy kia vẫn khá lễ phép, chào một cái theo nghi thức quân đội trước rồi nói. Thưa thủ trưởng, xin hãy xuất trình giấy thông hành. Giấy thông hành. Diệp Lão Đại miệng thì thào ba chữ này, có chút bối rối, nếu là trước kia thì mình chỉ cần một cuộc điện thoại là qua được. Trương Cường và Tề Thiên đã sớm cong đít chạy đến, nhưng trước khác giờ khác, Diệp Phàm tự chế giễu một câu. Thuận tay đưa giấy chứng nhận từ trong xe ra, miệng nói. Cái này chắc là được rồi. Bởi vì vừa nãy khi vào căn cứ báo săn, giấy chứng nhận của phó tư lệnh cũng có tác dụng. Gã thiếu úy sau khi nhận liền cẩn thận lật lên xem, không lâu sau, trên mặt toát lên vẻ khiếp sợ, lại khó hiểu liếc nhìn Diệp Lão Đại một cái, chắc là vì Diệp Lão Đại trẻ tuổi quá. Gã này đứng thẳng tắp, lại chào một cái theo nghi thức quân đội trước rồi nói. Tư lệnh Diệp. Giấy chứng nhận của anh có thể đi vào căn cứ báo săn,
nhưng đây là khu vực quân sự cấm, quyền hạn của anh không thể đi vào. Của tôi, quyền hạn của tôi không thể đi vào. Diệp Phàm giật mình đánh thót, chợt nhớ ra mình bây giờ đã mất đi thân phận ở tổ. Thời điểm trước kia, bản thân mình là đại soái của tổ nòng cốt số 8, tất nhiên có thể tự do đi vào nơi đóng quân. Còn bây giờ, Vịnh Lam Nguyệt này chắc chỉ có một mình Tư Lệnh Lâm có thể tự do ra vào, còn Hầu Bình muốn tự do đi vào trung tâm của tổ nòng cốt số 8 là không có khả năng. Đồng chí Tiểu Diệp lập tức cảm thấy có chút mất mát, quyền lực trên người dường như cảm thấy không có ý nghĩa gì, giống như bị mất đi quyền lực một cách nhanh chóng mặt nên Diệp Lão Đại vẫn còn khá buồn bực. Vốn định quay lại tìm Lâm Hoành làm tờ giấy chứng minh, nhưng sau khi ngẫm nghĩ một chút, Diệp Lão Đại thản nhiên cười nói với Viên Thiếu Úy. Anh hãy gọi điện thoại cho đồng chí Trịnh Phương báo một cái tin, nói là có đồng chí Diệp Phàm đến thăm. Điều này, Trịnh tướng quân rất bận rộn ạ. Gã thiếu úy nhất thời do dự, có chút chần chừ. Hừ. Diệp Lão Đại tức giận, hừ lạnh một tiếng nhìn chằm chằm gã thiếu úy. Tay thiếu úy bị ánh mắt tóe lửa của Diệp Phàm thúc ép, cuối cùng phải gật đầu, đi gọi điện thoại xin chỉ thị. Không lâu sau, tay thiếu úy đã trở lại. Lại chào theo nghi thức quân đội lần nữa, cúi người nói. Tổ trưởng Trịnh có lời mời. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng vào được. Không ngờ Diệp Phàm tôi lại có ngày ra nông nỗi này, đến căn cứ của tổ đặc nhiệm A cũng không vào được. Lỗ Tiến chết tiệt đã gạt Trương Cường ra. Diệp Lão Đại ở trong lòng tức tối chửi một câu, lái xe đi vào. Trịnh Phương khoảng 50 tuổi, mặt vuông góc cạnh, mặc cả cây trang phục thiếu tá rất phẳng phiu, trông rất có tướng làm quan to. Người này vẻ mặt uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế chủ tọa ở phòng khách nhỏ bên ngoài phòng làm việc, vị trí này từng là của Diệp Lão Đại. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện đã không còn tấm da cáo trải lót đệm nữa, thay vào đó chính là cái đệm bằng tấm da sói, chắc là hàng giả da vì sói là loài động vật được quốc gia bảo vệ. Song cũng không loại trừ khả năng tấm da sói kia là hàng thật, vì những nhân vật như thế này, chắc là đến da gấu trúc ở Tử Đô còn có thể kiếm được, da sói đã là cái gì? Anh thật sự muốn làm sói nhỉ? Diệp Phàm oán thầm, liếc mắt nhìn đồng chí Trịnh Phương một cái. Tư lệnh Diệp ngồi đi. Trịnh Phương chỉ vẫy vẫy tay, không hề có ý đứng lên. Xem ra tin đồn gã Trịnh Phương này thế lực lớn, rất ngạo mạn hẳn là thật rồi, dĩ nhiên hắn mới chính là chủ nhân của Vịnh Lam Nguyệt bây giờ. Diệp Phàm cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống, gác chân lên đùi rung rung vài cái trước mặt Trịnh Phương. Động tác này rõ ràng có một chút ý tứ khiêu khích người ta, Trịnh Phương quả nhiên nhíu mày, nhìn Diệp Phàm gác chân lên đùi một cái, nhưng vẫn không hé răng. Vừa nãy Tư lệnh Lâm có gọi điện thoại cho tôi, nói công việc của cậu chính là chuyên điều phối liên lạc của căn cứ bộ đội khác và báo săn. Trịnh Phương thản nhiên nói. Đúng vậy, cũng là lần thứ hai tôi trở lại căn cứ. Vừa rồi Tư lệnh Lâm cũng có nói qua nên tôi qua đây xem thế nào. Diệp Phàm thản nhiên nói rồi liếc nhìn Trịnh Phương một cái. Tư lệnh Diệp hẳn là không có chuyện gì thì không leo lên điện tam bảo, tin rằng cậu chắc phải đến vì chuyện gì đó. Bằng không, chỗ này của tôi đến hơn nửa năm mà cũng chưa từng thấy bóng dáng của Tư lệnh Diệp đấy. Trịnh Phương thản nhiên nói. Ha ha, quả là bị Trịnh đại soái đoán trúng rồi. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Ba chữ Trịnh đại soái này nói ra cảm giác không được tự nhiên. Bởi vì danh hiệu này trước đây từng chỉ thuộc về một mình Diệp đại soái mà thôi. Có việc gì xin cứ nói, tôi còn có rất nhiều việc khác phải làm gấp. Trận chiến ở núi Sương Bối, báo săn bị đả kích rất lớn. Còn tổ nòng cốt số 8 suýt chút nữa bị xóa sổ, đại soái như tôi thiếu chút nữa thành tư lệnh tay không rồi. Trịnh Phương nói những lời này có vẻ hơi thê thảm. Diệp Phàm hiểu được, Trịnh Phương cố ý nói thê thảm hơn một chút. Tổ nòng cốt số 8 trước mắt ít nhất còn có 10 người, gã nói những lời này là có mục đích. Chắc là gã đã đoán được mục đích mình tới đây là muốn mượn sân huấn luyện của báo săn nên vừa lúc Trịnh Phương có thể đem chuyện này ra để thoái thác. Không thể không nói, mỗi câu nói của Trịnh Phương đều xúc tích. Lão già này là một nhân vật khó chơi. Chương 1634, Diệp Lão Đại nổi cáu. Ha ha, chỉ có một chuyện nhỏ thôi. Sư đoàn Hồng Kiếm của quân khu Việt Châu cũng mới thành lập được vài tháng. Bọn họ muốn mượn sân huấn luyện của báo săn để tiến hành huấn luyện đặc biệt. Anh cũng biết, sư đoàn trưởng của sư đoàn Hồng Kiếm tên là Kiều Thế Hào, là con trai của đồng chí tư lệnh quân khu lĩnh Nam Kiều Hoành Sơn. Căn cứ Vịnh Lam Nguyệt này,
nói thẳng ra thì địa bàn của quân khu lĩnh Nam người ta phải không nào? Cho nên chúng ta không thể không nể mặt tư lệnh Kiều được. Căn cứ có thể bớt chút thời gian cho sư đoàn Hồng Kiếm, chẳng hạn như, khi các anh có thời gian rảnh thì nhường cho sư đoàn Hồng Kiếm luyện tập. Diệp Phàm thản nhiên nói. Xin lỗi, cậu cũng biết chuyện núi xương bối đấy. Trước mắt đám tân binh chúng tôi chiêu mộ được đang tập luyện gắt gao. Còn sư đoàn của tập đoàn quân thứ hai cũng đang tranh thủ phần lớn thời gian huấn luyện của chúng tôi, cho nên sân tập không còn thời gian trống cho sư đoàn Hồng Kiếm. Trịnh Phương nhìn Diệp Phàm một cái đầy ẩn ý, trực tiếp từ chối. Ha ha, vừa rồi khi vào đây tôi đã gặp qua sư trưởng Trấn Trung Lương rồi. Hắn nói gần đây vẫn chưa có sư đoàn nào có thể chen vào sân huấn luyện, hơn nữa còn nói rằng gần tháng nay cũng chưa thể vào sân huấn luyện của báo săn. Diệp Phàm thản nhiên hắng giọng nói. Đồng chí Diệp Phàm, lời nói này của cậu là có ý gì? Chẳng lẽ Trịnh Phương tôi đường đường là đại soái của tổ số 8 mà lại nói dối sao? Trịnh Phương có chút cáu giận, lạnh lùng nói. Tổ trưởng Trịnh sẽ không nói lời giả dối, nhưng tôi tin đồng chí Trấn Trung Lương cũng không nói dối. Hơn nữa, tôi vừa rồi cũng đã xem qua sổ ghi chép nhật trình huấn luyện. Diệp Phàm thản nhiên nói, dùng mắt nhìn chằm chằm Trịnh Phương. Đồng chí Diệp Phàm, hy vọng anh nói chuyện chú ý một chút. Ở đây là tổng bộ của tổ số 8, Trịnh đại soái không có thời gian nghe anh nói lung tung. Lúc này một đại úy đứng bên cạnh Trịnh Phương lên tiếng bênh chủ. Đồng chí này tên là gì? Diệp Phàm liếc xéo tên kia một cái, biết gã này cũng vừa mới chuyển đến tổ số 8, hẳn là cấp dưới thân tín của Trịnh Phương. Tôi tên Vương Khải, là sư trưởng quèn của báo săn, trước mắt tất cả công tác của báo săn đều do bản thân tôi phụ trách. Cho nên, về chuyện sân huấn luyện, tôi là người rõ ràng nhất. Vương Khải nhìn Diệp Phàm một cái, thản nhiên nói. Trong lời nói có ý khá kiêu ngạo. Vương Khải phải không? Diệp Phàm nhìn y, thản nhiên hừ một tiếng, đột nhiên đập bàn một cái mắng. Con mẹ mày tính cái quái gì? Còn là người phụ trách báo săn nữa, khi ông mày làm đại soái ở tổ số 8 thì mẹ con mày còn đang sống vật vờ ở cái xó xỉnh nào? Mẹ kiếp, ông đây và Trịnh đại soái đang nói chuyện, mày chõ mõm vào cái rắm. Cút ngay cho ông đây không muốn nhìn thấy mày. Diệp lão đại không ngờ lại có thể nổi điên lên, bởi hắn cảm thấy bị làm nhục khi Vương Khải nhìn mình như đang nhìn một thứ rác rưởi. Đồng chí Diệp Phàm, hãy chú ý một chút, đây là trụ sở của tổ số 8. Trịnh Phương mặt chữ điền cao có, gõ nhẹ xuống bàn nói. Mày chẳng qua chỉ là đồ phế thải, quát tháo cái rắm. Mẹ nó, cũng dám ngạo mạn ở báo săn của ông, ngạo mạn cái con cặc, tin hay không, ông lập tức gọi người ném văng mày ra ngoài. Vương Khải nổi điên, đứng lên chỉ tay vào Diệp Phàm mắng mỏ. Ngạo mạn cái đít, xem mày kiêu ngạo kìa. Diệp lão đại bốc hỏa lên tận đỉnh đầu, cầm lấy chén trà trên bàn ném đi. Tốc độ đó có thể so sánh với ném phi đao. Dù Vương Khải có thân thủ ngũ đẳng nhưng quá bất ngờ nên không phản ứng lại được, vội giơ tay ra gạt đi. Khi nước trà tạt vào người tên này thì từ đầu đến chân đều ướt như chuột lột. Có ai không, đuổi tên khốn kiếp này ra. Vương Khải nổi giận đùng đùng, vọt lên muốn đánh Diệp lão đại, hơn nữa còn kêu gọi người bên ngoài. Bộp! Một tiếng giòn giã vang lên, bàn trà răng rắc vài tiếng rồi bất ngờ nứt ra, tất nhiên là bị Trịnh đại soái đánh cho một quyền vỡ nứt ra. Phải biết rằng đồng chí Trịnh Phương có thân thủ lục đẳng, một cái bàn trà nhỏ tính cái rắm. Tuy nhiên, sau khi nghe tiếng động lớn thì cả hai bên đều dừng tay lại. Trong mắt các cậu còn có tôi hay không? Trịnh Phương hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Vương Khải một cái, hừ nói. Cậu ra ngoài trước đi. Vương Khải do dự một chút, không chịu đi ra ngoài vì như thế thì mất mặt quá. Không đi ra phải không? Hay là để tôi gọi người mời cậu ra? Trịnh Phương nói giọng lạnh tanh, mắt nhìn chằm chằm Vương Khải. Hừ. Vương Khải hừ một tiếng, lườm Nguyễn Diệp Phàm đầy ác ý, xoay người rồi đi. Điều này... Hôm nay tạt nước trà vào Vương Khải, tất nhiên là Diệp lão cố ý làm. Bởi vì, hắn từng nghe nói về gã Vương Khải này, quá kiêu ngạo. Lần trước Trương Cường và Tề Thiên trở về, không ngờ lại bị gã này dằn mặt cho một trận. Diệp lão đại hôm nay làm như thế, tất nhiên là trả đũa cho Trương Cường và Tề Thiên. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng hiểu được, Vương Khải làm như thế có lẽ chính là thể hiện cho đồng chí Lỗ Tiến xem. Bởi vì tên của Trương Cường và Tề Thiên nghiễm nhiên xếp hạng sau Lang Phá Thiên.
Lỗ Tiến đối với mấy đồng chí gây rồi đầu bảng sẽ ấn tượng sâu sắc hơn rồi. Đồng chí Diệp Phàm, cậu quá kích động rồi. Trịnh Phương lạnh lùng nói. Đồng chí Trịnh Phương, tính ra thì tôi từng là cựu lãnh đạo của tổ số 8 phải không nào? Anh thấy xem, đồng chí Vương Khải đối đãi với tôi thế nào, lẽ nào đó là thái độ đối đãi với lãnh đạo hay sao? Diệp Phàm tôi bây giờ chỉ là một phế nhân, nhưng ngay cả tướng Lý Khiếu Phong, bọn họ cũng không dám mắng tôi là phế nhân, Vương Khải của anh là có ý gì? Tôi từng vì tổ đặc nhiệm A Lập bao chiến công lại chính là một thứ rác rưởi. Nếu như tên Vương Khải này còn không được giáo huấn một chút thì loại người như thế sao có thể quản lý tốt báo săn được, tôi rất nghi ngờ. Tuy rằng tôi đã rời khỏi tổ nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy tổ của báo săn bị hủy hoại trong tay kẻ nhọt này. Diệp Phàm thản nhiên nói. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Về chuyện các cậu mượn sân huấn luyện, cậu nói lại với Lâm Hoành một tiếng, thật sự là không thu xếp được thời gian. Qua mấy tháng xem có thể sắp xếp được thời gian hay không. Trịnh Phương thản nhiên nói, lão già này chính là không nhượng bộ, hơn nữa cũng không chịu truy cứu chuyện của Vương Khải. Xem ra, Vương Khải tương đối được ưu ái. Ha ha, Trịnh đại soái, anh xem cái này có thể đổi lấy thời gian huấn luyện của sư đoàn Hồng Kiếm hay không? Diệp Phàm cũng không muốn dài dòng, lấy lại bình tĩnh, rút từ trong cặp ra một cái chai, nhẹ nhàng đặt ở bàn, khẽ để ra trước mặt Trịnh Phương. Để tôi xem thử. Rõ ràng mí mắt Trịnh Phương giật giật, gã cũng từng nghe qua một số tin tức. Gã cầm lấy cái chai, liếc mắt nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, hỏi. Có thể mở ra không? Có thể, chỉ cần anh không ăn nó là được. Diệp Phàm thản nhiên mỉm cười nói. Trịnh Phương rất thận trọng mở chiếc lọ sứ ra, nhòm nhòm ngửi ngửi một hồi nhưng cũng không dám chắc nên dùng mắt nhìn Diệp Phàm. Cao thủ tam đẳng của báo săn hẳn không ít phải không? Diệp Phàm hỏi. Ừ, có hơn 10 đồng chí đạt tới đỉnh bậc tam đẳng, đáng tiếc là mới đi vào cánh cửa thấp nhất của tầng khai nguyên bậc tứ đẳng. Đỉnh bậc tam đẳng và tầng sơ đẳng của tứ đẳng tuy là cách nhau chỉ một giai đoạn ngắn ngủi nhưng trên thực tế, năng lực lại khác xa nhau một trời một vực. Một cao thủ sơ đẳng của tứ đẳng có thể dễ dàng đánh thắng 5 cao thủ tam đẳng. Hơn nữa, so sánh về tỷ lệ, không phải số lượng có thể nói lên điều gì. Khi có nhiệm vụ đặc biệt thì cao thủ tam đẳng căn bản là không thể thay thế cao thủ tứ đẳng. Trịnh Phương nói, vẻ mặt nghiêm túc. Viên thuốc này có thể tạo ra một cao thủ tứ đẳng sơ cấp. Điều kiện tiên quyết chính là cần một đồng chí cao thủ tam đẳng nuốt vào, dưới sự hỗ trợ của cao thủ thất đẳng thì nắm chắc 80% có thể đột phá được. Diệp Phàm thản nhiên nói. Nhưng mà loại thuốc này chúng tôi chưa từng thử qua. Trịnh Phương nói, có chút hoài nghi. Nói thật với anh. Đây là của một lão đạo sĩ đưa cho. Trước mắt tôi chỉ có vẻn vẹn 2 viên. Nếu anh không tin có thể mang đến chỗ lão già tổ khoa học năng lượng của tổng bộ làm xét nghiệm thử. Nói thật, nếu như anh mang viên thuốc này lên tổng bộ thì chắc là sẽ không lấy về được đâu. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, ngắm nhìn Trịnh Phương một cái, còn nói thêm. Hơn nữa, tôi từng ra tay tạo ra 3 cao thủ. Tề Thiên và Trương Cường chính là thành quả của tôi. Diệp Phàm tôi lại có thể lấy đồ không ra gì đến hù dọa Trịnh đại soái anh hay sao? Hơn nữa, tôi tới là đổi thời gian huấn luyện. Nếu thuốc này không hiệu quả, anh cũng sẽ không cho dùng sân huấn luyện. Một viên thuốc, các cậu muốn đổi thời gian bao lâu? Trịnh Phương không do dự nữa, trước mắt tổ số 8 đang cần người. Nếu có thể tạo ra 2 vị cao thủ tứ đẳng gia nhập vào tổ 8 thì chẳng phải Trịnh Phương ta sẽ có công lớn nhất sao? Hơn nữa, trước mắt Trịnh Phương chịu áp lực rất lớn. Nếu trong thời gian 2 năm mà không thể làm cho tổ số 8 trở lại thời kỳ cường thịnh thì chắc là ngay cả vị trí đại soái này của gã cũng khó mà giữ được. Viên thuốc này sẽ đổi lấy thời gian 1 tháng huấn luyện cho sư đoàn Hồng Kiếm, đương nhiên không thể tập trung bố trí. Các anh có thể bố trí theo giai đoạn, chẳng hạn như 1 tháng cho bọn họ 1 tuần, chia làm 2 giai đoạn hoàn thành xong rồi đi. Tôi biết sân huấn luyện của báo săn rất lớn. Dù cho sư đoàn Hồng Kiếm có tiến vào ở thì các anh vẫn có thể huấn luyện như lẽ thường. Chỉ là địa bàn nhất định sẽ bị hạn chế hơn mà thôi. Hơn nữa, tôi nghĩ sư đoàn Hồng Kiếm cũng không có khả năng một mình chiếm giữ được. Nhiều nhất là chọn lấy mấy trăm quan viên và binh lính tiến vào chiếm giữ. Những việc như thế này, các anh hoàn toàn có thể thu xếp được. Nhưng mất lòng trước được lòng sau, thái độ vừa nãy của Vương Khải khiến tôi có chút lo lắng.
Nếu hắn dám nói ra những lời bóng gió trẻ con khi sư đoàn Hồng Kiếm huấn luyện thì Diệp Phàm tôi dù có tốn công cũng phải bắt hắn. Tuy bây giờ tôi đã là một phế nhân, nhưng tôi tin rằng muốn bắt được Vương Khải, tuyệt đối là có thể. Diệp Phàm nói đến đây, giọng nói vang rền. Yên tâm đi, tôi sẽ có câu trả lời thích đáng. Trịnh Phương gật đầu, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Cậu chẳng phải đã nói còn có một viên nữa sao? Tôi cho cậu 3 tháng thời gian huấn luyện, thế nào hả? Ha ha, đổi một viên thôi. Chuyện kia sau này xem biểu hiện sân huấn luyện của các anh rồi sẽ tính. Còn có một điểm nữa, tôi muốn nói một chút. Đồng chí Trấn Trung Lương dù sao cũng là người nối dõi của tướng quân Đông Hải. Các anh không nể tăng thì cũng xin hãy nể mặt Phật mà chiếu cố một chút, không thể khiến cho tướng quân Đông Hải ở trên trời đau lòng, thất vọng được. Diệp Phàm có chút đau thương nói, nhìn Trịnh Phương một cái, nói tiếp. Nếu các anh cho rằng sư đoàn của Trấn Trung Lương cũng cần dùng thuốc viên để đổi lấy thời gian huấn luyện thì viên thuốc còn lại tôi sẽ đưa cho các anh. Cậu ta thì không cần đâu, tôi sẽ đích thân thu xếp bố trí cho bọn họ. Trịnh Phương thận trọng gật đầu, xua xua tay. Ông ta liếc nhìn Phàm một cái, nói. Lần sau nếu cậu có muốn đổi thuốc thì chỉ cần điện thoại cho tôi là được, đỡ phải đi đi về về. Cậu cũng rất bận rộn phải không nào? Chương 1635, Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy khảo hạch. Được. Diệp Phàm gật đầu nói. Không lâu sau trưởng phòng phụ trách huấn luyện của báo săn đưa tới biểu sắp xếp huấn luyện, Trịnh Phương ký rồi đưa cho Diệp Phàm. Hắn sau khi cầm liền cáo từ rồi đi luôn. Trở lại văn phòng của Lâm Hoành, Diệp Phàm đưa cho tư lệnh Lâm tài liệu có liên quan đến việc bố trí huấn luyện. Ông ta nhìn lướt qua, lập tức ngây người. Lại liếc nhìn Diệp Phàm một cái, đột nhiên cười ha hả nói. Vẫn là Diệp đại soái có máu mặt. Hai, tôi phải cảm ơn tư lệnh Diệp, không ngờ lại có thể dành lấy cho sư đoàn A sư nhiều thời gian như vậy, thật được mở rộng tầm mắt đấy. Hầu Bình cười ha hả nói. Cảm ơn thì không cần, báo săn cũng nên dành chút thời gian cho Trấn Trăng Lương là phải rồi. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, nói có việc phải đi trước. Thật sự là không ngờ lại có thể thuận lợi như thế. Lâm Hoành vuốt ve biểu nhật trình trong tay, nói với Hầu Bình. Ừ, rất quái lạ, Trịnh Phương sao có thể thay đổi trở nên dễ bảo như thế. Hầu Bình có chút nghi hoặc. Anh đừng nhìn tôi cũng không được rõ cho lắm. Việc này đúng là có kỹ xảo gì đây, Trịnh Phương làm sao có thể như thế được. Lâm Hoành và Hầu Bình trò chuyện trong phòng làm việc một hồi. Cuối cùng đã làm chết mấy vạn nơ giòn thần kinh mà vẫn buồn bực không đoán ra được. Sau khi trở lại Thủy Châu, Diệp Phàm đã thu xếp ổn thỏa chuyện của Thúy Nhi và anh trai của cô. Việc này thật ra rất đơn giản, Diệp Phàm chỉ cần một chiếc điện thoại là bố trí được ngay. Phạm Đông Trụ cuối cùng đã chọn công ty Vũ Thánh của Tổng Giám Đốc Hầu. Ngày hôm sau, Cố Nhất Phó bị Thiết Thác và Kiểm sát trưởng của tỉnh Hoa Bối Thạch liên kết áp chế. Tòa án tỉnh cuối cùng đã có phán quyết. Bị phán 2 năm tù, nhưng hoãn lại 1 năm thi hành án. Tuy nhiên, cứ như vậy, Cố Nhất Phó vẫn phải chịu phạt, đầu tiên chính là bị khai trừ ra khỏi đảng, sau lại bị khai trừ công chức, phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Đương nhiên, người nhà Cố gia khi đi qua nhìn với ánh mắt thù hằn thì Diệp Phàm cũng nhìn thấy. Diệp Phàm biết rằng chắc chắn đã kết thù oán với Cố gia rồi. Thời gian cứ thế yên ắng cho tới cuối tháng 12. Vì Vệ Sơ Tỉnh thực sự đã làm nên thành tích nên quyết định bổ nhiệm cô làm chủ tịch quận khu Hồng Liên đã được công bố. Tất nhiên trong việc này đồng chí Diệp Phàm đã đóng góp rất nhiều công sức. Diệp Phàm, cậu phải đi tôi cũng ngăn không được, cũng không nên cản trở cậu. 2. Đoạn Hải Thiên ngồi trên ghế, có vẻ hững hụt mất mát liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Thực ra tôi cũng không nỡ rời xa anh Đoạn, gần 1 năm nay cùng anh Đoạn công tác rất vui vẻ. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, nhìn Đoạn Hải Thiên một cái, nói tiếp. Khu Hồng Liên bây giờ cũng đã bắt đầu phát triển rồi. Việc xây dựng mang tính sinh thái nhân văn đã hoàn thành, nền móng của sự phát triển đã được củng cố vững chắc, tin chắc rằng với nền móng này, Hồng Liên phát triển huy hoàng không phải là một giấc mơ. Đó vốn là thành quả của cậu, cũng là quả ngọt để lại cho người khác hưởng. Ông em à, thật có chút đáng tiếc rồi. Đoạn Hải Thiên thản nhiên cười nói còn lắc lắc đầu. Không sao, tin rằng người đảm nhiệm chức bí thư tiếp theo của khu Hồng Liên sẽ là anh Đoạn đây. Đều là người trong nhà, ai hưởng thụ thành quả cũng đều giống nhau, có gì mà phải so bì thiệt hơn với anh Đoạn chứ.
Diệp Phàm cười nói, vẻ mặt rất chân thành, liếc nhìn Đoạn Hải Thiên một cái, nói thêm. Anh Đoạn này, chuyện đồng chí Phạm Đông Bằng đảm nhiệm bí thư quận ủy khu Hồng Liên không biết đã ra quyết định chưa? Ha ha, có rồi, chắc là ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy ngày mai sẽ công bố rộng rãi. Đoạn Hải Thiên cười nói, cũng rất vui vẻ nói tiếp. Vệ Sơ Tịnh do chính tôi nâng đỡ đi lên, Phạm Đông Bằng đảm nhiệm bí thư quận ủy khu Hồng Liên sau này hoàn toàn có thể toàn lực ủng hộ Vệ Sơ Tịnh công tác. Khu Hồng Liên sau này còn có lão Đoạn tôi quản lý sát sao, làm chủ được khu Hồng Liên như làm chủ được nửa thiên hạ của tỉnh thành. Đồng chí Phạm Đông Bằng quả thực rất khá, là một nhân tài. Trong thời gian một năm tôi ở Hồng Liên, anh ta đã làm được rất nhiều việc tốt. Diệp Phàm khen ngợi nói. Buổi chiều ngày hôm sau, đoàn người ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy xuống dưới khảo hạch Diệp Phàm. Bọn họ sau khi sát hạch một lượt thì liền đi ngay. Vừa mới tiễn đoàn người ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Phạm Đông Bằng vẻ mặt tươi cười bước đến, vô cùng cung kính nói. Chúc mừng bí thư Diệp được thăng chức, ha ha ha, sau này Đông Bằng cũng có thể đến Hải Đông ăn cơm trực được rồi. Ha ha, Đông Bằng, tôi phải chúc mừng anh trước mới đúng. Thế nào? Có tự tin làm tốt công tác của khu Hồng Liên hay không? Diệp Phàm cười nói. Có chứ, xin bí thư Diệp yên tâm. Tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp với chủ tịch quận Vệ Sơ Tịnh làm tốt công tác. Khu Hồng Liên nhất định sẽ ngày càng phát triển thịnh vượng. Điều này cũng đều là công lao của bí thư Diệp. Phạm Đông Bằng cười nói. Vậy là tốt rồi. Diệp Phàm gật gật đầu. Buổi tối, rất nhiều đồng chí chúc mừng Phạm Đông Bằng, Diệp Phàm cũng ngồi ở đó. Đương nhiên, đến cuối cùng, Diệp Phàm vốn là khách lại tự nhiên trở thành diễn viên chính. Các cán bộ khu Hồng Liên vây xung quanh, Diệp lão đại say đỏ cả mũi, gục xuống ngay cạnh bàn. Đi đến chỗ Thúy Nhi. Diệp Phàm chỉ cho Trần Quân lái xe, say túy lúy nói. Rõ. Trần Quân gật đầu, lái xe thẳng đến chỗ Thúy Nhi ở. Diệp Phàm thuê cho hai anh em họ một căn hộ với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách. Thúy Nhi nghe nói Diệp Phàm sẽ đến thì rất vui mừng. Trần Quân đưa Diệp Phàm đến nơi xong, tất nhiên là sẽ không lên lầu làm người ta cụt hứng nên lái xe đi luôn. Vừa mới đẩy cửa ra, vừa nhìn đã thấy Thúy Nhi đứng đón ở cửa. Buổi tối Thúy Nhi có vẻ thuần khiết đặc biệt. Cô mặc một chiếc váy ngủ sa tanh mỏng, có thể nhìn xuyên thấu cả làn da thấp thoáng bên trong. Diệp Phàm hơi ngây người, Thúy Nhi má ửng hồng, cười nói. Đây là bộ váy em chỉ mặc cho bí thư Diệp ngắm. Anh trai em buổi tối phải tăng ca không ở nhà, trong nhà chỉ có một mình em. Bình thường em cũng không dám mặc. Diệp Phàm biết rằng, Thúy Nhi nhất định đuổi khéo anh trai Phạm Đông trụ của cô ra ngoài, lòng thầm nhủ cô em này thật hiểu ý người khác. Đẹp lắm, chiếc váy ngủ này nhìn rất thoải mái. Diệp lão đại thản nhiên cười cười, còn giơ tay sờ sờ chất liệu. Bí thư Diệp, em đi pha trà cho anh thưởng thức nhé. Thúy Nhi cười, trên bàn đã sớm đun nước sôi. Diệp Phàm đặt mông ngồi ở trên ghế sofa. Cô gái liếc nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói. Gần đây em học được từ chị Lý Ngọc rất nhiều chiêu mới. Chị Lý Ngọc thật tài giỏi, trà của chị ấy pha thật sự thơm thanh khiết. Cùng một loại trà mà bọn em không pha ra được hương vị trà của chị ấy. Bởi vì Diệp Phàm đã đánh tiếng nên Lý Ngọc cũng không giấu nghề, đem tất cả tài nghệ của mình truyền lại cho Thúy Nhi. Đương nhiên, cái này cũng không phải chuyện ngày một ngày hai có thể học được, cũng cần phải có thời gian rèn luyện. Đón chén trà của Thúy Nhi đưa cho, Diệp lão đại nhấp một ngụm, khen. Tay nghề giỏi. Đợi chút nữa em chuẩn bị nước trà cho anh tắm. Thúy Nhi hé miệng cười nói, gò má ửng hồng, chắc là nghĩ tới cảnh thân mật khi tắm. Tắm nước trà, cũng là Lý Ngọc dạy chứ gì. Diệp Phàm nửa đùa nửa thật, liếc nhìn bộ ngực nở nang của Thúy Nhi một cái. Không phải đâu, là cha em truyền cho. Thúy Nhi lắc đầu, nhìn Diệp Phàm một cái, nói tiếp. Cha em nói, tắm nước trà được truyền lại từ Hoàng Cung Triều Thanh, không những có thể sát trùng tiêu độc, tăng độ đàn hồi của da, tiêu trừ tạp chất, lưu thông khí huyết. Hơn nữa, đặc biệt thoải mái. Đương nhiên, không chỉ có mỗi lá trà mà còn có phối hợp với nhiều loại dược liệu. Song lá trà vẫn được dùng làm nguyên liệu chính. Và lại nghe nói đây là phương thuốc bí truyền của cung đình, cha em đã học được từ lão thái y. Ông chỉ pha cho mẹ em tắm qua một lần, những người khác đều không biết được. Vậy sao cha em lại truyền lại cho em? Lẽ nào ông ấy biết em sẽ pha cho anh tắm nước trà?
Diệp Phàm thản nhiên bắt đầu trêu chọc Thúy Nhi. Em không làm nữa, anh cười em. Thúy Nhi xấu hổ đến nỗi mặt mũi đều đỏ ửng lên, lườm Diệp lão đại một cái, lại càng lẳng lơ quyến rũ. Ha ha, không nói nữa. Chúng ta bắt đầu đi, anh thật sự siêu lòng rồi. Diệp Phàm nói, thật sự có chút tò mò muốn thử kiểu tắm bằng nước trà kia. Đi vào phòng vệ sinh thì hắn phát hiện bồn tắm đã được thay thế bằng cái to hơn. Cái bồn tắm cũ quá bẩn nên em đổi cái này. Anh thấy có được không? Thúy Nhi hỏi. Không tồi. Diệp Phàm gật gật đầu, phát hiện một mùi hương bay lên từ chiếc bồn tắm lớn, nhắm mắt lại hít vào thì cảm thấy mùi lá trà là chủ đạo. Nhưng trong đó cũng còn lẫn mùi của một số loại dược thảo. Tuy nhiên mùi hương rất nhẹ nhàng khiến người ta lâng lâng nhẹ như bấng. Mà nước có màu xanh lục trong suốt, rất đáng yêu. Thúy Nhi nhẹ nhàng giúp Diệp lão đại cởi quần áo, còn chính cô cũng cởi đồ ngủ ra, tháo cả áo lót và quần chip. Thật thoải mái. Diệp lão đại nằm trong bồn tắm lớn, hưởng thụ Thúy Nhi nhẹ nhàng mát xa, trà sát. Trong khoang mũi người thấy mùi lá trà thơm thoang thoảng, thật đúng là thoải mái và thư thái. Sau một lát, Diệp lão đại tiện tay gạt xuống. Thúy Nhi không đề phòng gì, bộ ngực lập tức trắng lên một mảng, hai trái đào tiên tự động rung lên, tròn đầy và mềm mại trong tay Diệp Phàm. Không lâu sau, trong phòng lại xảy ra cuộc thủy chiến, phơi phới sắc xuân viên mãn. Tết Nguyên đán năm 2003 qua đi, thư bổ nhiệm của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cuối cùng đã đưa xuống dưới. Diệp Phàm ở trong trụ sở của tổ chức tỉnh ủy, trưởng ban Lô Minh Châu đích thân đón tiếp hắn, sau khi trò chuyện với Diệp Phàm một hồi hỏi. Cậu định khi nào thì đi? Cháu đã xem lịch rồi, ngày mùng 6 là thứ hai, đến hôm đó thì đi. Diệp Phàm nói xong, liếc nhìn Lô Minh Châu một cái. Vậy được, vừa hay mùng 6 có thời gian rảnh, tôi sẽ tiễn cậu đi. Lô Minh Châu dở lịch làm việc ra, nói. Cảm ơn. Diệp Phàm nói. Cậu đi đến chỗ bí thư phí một chuyến, ông ta có chuyện cần nói với cậu. Lô Minh Châu nói. Diệp Phàm liền đi đến phòng làm việc của Phí Mãn Thiên. Vừa mới đến cửa, hắn đã thấy thư ký Quách Lâm của bí thư phí đang lật lật xem cái gì đó trên bàn làm việc. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, Quách Lâm lập tức đứng lên, vẻ mặt tươi cười nói. Xin chúc mừng bí thư Diệp. Vui chung thôi mà. Diệp Phàm cười cười, nhìn Quách Lâm một cái, nói. Thư ký Quách, gần đây vẫn khỏe chứ? Khỏe, khỏe, cảm ơn bí thư Diệp đã quan tâm. Quách Lâm cười nói rồi chuyển chủ đề. Đúng lúc bí thư phí đang rảnh, anh vào ngay đi. Thưa bí thư Diệp, anh thích uống loại trà gì, tôi sẽ đi pha. Thái độ của thư ký Quách vô cùng nhiệt tình, Diệp lão đại cũng tương đối thoải mái trong lòng. Phải biết rằng thái độ của thư ký Quách cùng tùy từng đối tượng, đệ nhất thư ký của bí thư tỉnh ủy có chút kiêu ngạo cũng là điều bình thường. Chẳng qua thư ký Quách hiển nhiên đã biết quan hệ của Diệp Phàm và phí gia nên mới nhiệt tình như thế. Trong quan trường sẽ không có chuyện nhiệt tình vô duyên vô cớ. Ngồi đi. Thấy Diệp Phàm bước vào, Phí Mãn Thiên chỉ vào ghế tựa phía đối diện, thuận miệng nói. Bí thư phí có hút xì gà không? Diệp Phàm làm một động tác nhả khói. Cho một điếu đi. Phí Mãn Thiên liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, thản nhiên nói. Bình thường tôi rất ít khi hút thuốc, nhưng thỉnh thoảng cũng hút mấy điếu. Con người vốn đều biết loại này có hại nhưng sao lại không vượt qua được sự cám dỗ của nó. Chương 1636, chỉ thị của bí thư tỉnh ủy. Không có cách nào cả, bí thư phí bận trăm công ngàn việc. Có khi buồn phiền thì thỉnh thoảng hút một điếu cũng là để nâng cao tinh thần. Diệp Phàm vừa cười vừa rút hộp xì gà, mở ra khẽ đẩy sang. Xì gà này tất nhiên là của gã Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ Kính Biếu. Gã này lần trước vừa mới đi Cuba liền xách cả thùng xì gà chính hiệu về. Nghe nói gã này rất am hiểu về xì gà, tìm được loại xì gà ngon hảo hạng. Nghe nói phải dùng thủ thuật mới lấy được, chắc ngay cả đồng chí Castro cũng hút loại thuốc này. Đây chính là bản lĩnh của Hắc Miêu. Ồ, chất lượng tuyệt vời nhỉ. Phí Mãn Thiên hình như từng hút qua, đã nhận ra, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái hỏi. Cậu lấy được từ đâu ra vậy? Anh trai cháu đã từng đi Cuba một lần, tiện tay mang về. Nếu bí thư phí thích, vừa nãy cháu có mang theo hai hộp đến đây. Khi nào bí thư phí mệt mỏi thì hút một điếu cho sảng khoái. Nghe nói loại xì gà này được quấn bằng tay, đã trải qua khâu xử lý đặc biệt làm giảm thiểu tối đa tác động xấu tới sức khỏe.
Diệp Phàm cười nói, sau vài lần tiếp xúc với Phí Mãn Thiên dần dần cũng không gò bó như trước. Đây là cậu đang hối lộ công khai đấy nhé. Phí Mãn Thiên bất ngờ nói một câu bông đùa, nhìn Diệp Phàm một cái nói. Loại này giá chắc không rẻ đâu, mấy chục nghìn tệ một hộp phải không? Ha ha, cũng gần như thế. Diệp Phàm thành thật gật đầu, nhìn Phí Mãn Thiên liếc mắt một cái, nói. Tuy nhiên đây là cháu tặng cho chú Phí, không phải là đút lót. Cháu trai mà biếu thuốc lá cho chú mà cũng bị coi là hối lộ thì 80% cán bộ Trung Quốc đều bị cách chức hết. Ha ha ha, cái cậu Tiểu Diệp này, miệng lưỡi càng ngày càng trơn tru. Phí Mãn Thiên chỉ vào Diệp Phàm phá lên cười, đồng thời cũng nhận hai hộp xì gà. Tiếp đó, Phí Mãn Thiên thu vẻ tươi cười lại, nghiêm mặt nhìn Diệp Phàm một cái nói. Cậu chuẩn bị để đi Hải Đông xong cả chưa? Nói thật lòng, trong lòng vẫn còn có chút không yên tâm. Dù sao cháu cũng hơi trẻ tuổi quá, làm việc thì cháu không sợ, chỉ sợ có người lắm mồm nhiều chuyện. Diệp Phàm ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh nói. Ừ, miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ, nhưng cũng không phải lo lắng làm gì, chỉ cần trong tâm cậu chính trực vì nhân dân, vì dân làm việc thì tin rằng đến cuối cùng mọi người cũng sẽ hiểu cho cậu. Phí Mãn Thiên thản nhiên nói xong, nhìn Diệp Phàm một cái, còn nói thêm. Tuy nhiên, đồng chí Phạm Viễn của thành phố Đông Hải là cán bộ sinh ra và lớn lên ở địa phương. Bọn họ đã trải qua vài thập niên phát triển cùng thành phố Đông Hải này. Cho nên đối với địa phương này, mọi ngóc ngách họ đều quen thuộc. Vì thế cậu cần nhờ đồng chí Phạm Viễn chỉ bảo nhiều cho, lấy được sự ủng hộ của anh ta. Chỉ có như thế cậu mới có thể làm tốt công tác ở Hải Đông được. Diệp Phàm vừa nghe vừa ngẫm nghĩ ý tứ sâu xa trong lời nói của Phí Mãn Thiên. Bề ngoài là nói mình phải ủng hộ cho bí thư Phạm Viễn, tuy nhiên Diệp Phàm biết rằng đồng chí Phạm Viễn cũng không phải do một tay bí thư Phí nâng đỡ lên. Có lẽ trong lời nói của Phí Mãn Thiên còn hàm chứa một ý nghĩa khác. Cháu sẽ tùy cơ ứng biến vậy. Diệp Phàm cuối cùng thốt ra những lời này đến, tất nhiên là để thử Phí Mãn Thiên. Ừ, làm công tác thì không thể cứ tằng tằng mãi được, phải có sự thay đổi linh hoạt. Dù gặp bất cứ chuyện gì cũng đều phải tùy cơ ứng biến. Phí Mãn Thiên thản nhiên gật đầu, châm điếu xì gà hút một hơi. Xuyên qua làn khói thuốc, sắc mặt của Phí Mãn Thiên ngày càng nặng nề, hỏi. Cậu đã tìm hiểu qua nét đặc sắc của Hải Đông chưa? Nghe nói Hải Đông có tài nguyên khoáng sản khá phong phú, là thành phố nằm ở trung tâm giao cắt giữa thành phố Mạc Hương, Thuận Xương và địa khu Phủ Châu. Hơn nữa, mặt phía đông bắc còn giáp với huyện Đồ An của tỉnh Chiết Ninh. Nói chung, Hải Đông được xem là mảnh đất giao thông then chốt. Nếu như làm tốt được thì có thể xây dựng thành phố Hải Đông thành tuyến giao thông huyết mạch với phía đông bắc tỉnh Nam Phúc chúng ta. Đây là một cơ hội phát triển, lấy nguồn tài nguyên khoáng sản làm cơ sở làm cho kinh tế Hải Đông phát triển lên một tầm cao mới. Diệp Phàm nói, xem ra, cậu đã bỏ ra không ít công sức tìm hiểu Hải Đông rồi. Hẳn là cậu đã sớm chuẩn bị đi Hải Đông rồi. Điểm này rất tốt, một cán bộ muốn tới cai quản địa phương nào đó cần phải hiểu rõ, nắm vững nó như lòng bàn tay. Cái gì được gọi là hiểu rõ như trong lòng bàn tay? Đó chính là phải bỏ ra nhiều công sức. Có những sự việc nếu chỉ nhìn qua bề ngoài mà không tự mình trải nghiệm thực tế thì không thể ngộ ra được. Đợi đến khi thời gian ở địa phương càng dài thì cậu sẽ càng phát hiện ra nhiều vấn đề. Khu Hải Đông hẳn là phải có vị thế ưu việt của nó. Tuy nhiên, điểm hạn chế duy nhất của Hải Đông chính là không có giao thông đường biển. Đường biển quả là có tác dụng quan trọng đối với sự phát triển của một thành phố. Cậu thấy mấy thành phố ven biển đấy, có mấy cái kém phát triển đâu. Tuy nhiên đây cũng là do tạo hóa, con người không thể tùy tiện thay đổi được. Cậu cũng không thể than thân trách phận, chúng ta phải biết bằng lòng với hiện trạng của mình, tìm cơ hội, lợi thế mà phát triển. Chẳng lẽ đất liền trong đại lục lại không thể phát triển à? Không thể nào, có thành phố trong đại lục phát triển rất khá theo cách đó. Tài nguyên khoáng sản mà cậu nói chính là nét đặc thù của Đông Hải, tuy nhiên. Phí Mãn Thiên nói đến đây thì ho sặc sụa mấy tiếng, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Khoáng sản là một con dao hai lưỡi, nếu tận dụng được thì có thể trở thành động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Nhưng nếu xử lý không tốt thì chính là sẽ hủy hoại Hải Đông. Cậu có thể không biết rằng sự ô nhiễm của Hải Đông đã khiến người ta căm giận sôi sùng sục lên rồi. Lần này cậu xuống đó vừa phải đảm bảo phát triển kinh tế ổn định,
nhưng cũng vừa phải chú ý đến sự phát triển bền vững, còn phải chú ý cải thiện điều kiện sống và bảo vệ môi trường sinh thái. Bảo vệ môi trường, lẽ nào có người đem việc này tố cáo lên trên rồi? Diệp Phàm dự cảm được điều gì, nói. Đây không phải là vấn đề tố cáo lên trên, Hải Đông vì khai thác khoáng sản mà nảy sinh rất nhiều vấn đề liên quan. Đã tới nông nỗi vô cùng nghiêm trọng, một số ông chủ khai thác khoáng sản lớn, thế lực khổng lồ. Bọn họ liên kết với nhau tạo thành vòng tròn thế lực riêng. Nói khó nghe một chút chính là bọn chúng có người có súng trong tay. Cần phải bắn chết một chủ tịch huyện, thậm chí chủ tịch thành phố là rất chuyện rất dễ dàng. Hơn nữa, những ông chủ mỏ quặng này tương đối cứng rắn trong quan hệ với dân chúng địa phương khi dân làm ầm ĩ lên. Đúng vậy, phát triển và môi trường luôn là hai vấn đề đối lập nhau. Những chủ mỏ khoáng vì kiếm tiền đã làm hủy hoại môi trường địa phương xung quanh. Mà dân chúng thì phải sinh tồn, bọn họ phải bảo vệ môi trường. Cậu mà đi sẽ bị mắc trong mớ khúc mắc đó. Làm sao vừa để khai thác tốt tài nguyên khoáng sản, vừa phải quan tâm đến vấn đề môi trường của nhân dân là một vị trí khá trọng yếu. Hơn nữa, bảo vệ môi trường cũng phải kết hợp với phát triển kinh tế, không thể áp đặt, nhưng cũng không thể buông xuôi. Vì vậy cậu phải chú ý những điều này đấy. Hôm nay Phí Mãn Thiên lại tuôn ra những lời nói trọng yếu. Cháu sẽ lưu ý những điều này. Diệp Phàm tương đối thận trọng gật đầu. Cuối cùng là đề xuất một yêu cầu đối với cậu, chỉ tiêu phát triển của toàn bộ tỉnh Hải Đông chỉ đạt đến mức đủ ăn. Cho nên, sau khi cậu đi, tôi chỉ muốn yêu cầu cậu duy trì nền tảng phát triển cơ sở ra thì còn phải phát triển tiến thêm một bước mới được. Ít ra dưới sự lãnh đạo của cậu, cậu hãy làm sao vượt qua được sự phát triển của thành phố Mạc Hương, vọt tới vị trí thứ 8 đi. Phí Mãn Thiên không ngờ lại có thể bất ngờ đưa ra mục tiêu phát triển cụ thể với Diệp Phàm. Vị trí thứ 8, vượt qua thành phố Mạc Hương. Diệp Phàm thì thào mấy lời này, mày mặt nhăn nhó như ông già. Hừ, có mỗi thế mà không làm được thì tỉnh dựa vào cái gì mà để cho cậu ngồi vào vị trí này. Dựa theo quy chế của chúng tôi mà nói, cán bộ có thể ngồi lên được vị trí của cậu, ít nhất phải 40 tuổi trở lên. Cậu bây giờ mới bao nhiêu tuổi? 27. Cả tuổi mụ là 28. Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ, cấp trên cho ngươi vị trí này, đương nhiên hy vọng cậu có thể tạo ra được thành tích siêu việt mà cán bộ bình thường không làm được. Bằng không, lỗ tai của Phí Mãn Thiên tôi sẽ bị cán bộ tỉnh Nam Phúc nhét đầy những lời khó nghe rồi. Hơn nữa, tôi cũng không hy vọng cậu là một thằng bất tài nên hãy làm cho thật tốt để mọi người cùng xem thử đi. Cho họ thấy rằng mỗi người xuất thân từ Phí gia chúng ta đều là một anh hùng. Phí Mãn Thiên tuy không có võ công nhưng khí khái hào kiệt lại tương đối rõ rệt. Điều này chắc là kết quả của sự di truyền trong nhà, giống như Phí Thanh Sơn cũng là hạng người phóng khoáng, khẳng khái. Cháu sẽ thử xem. Diệp Phàm gật đầu. Nếu như cậu không đủ tự tin thì không cần đi Hải Đông nữa. Phí Mãn Thiên lạnh lùng nói. Nhất định làm được. Diệp Phàm đứng lên, tư thế thể thốt. Tốt, tôi chính là thích binh sĩ như vậy. Không được làm mất thể diện của Phí gia trang ta. Phí Mãn Thiên vỗ vai Diệp Phàm. Nhìn theo bóng dáng Diệp Phàm đi ra ngoài cửa, Phí Mãn Thiên đặt mông ngồi trên ghế xoay, mắt nhìn lên trần nhà, mồm lẩm bẩm. Không phải tôi muốn ép cậu mà là cấp trên muốn ép cậu. Anh trai tôi đã dặn để cho cậu vị trí chủ tịch thành phố này nếu làm không ra được thành tựu thì sẽ không xong, cùng với đó là Phí gia trang cũng bị mất thể diện, chỉ bằng ép cậu lên Lương Sơn vậy. Phí Mãn Thiên thở dài, tất nhiên là nghe được lời nói này từ chỗ chủ tịch Phí Nhất Hoàn, lúc đó chủ tịch Trấn có giao phó nói là Diệp Phàm rất trẻ tuổi, đem một thành phố lớn như vậy giao cho hắn, nếu như không làm ra được thành tựu gì thì phải xử lý ngay tức thì. Mà khi thảo luận vấn đề Diệp Phàm ở tỉnh ủy Nam Phúc lần này, tất cả mọi người hiểu được đây là ý của bí thư Phí Mãn Thiên. Còn Phí Mãn Thiên thì ngậm bồ hòn nói không nên lời, thực ra đây cơ bản là không phải ý của ông ta. Đây là do cấp trên bù đắp cho Diệp Phàm vì tổ đặc nhiệm A đã lập công lớn mới cho vị trí này. Bên ngoài thì Phí Mãn Thiên phải xử lý dị nghị của quần chúng, bắt buộc phải nâng đỡ Diệp Phàm. Trong khi đó, kinh nghiệm và tuổi tác của Diệp Phàm đều không đủ. Điều này rõ ràng là Phí Mãn Thiên chịu áp lực tương đối lớn. Nếu Diệp Phàm có thể tạo ra thành tích thì ít nhất chứng minh được mắt Phí Mãn Thiên còn chưa mù. Nếu làm không ra thành tích mà bị xử lý thì ngay cả cái mặt của Phí Mãn Thiên cũng không có cái lỗ nào mà chui xuống. Cho nên, Phí Mãn Thiên không thể không dồn ép Diệp Phàm.
ông ta cũng có nỗi khổ tâm khó nói ra. Diệp Phàm vừa mới trở lại phòng làm việc khu Hồng Liên. Ở hành lang hẹp phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang đứng ngồi không yên, hắn chú ý nhìn ra, không phải Lý Ngọc thì còn là ai vào đây nữa. Và lại, vừa phát hiện bóng Diệp Phàm từ thang máy đi ra, Lý Ngọc vội vàng tránh đi. Tuy nhiên, cô bị Diệp Phàm gọi lại. Chị đến tìm tôi phải không? Không, không phải, tôi cần báo cáo công tác của quán trà với chủ tịch quận vệ. Lý Ngọc ngây người đứng ở hành lang hẹp, khẩn trương nói, đầu cúi gằm xuống phía bộ ngực lừng lững. Rốt cuộc có chuyện gì, cô nói thẳng đi. Diệp Phàm nhíu mày lại, hỏi. Tôi muốn buổi tối mời anh đi uống trà. Lý Ngọc cuối cùng cũng cố lấy dũng khí, nói. Ở đâu? Diệp Phàm cố tình liếc nhìn cô gái một cái hỏi. Thiên Trúc Viên thì thế nào ạ? Lý Ngọc vẻ mặt tha thiết, nhìn Diệp Phàm. Được. Diệp Phàm gật đầu. Vậy tôi xin đi trước. Mặt Lý Ngọc đỏ lên, vội vã chuồn đi như đang chạy. Hai, vì anh trai mà cô đã hao tổn bao tâm tư rồi. Nhìn theo bóng dáng của Lý Ngọc, Diệp Phàm không khỏi thở dài. Chương 1637, mắt tôi chưa mù. Thực ra người anh trai Lý Mộc của Lý Ngọc không phải loại bất tài, nhưng bởi con người trời sinh của cậu ta không biết đút lót lãnh đạo. Cho nên trong lúc vô ý đã đắc tội với một vị lãnh đạo nào đó ở văn phòng tỉnh ủy. Diệp Phàm cho người đi điều tra mới biết được nguyên nhân vì sao Lý Mộc vẫn không được đề bạt. Và gia cảnh của Lý Ngọc cũng không tốt cho lắm nên càng không có tiền quà cáp. Nói về mặt quan hệ xã hội thì Lý gia lại càng kém. Song hai anh em Lý Ngọc đều rất hiếu kính cha mẹ, phần lớn tiền lương của hai anh em cơ bản đều dành để chữa chân cho mẹ. Về điểm này, Diệp Phàm cũng có chút khen ngợi con người Lý Mộc. Cho nên hắn mới hạ quyết tâm giúp đỡ Lý gia một phen. Nếu trọng dụng Lý Mộc sẽ đắc tội với lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy nhưng Diệp Phàm cũng mặc kệ đắc tội hay không đắc tội, chẳng qua chỉ là một phó chủ nhiệm thôi. Đồng chí Tiểu Diệp bây giờ tiêu chuẩn nhìn người rất cao, một anh cán bộ cấp sở bây giờ cơ bản là không thèm để mắt tới. Tuy nhiên khi ăn cơm tối, những người đến chúc mừng đến nhiều quá. Vừa mới hết giờ làm, Diệp Phàm đã bị những anh em thân thiết nhất như Lô Vĩ, Triệu Thiết Hải, Hạ Hải Vĩ, Túc Nhất Tiêu, Phạm Châu kéo đến Lạc Diệp cư ở Thủy Châu. Các anh em, đại ca được thăng chức, chúng ta cũng được thơm lây, ha ha ha, chúng ta hãy cùng uống một ly chúc mừng Diệp đại ca mới thăng chức. Vừa mới bước vào phòng thuê riêng, Phạm Châu đã tông cửa, liến thoáng kêu lớn lên. Đúng, đúng đúng, cùng một ly nào, chúc mừng đồng chí Diệp Phàm thăng chức đến Hải Đông. Hạ Hải Vĩ cũng cao hứng, giơ chén rượu lên, bắt đầu lớn tiếng hô hào. Đám Lô Vĩ đương nhiên cũng vào hùa theo, ầm ĩ cả lên. Mấy anh em chạm ly loảng xoảng vài tiếng rất kêu. Thật không ngờ, lúc trước kia nghe ông em nói là đi Hải Đông, tôi còn tưởng rằng đang nói nhảm. Thật sự không ngờ được, mới mấy tháng sau đã trở thành sự thật. Hạ Hải Vĩ cười ha ha nói. Đại ca là ai chứ? Người thường sao có thể làm đại ca của Lô Vĩ được cơ chứ? Lô Vĩ tôi là ai? Ở tỉnh thành người ta cũng gọi tôi Thái Tử gia. Ha ha! Thằng cha Lô Vĩ này vỗ ngực, giữ tư thế là người đệ nhất thiên hạ làm trò khiến cho mọi người đều vui. Lô Thái Tử, đại ca mời cậu một ly. Diệp Phàm liếc nhìn thằng nhóc này một cái, thản nhiên cười nói. Không dám, ở trước mặt đại ca, em vĩnh viễn là thằng em nhỏ, không nên nói hai từ Thái Tử. Thế khác nào giết em cho rồi. Lô Vĩ cười ha hả nói. Vốn cho rằng dốc hết sức lực thì tôi có thể đảm nhiệm được cái chức giám đốc sở sở giám sát, dù sao cũng là cùng một bậc với giám đốc sở, gần đuổi kịp gót chân của ông em Diệp đây. Không thể ngờ được trong nháy mắt, ông em lại có thể được thăng chức. Chức giám đốc sở này đem so sánh với chức vụ của hắn chẳng khác gì trộn nước lẫn với phân. Thật tức chết đi được. Túc Nhất Tiêu bất ngờ than thở, đầu hơi lắc lắc. Trong khi mọi người đang uống rượu, Diệp Phàm liên tiếp nhận được mấy chục cuộc điện thoại chúc mừng của những lãnh đạo như cán bộ khu Hồng Liên, đồng nghiệp thành phố Thủy Châu và còn có Tề Chấn Đào. Khi Diệp Phàm bận tiếp điện thoại thì Phạm Cương đưa ra một chủ ý củ chuối, nói là mỗi lần Diệp Phàm nhận điện thoại thì phạt uống một ly rượu. Cứ như thế, đồng chí Diệp Phàm uống liên tiếp mấy chục vại bia lớn. Mặc dù là tửu lượng cũng lớn nhưng cũng không đỡ được, thằng nhãi này đã ngà ngà say. Trần Quân đưa Diệp Phàm về tới sở thiên các của Diệp Phủ. Thằng nhãi này gật gù lơ mơ đi vào phòng vệ sinh. Sau khi phát hiện vẻ say rượu của mình trong gương,
không cẩn thận trượt chân ngã oạch một cái mới nhớ đến cuộc hẹn với Lý Ngọc. Gay to rồi, Lý Ngọc không thể nào vẫn đang ở Thiên Trúc Viên đấy chứ. Diệp lão đại nhìn đồng hồ, đã hơn 0 giờ rồi, vội vàng rút điện thoại gọi cho Lý Ngọc, nhưng trong điện thoại chỉ có tín hiệu tắt máy. Không xong rồi, lúc đầu đã đồng ý với Lý Ngọc là không gặp không về. Cô nàng ngốc này không phải đã tin là thật, đến điện thoại cũng tắt đấy chứ. Diệp Phàm cảm thấy rất đau đầu. Ngẫm nghĩ một chút hắn vội vã tắm qua rồi vọt ra ngoài gọi taxi đi thẳng đến Thiên Trúc Viên. Diệp Phàm có chút lo lắng, bởi vì Lý Ngọc đã từng nói, tối nay tắt máy, điện thoại của ai cũng không tiếp để chuyên tâm biểu diễn trà đạo cho một mình Diệp Phàm. Khi đã tới Thiên Trúc Viên, Diệp Phàm chạy thẳng vào phòng thuê riêng, nhẹ nhàng mở cửa ra. Đột nhiên có một bóng đen vụt chạy đến, Diệp Phàm muốn đẩy ra nhưng chợt cảm giác hình như là Lý Ngọc, giơ tay ra định đỡ cô. Tuy nhiên lại có cảm giác là bộ ngực ngã vào tay nặng nặng, bóng đen đã xà vào trong lòng. Anh đã đến rồi, tôi đã chờ từ rất lâu, tôi nghĩ anh sẽ không đến đây, tôi quyết định chờ anh cho đến tận lúc bình minh. Lý Ngọc khóc rất thương tâm, đôi vai run run lên khá thảm thiết. Cô nàng ngốc nghếch, đều là lỗi của tôi. Vừa về đến Thủy Châu đã bị bọn họ kéo đi uống rượu nên nhất thời quên khuấy mất. Thực ra cô nên sớm gọi điện nhắc tôi một tiếng, hai. Diệp lão đại thở dài nhẹ nhàng mở cửa ra, đỡ Lý Ngọc ngồi xuống trên một chiếc ghế gỗ chạm khắc dài. Xin lỗi bí thư Diệp, tôi đã quá kích động rồi. Tôi đi pha trà cho anh nhé. Lý Ngọc vô cùng ngại ngùng, vừa nãy cảm thấy rất tủi thân, cũng không biết thế nào cô lại có thể ngã nhào vào lòng bí thư Diệp. Sau khi sực nhớ ra, cô vội vàng đứng lên. Tốt lắm, tôi phải thoải mái thưởng thức tài nghệ pha trà của cô mới được. Uống trà cũng có thể giải được rượu. Diệp Phàm dựa nghiêng người vào chiếc ghế sofa. Hôm nay Lý Ngọc mặc một chiếc váy dài màu xanh non xẻ nửa tà, chiếc váy dài vừa chớm đầu gối một chút. Theo động tác đung đưa người của Lý Ngọc khi pha trà, Diệp lão đại mơ hồ nhận ra chiếc váy của Lý Ngọc là loại xẻ tà cả hai bên, chứ không phải loại xẻ tà một bên. Nói cách khác, thực ra đây là loại có hai mảnh vải xanh biếc khép vào nhau. Mảng phía trước, phía sau tạo thành một khối ở trên người. Phía trước che đi đường cong gợi cảm vòng ngực của cô gái. Phía sau được gợn lên chính là đường cong của vòng ba mê đắm lòng người. Hơn nữa, chất liệu này là loại ôm sát người, không phải loại rộng thùng thình mà bó sát vào mông. Nhìn từ phía sau thì vùng trung tâm tam giác vàng kia cũng nổi lên, có thể nhìn thấy rõ ràng được. Bắt gặp ánh mắt say lờ đờ của Diệp lão đại nhìn chằm chằm vào mông mình, Lý Ngọc xoay người khẽ mỉm cười, nói nhẹ nhàng. Khi ở bên ngoài tôi không mặc như vậy, vừa nãy mới thay đồ ở trong phòng. Chỉ mặc riêng cho tôi ngắm thôi à. Diệp lão đại say ngây ngất nằm trên ghế sofa, có chút thô tục cười nói. Thằng nhãi này tương đối thỏa mãn. Vâng. Lý Ngọc thận trọng gật đầu, nói xong mới cảm thấy lời này rất mập mờ. Mặt lập tức đỏ ửng lên đến tận mang tai. Cô không sợ sao? Diệp lão đại cố ý hỏi. Không sợ. Lý Ngọc gật đầu, liếc nhìn Diệp lão đại một cái và bồi thêm một câu. Tôi không sợ anh, tôi chỉ sợ những người khác thôi. Xem ra, cô rất tin tưởng ở tôi. Diệp Phàm đón lấy tách trà từ tay Lý Ngọc nốc một hơi cạn sạch, cười nói. Không biết vì sao tôi lại có thể tin tưởng anh, có thể đây là ý trời. Lý Ngọc thản nhiên nói, tay múa trên khay trà. Trong làn hương trà thơm thoang thoảng, cặp mắt say lờ đờ của Diệp lão đại nhìn Lý Ngọc như mèo thấy mỡ, từ thân trên xuống thân dưới. Diệp lão đại thở dài một tiếng, lại tiếp tục thưởng thức trà. Hai người đều không nói chuyện, Diệp Phàm uống hết thì Lý Ngọc lại rót thêm vào. Cô không hối hận chứ? Diệp Phàm nhẹ nhàng đưa tay nâng cầm Lý Ngọc lên. Tôi chỉ biểu diễn trà nghệ cho mình anh xem. Còn những người khác thì không được. Lý Ngọc nháy mắt đá lông nheo, thản nhiên nói. Cô cũng không sợ nanh vuốt của Diệp lão đại, để mặc cho hắn nâng cầm mình lên. Diệp lão đại thở dài, nhìn Lý Ngọc một cái nói. Được rồi, tôi uống đủ rồi. Tài nghệ pha trà của cô ngày càng giỏi. Tôi nên trở về rồi. Tôi tiễn anh. Lý Ngọc nói, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói tiếp. Tôi thay quần áo đã, cái váy này mặc không được. Cô không phải biết múa hái trà sao, múa một bài đi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Được. Lý Ngọc lên tiếng, mở nhạc. Theo tiếng đàn tranh vang lên, cô lắc lư nhảy múa theo điệu nhạc. Trong phòng ánh đèn rất mờ nhạt, Lý Ngọc bất ngờ vừa nhảy vừa thay quần áo.
Tuy rằng cô còn mặc quần tất bên trong nhưng đường cong vẫn khá rõ ràng. Diệp lão đại cũng được mở rộng tầm mắt. Diệp lão đại khăng khăng đưa Lý Ngọc về tận nhà cô. Khi Lý Ngọc quay người bước đi, Diệp lão đại nói. Tôi đến Hải Đông thu xếp trước, sau này chắc là không lâu sau anh trai cô có thể đến Hải Đông làm thư ký cho tôi. Không biết anh trai cô có đồng ý đi Hải Đông không? Anh ấy nhất định bằng lòng, tôi thay mặt anh ấy chân thành cảm ơn anh. Lý Ngọc quay người nói, vẻ mặt chợt tươi cười hớn hở vì niềm vui bất ngờ. Khi nhìn Diệp lão đại đã thật sự đi xa, Lý Ngọc miệng lẩm bẩm nói. Anh đúng là một người kỳ lạ, Lý Ngọc tôi mắt còn chưa mù. Vài ngày sau, Diệp Phàm đã bàn giao công tác đâu vào đấy, người cũng nhẹ nhõm hơn. Khi đang nằm trong nhà ngủ được hơn nửa ngày thì nhận được điện thoại mời ăn cơm của Kiều Thế Hào, Diệp Phàm mới lái xe tới hội sở Hoàng Thị. Đi vào trong phòng, Diệp Phàm phát hiện có mấy tướng lĩnh quân đội đeo cả quân hàm. Quân hàm cao nhất chính là của đại tá Kiều Thế Hào. Cái khác đồng chí không phải thượng tá thì cũng là trung tá. Đương nhiên. Đối với những quan chức trẻ như thế này mà có thể leo lên được chức thượng tá, trung tá đã được xem như khá xuất sắc rồi. Chắc là đám người này đều có vốn liếng khá dày, bằng không khó lòng mà họ lại được thăng tiến nhanh như vậy. Hơn nữa bên cạnh mỗi đồng chí đều có một em trông khá xinh đẹp ngồi bên. Những người này, nếu không phải bạn bè thì chắc sẽ là cấp dưới của Kiều Thế Hào. Còn Kiều Thế Hào cũng không ngoại lệ, cô em ngồi bên cạnh có đôi mắt tương đối to tròn. Diệp Phàm nhìn nhìn, hình như đã từng gặp qua ở đâu rồi, nhưng có lục lại trí nhớ cũng không nhớ ra cô em này là ai. Cô em mắt huyền ngồi bên cạnh này mặc một chiếc váy ren hoa màu đen dày dặn, trên thân váy thêu hoa màu trắng nổi bật, trông rất đoan trang. Cô gái ngồi ngay ngắn trên ghế, không hé môi, cô chỉ đối đáp nhát gừng và dường như khá lãnh đạm. Nhìn thấy Diệp Phàm đặt mông ngồi xuống, cô gái vội nhíu mày lại, dường như có vẻ không vui. Diệp Phàm liếc nhìn cô gái một cái, khuôn mặt này quả thực rất xinh đẹp nhưng hơi kiêu một chút, thầm nhủ ông đây cũng không phải hạng xoàng. Ông ngồi bên cạnh mày, sao phải nhăn mặt nhíu mày làm gì? Nhìn thấy Diệp Phàm ngồi xuống, đang trò chuyện vui vẻ lập tức lắng xuống, mấy vị đồng chí đều ngầm liếc nhìn Diệp Phàm. Ha ha ha, nhìn gì? Vị này tên là Diệp Phàm, là người anh em của tôi. Kiều Thế Hào thản nhiên cười nói liếc nhìn mọi người một lượt. Chào người anh em Diệp. Nghe Kiều Thế Hào nói như vậy, những quan viên kia cũng gật đầu coi như đã đáp lễ. Diệp Phàm hiểu được rằng người ta nể mặt Kiều Thế Hào nên mới chào hỏi mình, dù sao cũng cảm thấy mấy đồng chí này quá kiêu căng rồi. Diệp Phàm, những vị này đều là bạn bè trên thủ đô của tôi, Lưu Đính của Lưu Gia, Trịnh Đống của Trịnh Gia, Dương Dũng của Dương Gia. Kiều Thế Hào chỉ vào ba người, lần lượt giới thiệu, còn những cô em ngồi cạnh thì không hề giới thiệu. Chương 1638, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Đương nhiên, Diệp Phàm vừa nghe đã biết ngay, có thể xưng là Lưu Gia, Trần Gia, Dương Gia xem như gia đình ở thủ đô nhất định phải có chút thanh thế. Nếu không thì ở thủ đô thiếu gì người mang họ họ Lưu, họ Dương hay họ Trần. Gia đình nào cũng đều xưng là gia thì e rằng nhiều chi chít như sao trên trời. Ha ha, xin chào cả nhà. Diệp Phàm cũng thản nhiên gật gật đầu. Cô bé này chắc là anh chưa từng gặp, cô ấy là Nguyễn Phi Nhi. Diệp Phàm hãy làm quen một chút đi. Kiều Thế Hào cười chỉ vào cô gái xinh đẹp mặc váy ren hoa, giới thiệu nói. Nghe Kiều Thế Hào giới thiệu thận trọng như thế, Diệp Phàm giật mình, biết cô nàng này nhất định có lai lịch không vừa, hơn nữa còn biết đâu còn liên quan đến việc của mình. Xin chào cô Nguyễn. Diệp Phàm vươn cánh tay, thái độ nhiệt tình hơn. Xin chào. Nguyễn Phi Nhi chỉ xua xua tay. Không bắt tay với Diệp Phàm. Diệp Phàm gặp phải tình huống tiến thoái lưỡng nan, nhưng cũng không để bụng, thu tay về. Đối với kiểu người như thế, chưa bao giờ Diệp Phàm thèm so đo. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện, ba người Lưu Đính, Dương Hùng, Trần Đống hình như hiện lên ánh mắt vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn. Chắc là vì nể mặt Kiều Thế Hào nên họ không tiện cười thành tiếng thôi. Và lại chắc ba đồng chí này cũng gặp phải phản ứng tương tự giống mình rồi. Ha ha, cô Nguyễn thường hay như thế. Kiều Thế Hào nhíu hạ mày, khẩn trương xoa dịu. Hắn biết Diệp Phàm cũng là người khá khái tính, Nguyễn Phi Nhi không biết trời cao đất rộng, e rằng sẽ khiến Diệp lão đại nổi giận làm tổn thương đến cô ta. Ha ha, không sao, con người tôi đã quen rồi, không sao. Diệp Phàm thản nhiên cười cười.
Cha của cô Nguyễn đây công tác ở quân khu Hải Đông, tên là Nguyễn Tiến. Ông ấy là một tư lệnh viên. Kiều Thế Hào cuối cùng đã tiết lộ. Hóa ra chuyện Kiều Hành Sơn tối nay đồng ý đã bắt đầu dục dịch rồi. Chắc là bảo mình trước khi nhận chức hãy làm quen với người nhà Nguyễn gia, tiếp xúc một chút thì sau này đo đến nhà Nguyễn gia cũng thuận lợi hơn. Là thiên kim tiểu thư nhà họ Nguyễn, chẳng trách. Diệp Phàm liếc nhìn Nguyễn Phi Nhi một cái, cố ý thản nhiên hừ một tiếng, đồng thời cũng không nhiệt tình đứng lên. Xin đừng gọi là tiểu thư, từ đó khó nghe lắm. Nguyễn Phi Nhi cũng khá thông minh, lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm một cái, buông đôi đũa trong tay, lạnh lùng hừ nói. Lần này đến Kiều Thế Hào cũng tủm tỉm cười một cách kỳ quái. Không gọi là tiểu thư thì gọi là khuê nữ của tư lệnh Nguyễn phải không? Diệp lão đại cố ý giả vờ ngạc nhiên quay đầu nhìn Nguyễn Phi Nhi, cố ý hỏi. Ha ha ha, thượng tá Lưu Đĩnh rốt cuộc đã không nhịn nổi cười, cũng có thể là cố ý phá lên cười. Nghe thấy anh ta cười, Trần Đống và Dương Hùng cũng cười theo. Mấy cô gái khác cũng che miệng cười, Kiều Thế Hào có vẻ lúng túng, trừng mắt lườm đồng chí Lưu Đĩnh một cái. Người anh em Diệp à, cậu thật biết đùa đấy. Nếu gọi là khuê nữ chẳng phải đã hạ thấp cô Nguyễn đây của chúng ta rồi sao? Chỉ có con gái quê mùa ở nông thôn mới gọi là khuê nữ thôi phải không? Cô Nguyễn trở thành con gái nhà quê từ khi nào chứ? Trần Đống nghèn nghẹn cuống họng, cố ý trêu chọc nói. Biết gã Trần Đống này vào hùa tát nước theo mưa, Diệp lão đại liếc nhìn Nguyễn Phi Nhi một cái, phát hiện này cô nàng quả nhiên trúng kế. Cô ả hằn học trừng mắt nhìn mình với ánh mắt cực kỳ khinh bỉ. Gọi là khuê nữ cũng rất gần gũi, tôi đây cũng xuất thân từ nông thôn mà lên. Vì thế ở bên đó, chúng tôi gọi em bé là bé con, còn các cô gái thì gọi là khuê nữ, chẳng hạn như Nguyễn Phi Nhi thì gọi là khuê nữ Phi Nhi. Diệp Phàm giả bộ vô cùng chân chất, thật thà, giải thích với Nguyễn Phi Nhi. Đê tiện, Nguyễn Phi Nhi miệng run run, cuối cùng đã không nhịn nổi phun ra hai chữ này từ cái miệng nhỏ nhắn của mình. Kiều Thế Hào thầm nhủ hỏng bét rồi. Đang định mở miệng thì Diệp lão dại đã soạt một tiếng, đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Nguyễn Phi Nhi chằm chằm, nói. Cô nói lại một lần nữa xem, nông thôn chúng tôi có chỗ nào đê tiện. Nông dân là những người lương thiện, chất phác nhất. Không có bọn họ làm ruộng, trồng trọt thì thiên nga cao quý như cô chỉ có đường ăn không khí. Cô là con gái của tư lệnh Nguyễn phải không? Hôm nay tôi thay mặt tư lệnh Nguyễn dạy bảo cho cô một chút. Nhìn mặt mũi cô rất giống một cô gái có giáo dục. Sao lại nói ra những lời như thế? Thật khiến cho Diệp Phàm tôi thất vọng quá. Anh có tư cách gì mà dạy bảo em gái của tôi? Lúc này, cô ả xinh đẹp ngồi bên cạnh Lưu Đĩnh phía bên kia, chỉ vào Diệp Phàm nói sẵn. Anh ta đương nhiên là có tư cách. Kiều Kiều Thế Hào lập tức trừng mắt nhìn Lưu Đĩnh một cái, bất ngờ lạnh lùng nói. Tiểu Liên, ngồi xuống cho anh. Lưu Đĩnh kéo cô gái một cái ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt nghiêm túc nói. Anh Thế Hào đang nói chuyện, sao có thể đến lượt em xen mồm vào? Hắn bắt nạt em gái em. Nguyễn Tiểu Liên chỉ vào Diệp Phàm bĩu môi hừ nói, nhìn Lưu Đĩnh một cái, nói tiếp. Lưu gia các anh trở nên đớn hèn từ khi nào vậy? Em gái của em cũng là em gái của anh. Em gái bị bắt nạt, không ngờ anh rể không thèm ngó ngàng đến, thật mất hết nhân tính. Nguyễn Tiểu Liên rõ ràng tức giận, đứng dậy bắt đầu oán trách Lưu Đĩnh. Chát, một cái tát tai nhẹ vang lên, kèm theo tiếng Lưu Đĩnh quát. Người nhà Lưu gia trở nên đớn hèn từ khi nào? Cái loại cô ngứa mồm rồi phải không? Vừa nãy tôi nói rồi, khi anh Kiều nói chuyện thì cô đừng chõ mồm vào. Khi Lưu Đĩnh nói những lời này thì cũng hằn học nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Diệp Phàm vừa nhìn thấy đã hiểu ra ngay là người ta đang cảnh cáo mình, vì nể mặt Kiều Thế Hào nên mới bỏ qua cho mình. Anh không cần nể mặt tôi. Tiểu Liên không phải đã nói rồi sao? Kiều Thế Hào hừ một tiếng, dùng mắt nhìn Lưu Đĩnh một cái, nói. Nhưng tôi muốn nhắc nhở anh một điều, hãy nhớ cái nhiệm vụ lần này anh xuống đây là gì? Anh Kiều, tôi không rõ anh nói câu này là có ý gì? Lưu Đĩnh liếc nhìn Kiều Thế Hào một cái, hỏi. Tôi hỏi cậu, hiện tại cậu đang đảm nhiệm chức vụ gì trong quân đội? Kiều Thế Hào hừ nói. Tôi là đoàn trưởng của sư đoàn hổ gầm của tập đoàn quân thứ 3, quân khu Bắc Kinh. Điều này, anh Kiều đã biết từ trước, sao còn phải hỏi. Lưu Đĩnh khi nói những lời này cố tình liếc nhìn Diệp lão đại một cái. Thằng nhãi này đang cảm thấy tương đối đắc ý.
Phải biết rằng Lưu Đĩnh chưa đến 30 tuổi, tự cho rằng có thể ngồi lên lức đoàn trưởng của sư đoàn hổ gầm mới thành lập đã là một thành tựu lớn. Sư đoàn trưởng sư đoàn hổ gầm tên là Trần Cường phải không? Kiều Thế Hào thản nhiên hừ nói. Đúng vậy, cái này tất cả mọi người đều đã biết, cũng chẳng phải là bí mật gì. Lưu Đĩnh mặt mày tươi cười, lại liếc nhìn Diệp lão đại một cái. Lưu Đĩnh, nghe nói vị sư trưởng Trần lần này gọi anh đến là có nhiệm vụ đặc biệt, có phải là muốn vào Vịnh Lam Nguyệt để huấn luyện không? Lúc này, Trần Đống cười ha hả nói. Thực ra khi Trần Đống nói ra những lời này, giọng điệu còn hơi có vị chua xót. Bởi vì trung tá Trần Đống đảm nhiệm chức phó đoàn trưởng sư đoàn Thiết Long mới thành lập của tập đoàn quân thứ 38, quân khu Lan Tây. Mà lần này xuống dưới, nghe Trần Đống nói xong, Lưu Đĩnh liền phóng đại lên rằng sư đoàn hổ gầm của Lưu Đĩnh có khả năng sẽ thử tiến vào Vịnh Lam Nguyệt để huấn luyện. Khi Trần Đống nghe thấy đã ghen tị, lập tức báo cho sư đoàn trưởng Mã Tam Tùng của sư đoàn Thiết Lang. Mã Tam Tùng vỗ đang kiếm cơ có thể tiến vào Vịnh Lam Nguyệt để tiến hành huấn luyện. Chỉ có điều đồng chí lão Mã về cơ bản không quen biết gì với lãnh đạo Vịnh Lam Nguyệt. Nói về thủ trưởng của báo săn thì đồng chí lão Mã càng mù tịt. Biết là dù có đi van lại thì cũng chẳng ích dám gì vì thủ trưởng của báo săn mắt luôn để trên trán, không bao giờ thèm để mắt đến những đồng chí ở các đội bình thường. Đây là tình trạng hiện nay, sư trưởng Mã Tam Tùng cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể tự than thở rằng mình mệnh khổ, vất vả lắm mới cướp được chức sư đoàn trưởng sư đoàn mới thành lập ngon lành kia, mộng làm tướng còn chưa thành đã bất ngờ gặp phải vấn đề nan giải như vậy. Nghe nói, sư đoàn A sư ở Thủy Châu do Trấn Trung Lương dẫn dắt đã được huấn luyện thử mấy tháng, các sư đoàn trưởng các đơn vị đặc thù khác đều tức đỏ mắt. Lưu Đống được phía Kiều Thế Hào có thể giúp đả thông công tác thủ trưởng báo săn nên tư tưởng của Mã Tam Tùng cũng bắt đầu lung lay. Cùng lại gậy ông đập lưng ông, nhiệm vụ nan giải này lại đổ lên đầu Trần Đống, bởi vì Trần Đống cũng có quan hệ khá thân thiết với Kiều Thế Hào. Kiều Thế Hào anh có thể giúp đỡ được Lưu Đĩnh thì cũng có thể chiếu cố Trần Đống tôi một chút phải không nào? Hơn nữa, sư đoàn trưởng Mã đã báo lên quân đoàn Lưu Trường Thiên và Hứa Hưu Hứa Vượn. Nếu như lần này Trần Đống có thể đem được cơ hội đến huấn luyện thử ở chỗ báo săn thì đến cuối năm gã sẽ được thăng lên cấp thượng tá, đảm nhiệm chức vụ đoàn trưởng sư đoàn Thiết Lang. Gia đình của Trần Đống ở thủ đô tuy nói cũng có ảnh hưởng nhất định, nhưng với kiểu công việc như thế này cũng quá khó khăn. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này hắn vẫn dồn sức đi theo gót Kiều Thế Hào. Còn Lưu Đĩnh vừa nhìn thấy tình cảnh của Trần Đống thì đã biết ngay gã này là đến là có mục đích. Hai người tuy là bạn thân, nhưng vẫn ngầm phân cao thấp. Trong khoảng thời gian này, hai người suýt chút nữa đều trở thành con chó săn trung thành nhất của Kiều Thế Hào. Đã biết rồi còn hỏi. Lưu Đĩnh tức giận hừ một tiếng, lườm Trần Đống một cái. Biết người này cũng muốn tranh miếng mồi ngon với mình nên Trần Đống cười tủm tỉm nói. Tôi nghĩ chuyện anh Kiều ra tay lần này hẳn là đã nắm chắc 80%. Trước kia là khá chắc chắn nhưng bây giờ thì khó nói lắm. Không ngờ Kiều Thế Hào sau khi nghe Lưu Đĩnh nói lại thản nhiên lắc đầu. Lưu Đĩnh vừa nghe thấy, lập tức trầm xuống, thất thanh hỏi. Anh Kiều, trước kia anh chẳng phải đã nói nắm chắc vài phần, lẽ nào bây giờ lại có biến cố? Tất nhiên là có biến cố, hơn nữa, biến cố này lại do người thân các cậu tạo nên. Các người không thể nói Kiều Thế Hào tôi quan hệ không đủ rộng, các người cũng biết được Kiều Thế Hào tôi đối với các người là tốt nhất. Nhưng các người không biết điều. Tôi cũng nản luôn. Kiều Thế Hào khi nói ra những lời này lại liếc mắt nhìn Diệp lão đại một cái. Diệp Phàm vừa nghe đã biết ngay mấy tên này xuống đây là vì chuyện sân huấn luyện của báo săn. Rốt cuộc là có biến cố gì? Anh Kiều, xin anh hãy chỉ cho một con đường, dù là núi đao hay biển lửa thì Lưu Đĩnh tôi cũng không nề hà. Lưu Đĩnh cảm giác Kiều Thế Hào vẫn chưa nói chuyện này hoàn toàn bế tắc, có lẽ còn có cơ hội chuyển biến nên khẩn trương nói. Ha ha! Kiều Thế Hào thản nhiên lắc lắc đầu, nhìn hai chàng một cái, hừ nói. Lưu Đống, cậu là đồ mắt lợn luộc không nhìn thấy Thái Sơn. Kiều Thế Hào nói những lời này, ánh mắt lần này rõ ràng nhìn về phía Diệp Phàm, hơn nữa miệng còn hếch về phía đồng chí Diệp Phàm. Động tác vừa nãy thì dù Lưu Đống là thằng ngu cũng hiểu được rằng nhân vật mấu chốt quyết định của sân huấn luyện báo săn chính là đồng chí Diệp Phàm đây. Chương 1639, quá nghịch thiên rồi. Mặt Lưu Đĩnh lập tức tái đi, quay đầu nhìn Nguyễn Tiểu Liên đang ôm nửa mặt, lạnh lùng hừ nói. Đứng dậy. Để làm gì,
tôi thấy có phải hôm nay anh uống rượu đến mức điên rồi không? Nguyễn Tiểu Liên vẫn ôm ửa mặt, tuy nhiên, giọng đã nhỏ đi nhiều. Dù sao, Nguyễn gia muốn đi lên, thì không thể tách rời khỏi Lưu gia được. Nguyễn gia nào dám đắc tội với Lưu gia, hơn nữa, Nguyễn Tiểu Liên vẫn chưa trở thành con dâu chính thức của Lưu gia, nên đâu dám ngang ngạnh với Lưu Đĩnh kia. Gây chuyện với cái tên Lưu Đĩnh này thì có thể sẽ bị gã đá đích mất. Mấy loại ăn chơi trác táng thế này, chẳng chuyện gì là không dám làm cả. Anh rể, anh đối xử với chị em hơi quá đáng rồi đấy. Người ngoài ức hiếp chúng em anh không ra mặt thì thôi, lại còn đánh chị nữa. Giờ, anh còn muốn gì nữa đây? Nguyễn Phi Nhi tức giận chỉ vào mặt Lưu Đĩnh. Cô bớt lôi thôi đi, ba cô chẳng qua chỉ là một tư lệnh quân khu của thành phố cấp 3 thôi. Lão Lưu gia nhà chúng tôi có thể lục soát đến cái sọt rác nhà các người đấy. Cái này, nếu đã dính đến lợi ích, Lưu Đĩnh gã sẽ chẳng chút lưu tình với hai chị em họ Nguyễn. Đương nhiên, nhưng lời Lưu Đĩnh nói cũng hơi phóng đại rồi. Lưu gia tuy nói cũng có chút gốc gác, nhưng so với những đại gia tộc như Kiều gia, Triệu gia thì chỉ có thể làm kẻ hầu thôi. Trong vòng quyền quý cũng chỉ đứng ở vòng tròn hạng hai. Tuy nhiên, cha của Nguyễn Phi Nhi có thể ngồi lên ngai vàng tư lệnh, cũng nhờ nhóm người của lão Lưu gia bỏ chút sức lực. Anh! Cho nên, Nguyễn Phi Nhi cứ việc tức đến nghiến răng ken két, chứ không dám mở miệng nói thêm gì nữa. Chỉ có thể chỉ vào Lưu Đĩnh hừ hừ vài tiếng thôi. Lưu Đĩnh, cậu đừng đối đãi với Tiểu Liên như vậy, tội nghiệp cô ấy. Dù sao hai người cũng đang yêu nhau, đối xử tử tế với cô ấy một chút. Lúc này, Trần Đống cũng xen vào, nhìn thì có vẻ hảo tâm đây. Nhưng Lưu Đĩnh biết, tên này e chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn thôi. Đối đãi, nếu anh đối đãi tốt với vợ mình, chắc đã không đưa cô ấy đến. Lưu Đĩnh chỉ vào cô nàng xinh đẹp, trắng trẻo bên cạnh Trần Đống. Diệp Phàm vừa nghe, hiển nhiên đã biết cô nàng này chẳng phải vợ của Trần Đống, chẳng qua chỉ là nhân tình thôi. Tôi thấy anh bị điên rồi. Trần Đống bị vạch mặt, hừ một tiếng, múc chén canh lên ăn. Không nói gì nữa. Có đứng lên không? Lưu Đĩnh lạnh lùng nói với Nguyễn Tiểu Liên. Tôi đứng. Nguyễn Tiểu Liên đứng lên đầy oan ức. Mở tay ra, xin lỗi anh Diệp đi. Lưu Đĩnh hơi chỉ về phía Diệp Phàm. Tôi làm đúng, tại sao phải xin lỗi? Nguyễn Tiểu Liên cảm thấy vô cùng oan ức, bất mãn nhỏ giọng nói. Sai là sai, cô còn cho rằng mình không sai nữa, vậy thì sau nay hai chúng ta chẳng còn gì nữa hết. Nói khó nghe một chút, lão Lưu gia không cần đứa con dâu không biết điều như thế này. Anh quá đáng rồi đấy anh rể. Nguyễn Phi Nhi thật sự không kìm nổi, lại thốt lên. Câm miệng, tôi không phải anh rể của cô. Lưu Đĩnh hừ nói, trừng mắt nhìn NPP, Kiều Thế Hào và Diệp Phàm thì đang tự đắc uống canh gà, giống như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình cả. Em xin lỗi anh Diệp. Nguyễn Tiểu Liên sợ em họ lại phải chịu ức hiếp, vội vàng nói. Thái độ chưa đủ thành khẩn, đến đây. Lưu Đĩnh nói, cầm chén rượu đưa cho Nguyễn Tiểu Liên, nói. Cô ba chén, anh Diệp một chén, xem như tạ lỗi. Anh Diệp, em kính anh. Nguyễn Tiểu Liên thấy mặt Lưu Đĩnh như trời sắp mưa, vội nói. Không cần ba chén đâu, một chén là được rồi. Diệp lão đại thản nhiên lắc lắc đầu, tỏ vẻ không cần so đo với một cô gái. Sau đó, không đợi Lưu Đĩnh có phản ứng, Trần Đống cũng sớm cầm ly rượu lên muốn kính ba ly. Diệp lão đại cuối cùng cũng chỉ uống đúng một ly. Đưa Diệp Phàm ra khỏi cửa, đến lối đi nhỏ Kiều Thế Hào nói. Diệp Phàm, không để bụng chứ? Không, để bụng gì chứ? Diệp Phàm thản nhiên lắc đầu. Chỉ cần Lưu Đĩnh đồng ý xuất ngựa, đại tư lệnh Nguyễn quân khu Hải Đông kia không có vấn đề gì. Hơn nữa, người tên Trần Đống ngồi cạnh là trung tá quân khu Lan Tây, bọn họ cũng xây dựng sư đoàn Thiết Lang cũng muốn đến Vịnh Lam Nguyệt huấn luyện. Người này ra thế cũng không tệ, hơn nữa, tôi cũng có hỏi thăm. Đồng chí An Kỳ Cục trưởng Cục Công an Hải Đông chính là người do lão Trần ra đưa lên. Kiều Thế Hào cười nói. Em hiểu rồi, anh gọi em đến ăn cơm với những người này là có liên quan đến Hải Đông đúng không? Diệp Phàm liếc nhìn Kiều Thế Hào một cái, cũng có chút cảm động. Không thể ngờ Kiều Thế Hào đúng là để bụng chuyện của mình thực. Còn người anh vợ Kiều Báo Quốc thì lại không được tốt lắm, toàn là lợi dụng mình. Ha ha! Kiều Thế Hào nhếch miệng mỉm cười. Vậy còn vị Dương Hùng kia có quan hệ gì tới Hải Đông không? Diệp Phàm lại hỏi,
đương nhiên hy vọng có thể có càng nhiều mối quan hệ càng tốt, tốt nhất là có thể khái quát được toàn bộ vòng tròn ủy viên thường vụ của Hải Đông, vậy thì mình mới dễ làm việc. Dương Hùng gia ở Hải Đông chẳng có gì cả, nhưng Dương Hùng gia có mối quan hệ tốt với một phú hào. Tôi nghĩ, có thể cổ vũ họ đến Hải Đông đầu tư, cái này, các cậu chắc không ngại có nhiều tiền quá chứ. Kiều Thế Hào cười gượng một tiếng. Đúng là anh Kiều có chủ ý hay, vì anh em trải sẵn nhiều con đường như vậy. Diệp Phàm tỏ vẻ cảm ơn. Cái này đã là gì, so với những gì cậu đã giúp tôi, đây chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa, tôi cũng biết, mối quan hệ của cậu không ít. Tôi cũng chỉ theo hoa dệt gấm thêm thôi. Kiều Thế Hào cười nói. Diệp Phàm đi rồi, Lưu Đính thực sự không nhìn được nữa, liếc mắt nhìn Kiều Thế Hào đang đẩy cửa vào, hỏi. Anh Kiều, người anh em Diệp Phàm kia rốt cuộc có lai lịch gì, chẳng lẽ hắn có thể thu phục đoàn trưởng báo săn sao? Đúng đó anh Kiều, đoàn trưởng báo săn đây phải dễ thu phục. Ngay cả quân đoàn trưởng quân khu chúng em còn phải lắc đầu. Nói thật, các đại quân khu đều ngại thế lực lớn này. Nếu như sư đoàn của mình có thể được tập ở đó, đúng là đã đánh bóng được thể diện cho tư lệnh quân khu. Trần Đống ở bên nói. Ha ha, nói thật với các cậu, dù sao các cậu cũng là anh em tốt nhất của Kiều Thế Hào tôi. Cậu ấy thực ra là em rể họ của tôi, cũng là bạn của cô em Kiều Viên Viên, em gái Kiều Báo Quốc. Hơn nữa, cũng đã được chú tôi đồng ý. Kiều Thế Hào nói đến đây, vẻ mặt mọi người giãn ra được một chút. Vì thế nói tiếp. Cậu ấy tuổi trẻ lắm, tuổi trẻ khiến người ta thấy đáng sợ. Năm nay khoảng 27 tuổi, sắp đến thành phố Hải Đông tỉnh Nam Phúc đảm nhiệm chủ tịch thành phố. Trời ơn, có còn để người ta sống nữa không vậy, chủ tịch thành phố 27 tuổi, Hải Đông chắc là thành phố cấp huyện nhỉ. Lưu Đĩnh không kìm được thốt lên, tên này đúng là căn bản không nắm rõ các địa khu bên dưới của Nam Phúc. 27 tuổi làm chủ tịch thành phố, đúng là không dám nghĩ đến. Vốn nghĩ chúng ta có thể lăn lộn đến trung tá thượng tá là đã không tệ rồi. Cái này, là có người nhà tương trợ mới được đấy, không thể ngờ còn có nhân vật còn động trời hơn nữa. Trần Đống thản nhiên cười nói. Đừng nghĩ Kiều gia giúp cậu ấy, các cậu nghĩ đi. Dù chú tôi là ủy viên, nhưng ông ấy cũng đâu thể khiến con rể 27 tuổi làm chủ tịch thành phố. Kiều Thế Hào thản nhiên hừ nói, biết bọn người kia hiểu lầm. Chắc cho rằng Diệp Phàm dựa vào quan hệ cạp váy đi lên. Kể ra cũng đúng mà, chẳng hạn như gia tộc của em này, trong quân giới cũng có chút thực lực. Đến nay em cũng đã lăn lộn mấy năm rồi nhưng cũng chỉ được cái quân hàm thượng tá, nếu có thể lăn lộn đến quân hàm tướng quân, đúng là quá động trời. Đáng tiếc, những chuyện thế này không xảy ra được. Lưu Đĩnh gật đầu, có chút tiếc nuối. Cậu em rể tôi có thể được như ngày hôm nay, đều dựa vào năng lực của chính mình. Hơn nữa, cậu ấy còn xuất thân trong gia đình bình thường, gia đình công chức thôi, người thân cũng chẳng ai làm quan cả. Cho nên, cậu em rể của tôi bản lĩnh lắm. Kiều Thế Hào liếc mắt nhìn mọi người, nói thêm. Hơn nữa, tôi muốn nói cho các anh em biết, thành phố Hải Đông là thành phố cấp 3, không phải là cấp huyện. Thành phố cấp 3. Thượng tá Lưu Đĩnh há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Đồng chí Trần Đống và Dương Hùng cũng không khác gì mấy. Mấy cô em kia cũng hơi ngẩn ra. Không thể nào, không thể nào. Chủ tịch thành phố cấp 3, chưa đến 30 tuổi. Sao có thể được? Nguyễn Phi Nhi lạnh lùng nói, cho rằng Kiều Thế Hào nói dối. Ha ha, cậu ấy sắp đến Hải Đông nhậm chức rồi, sau này, tính ra cậu ấy cũng là lãnh đạo của ba cô đấy. Kiều Thế Hào liếc nhìn Nguyễn Phi Nhi, thản nhiên cười nói. Anh Kiều, em tin anh nói, nếu như cậu ta đã có năng lượng như vậy, quen đoàn trưởng báo săn cũng là bình thường. Lưu Đĩnh nói, tôi đưa các cậu đến, chắc chắn là phải tìm đúng người. Không nói dối gì các cậu, sư đoàn Hồng Kiếm chúng tôi đã được sắp xếp nhật trình vào huấn luyện ở Vịnh Lam Nguyệt rồi. Biểu lịch trình đó cũng đã đến sư đoàn Hồng Kiếm chúng tôi. Biểu này, do chính em rể đích thân đưa cho tôi. Kiều Thế Hào lộ tia đắc ý. Anh Kiều, chuyện của chúng em, anh xem. Lưu Đĩnh không kìm nổi, nhìn Kiều Thế Hào. Ha ha. Kiều Thế Hào tôi đã tạo cơ hội cho các cậu rồi. Con đường sau này thế nào, các cậu tự mình đi đi. Làm anh em như vậy là đã không tệ rồi, đủ là anh em rồi. Kiều Thế Hào cười nói. Anh Kiều, nhờ anh nhắc nhở chúng em một chút, chẳng hạn là phải làm thế nào. Đồng chí Trần Đống vô liên sỉ hỏi. Được, thì nhắc nhở lần cuối vậy.
cậu em rể tôi phải đến Hải Đông đảm nhiệm chủ tịch thành phố, các cậu nghĩ xem, làm chủ tịch thành phố cần cái gì nhất? Kiều Thế Hào không ngờ cũng nói thẳng. Đương nhiên là được thành ủy ủng hộ. Lưu Đính Thuận miệng nói. Đây chính là điểm quan trọng, không sai. Kiều Thế Hào gật gật đầu, nhìn mọi người, hỏi. Còn gì nữa? Còn có, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống dân chúng cũng là việc của chủ tịch thành phố phải làm. Hơn nữa, phương diện này rất dễ tạo được thành tích. Làm chủ tịch của một thành phố, mà không làm ra thành tích thì người đề bạt sẽ có chút khó khăn. Em nói có đúng không anh Kiều? Trần Đống hỏi. Trẻ nhỏ dễ dạy. Kiều Thế Hào cười phá lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 90.